Cùng ngày, Bộ Ngoại giao đáp lại sự kiện Học viện Khổng Tử. Tiến hành liên hệ với ngành quản lý, hy vọng việc này có thể được giải quyết thích đáng, không ảnh hưởng đến triển khai dự án bình thường. Đồng thời, Bộ Ngoại giao cũng thông qua việc hình thức phỏng vấn tin tức, đưa ra nhiều tin tức. Chính phủ Mỹ kiểm tra tư cách của Học viện Khổng Tử là vấn đề của Mỹ. Bởi vì hợp tác với trường cao đẳng của Mỹ, ở nước Mỹ trường cao đẳng xây dựng Học viện Khổng Tử có quyền tự chủ, không cần chứng thực. Mỹ tiến hành kiểm tra tư cách chứng thực của Học viện Khổng Tử là không đúng, Trung Quốc tôn trọng pháp luật của Mỹ, nhưng không muốn vì vậy mà tạo ra sự gián đoạn dự án đầu tư. Nếu không thì các chương trình học tiếng Hán ở Mỹ sẽ thiếu giáo viên, khiến trường học và giáo viên đều bị tổn thất. Làn sóng ngoại giao của Học viện Khổng Tử vừa nổi lên, lại có một tin tức trong nước hấp dẫn ánh mắt của vô số người. Tiếp theo một gã phó tổng giám đốc của Volkswagen bị ủy ban kỷ luật mang đi, một gã phụ trách tiêu thụ khu vực nhảy lầu tự sát ở trụ sở của công ty Volkswagen. Đương nhiên, một giám đốc tiêu thụ khu vực nhảy lầu tự sát chỉ là một việc rất nhỏ. Không phải là tin tức lớn gây chấn động cả nước, tin tức làm cho mọi người đều chăm chú theo dõi, là Ủy ban Kỷ luật tỉnh Cát Giang phát biểu về việc Phó Tổng Giám đốc của Volkswagen tham ô. Chỉ ra cán bộ đảng viên của công ty nhà nước, phải tự nghiêm túc kiểm điểm, không thể coi thường pháp luật của nhà nước. Ủy ban Kỷ luật tỉnh Cát Giang lên tiếng, bị cho là Ủy ban Kỷ luật địa phương tuyên bố mạnh nhất với công ty của nhà nước. Ngay sau đó, truyền thông Cát Giang đưa tin rộng rãi phát biểu của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Khiến cho sự kiện nhân viên của Volkswagen vẫn đang bị giữ bí mật lập tức mọi người đều biết hết. Volkswagen lập tức bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Không chỉ như vậy, Cục Giám sát Chất lượng tỉnh Cát Giang còn nhận được khiếu nại của mấy người mua xe Volkswagen DSG có lỗi về chân ga. Và chính thức công bố kết quả điều tra. Volkswagen sản xuất chân ga của xe ô tô có vấn đề. Đề nghị Volkswagen đưa ra phương án giải quyết, trên nguyên tắc là xuất phát từ suy nghĩ cho người tiêu thụ, phải giải quyết vấn đề chân ga. Tin tức vừa được đưa ra, càng làm cho dư luận xôn xao. Không ít người lập tức nhìn thấy manh mối. Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Cát Giang rõ ràng là ghét bỏ Volkswagen. Chính là muốn làm cho mất mặt. Sau khi xảy ra sự kiện chân ga của Volkswagen, ngoài Cục Giám sát Chất lượng phát biểu không đầu không cuối, cũng không có ai nói gì. Nói đúng ra là, có giải quyết lỗi chân ga DSG hay không, pháp luật nhà nước nói không tính, công ty nói là được. Có thể thấy bối cảnh của Volkswagen sâu đậm như thế nào. Khiến cho không ít người tiêu dùng hoàn toàn thất vọng đối với Cục Giám sát Chất lượng. Nhưng thái độ hiếm thấy của tỉnh ủy Cát Giang, cùng với tin tức thông báo cho dư luận, cuối cùng khiến người tiêu dùng trong đau lòng và thất vọng thấy được một đường hy vọng. Quả nhiên, từ khi tỉnh Cát Giang đưa ra tin tức, chẳng những nước Đức điều chỉnh xe Volkswagen mà hãng xe cũng nhanh chóng kiểm tra lại. Volkswagen tự kiểm tra có thể kiểm tra ra cái gì, tất cả mọi người đều không hy vọng. Hạ Tường cũng muốn nhưng Hạ Tường tất nhiên là muốn mượn sự kiện Volkswagen, dùng cây dọa khỉ, dùng sức trừng trị hãng xe của Đức. Tiến tới cảnh cáo chính phủ Đức, đừng tưởng vừa hưởng lợi từ Trung Quốc lại vừa khoa chân mua tay, không phải trả bất kỳ lợi ích chính trị gì lại có thể khoe mã mãi mãi. Rất xin lỗi. Trước mặt Hạ Tường thì không thể thực hiện được. Hãng xe Volkswagen nước Đức bị sự kiện này làm cho sứt đầu mẻ trán. Để làm rõ mọi việc, chính phủ Đức đã tiến hành tiếp xúc bí mật, áp lực ngoại giao với Đức đã giảm bớt. Cuối cùng là giải quyết áp lực ngoại giao đến từ Anh. Hạ Tường trở lại tỉnh Tây đã 3 ngày rồi. Thời gian 3 ngày, Hạ Tường đã giải quyết khá nhiều vấn đề còn sót lại, lấy một số kế hoạch còn ứ động và đề nghị xử lý toàn bộ. Còn mời dự họp hội nghị thường vụ chính phủ một lần, tham gia hội nghị thường vụ tỉnh ủy một lần. Các công việc tỉnh Tây ổn định có trật tự, truyền hình kinh tế nguồn năng lượng đang đi sâu đẩy mạnh, tất cả các trở ngại đã được loại bỏ, triển vọng là một mảnh tốt đẹp. Tỉnh Tây dưới tay Hạ Tổng quản lý 3 năm, nội trong 3 năm đã lấy lại mục tiêu trời xanh mây trắng, đã bước đầu thấy được hiệu quả. Tấn Dương mùa hè rất nóng, từ trước đến nay là thời kỳ ô nhiễm nghiêm trọng nhất ở Tấn Dương. Nếu khô hạn ít mưa, liền càng khó cho người ta không thể xuất hành. Một trận làm gió nóng thổi qua, trên đầu sẽ dính một lớp than đá bụi, vừa đen lại xấu, cho dù bạn là quốc sắc thiên hương, ở Tấn Dương bụi than đá bao phủ, cũng không đẹp nổi. Nhưng sau khi trải qua mấy tháng chỉnh lý, hiện tại trên đường phố Tấn Dương, tuy rằng sẽ không bằng thành phố phía nam vùng Duyên Hải, nhưng so với trước kia vẫn là gọn gàng sạch sẽ hơn rất nhiều. Nhân dân Tấn Dương trên phố,
rõ ràng đã tươi cười và vui sướng hơn trước. Người nào cũng hy vọng sống cuộc sống ở thành phố trời xanh mây trắng, ai nấy cũng đều muốn sinh hoạt tại môi trường trong lành, đường phố sạch sẽ, đi ra ngoài không bị dính bụi than đá đầy đầu. Hạ Tưởng cảm thấy an lòng, hắn có lòng tin trong vòng 3 năm, làm cho nhân dân Tấn Dương mỗi ngày bước ra đường đều có thể hít thở không khí trong lành, đều có một ngày đi xuống đường không cần lau một vết bụi đen nào trên giày da. Bản kế hoạch 10 năm ở tỉnh Tây của Hạ Tưởng đã bắt đầu mặc định, chỉ cần hắn cứ ở tỉnh Tây nhận chức, nhất định có thể hoàn toàn thực hiện lý tưởng trong lòng. Lôi Trị Học vẫn giống như trước kia bình tĩnh khiêm tốn, Hạ Tưởng lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ, sau lưng sự khiêm tốn của Lôi Trị Học, kỳ thật là sự uể oải bất đắc dĩ. Có lẽ thời khắc khi biết được Cổ Thu Thật vào bộ, vận mệnh của y cũng đã định sẵn, có cố gắng như thế nào cũng nhất định là tránh ở dưới cái bóng của chức phó. Kết cục bi thảm của lực lượng dự sau khi bị đào thải khỏi bộ, dù là ai cũng không thể ngăn trở dòng nước lũ lịch sử. Có lẽ đối với cố gắng cuối cùng dốc hết toàn lực và cũng không có hy vọng gì nhiều, Lôi Trị Học không có đề cập tới sự kiện ngôn luận với Hạ Tưởng, dường như cũng thờ ơ với những việc tiếp sau sự kiện ngôn luận, thời gian Hạ Tưởng ra nước ngoài cũng như ở Bắc Kinh, Lôi Trị Học vẫn yên tâm mà chỉ đạo công tác ở tỉnh Tây, chưa bao giờ tới Bắc Kinh một chuyến. Không đi Bắc Kinh chính là không có cơ hội tùy tình hình mà xử lý, rất nhiều sự việc, dù sao trong điện thoại cũng nói không rõ. Những gì đã làm của Lôi Trị Học, khiến Hạ Tưởng cũng suy nghĩ không ra cách nghĩ đích xác của y, không thể thăm dò được tâm trạng của Lôi Trị Học sau khi đối mặt với vận mệnh ra khỏi bộ. Tuy nhiên mặc kệ Lôi Trị Học trong lòng thái độ gì, ít nhất y rất yên tâm mà làm việc ở tỉnh Tây, hết lòng hết dạ mở rộng tỉnh Tây, đối với Hạ Tưởng mà nói như vậy là đủ rồi. Vấn đề nan giải cuối cùng ở tỉnh Tây là chuyện sát nhập lưới điện quốc gia với diện địa nhiệt tỉnh Tây. Kỳ thật cũng không xem như là vấn đề khó khăn, thảo luận sát nhập hơn một nửa đã đi vào giai đoạn cuối cùng rồi. Trên cơ bản đàm phán đã gần đến thành công, mạng lưới điện quốc gia đã đáp ứng điều kiện của Quý Như Lan, chỉ chờ sau khi Hạ Tưởng về sẽ đánh nhịp cuối cùng. Tuy nhiên Hạ Tưởng quay trở lại Tấn Dương 3 ngày, vẫn chưa có thời gian cùng Quý Như Lan gặp mặt một lần. Hắn quá bận. Ngoại trừ sau khi xử lý công vụ, trước tiên cùng với Nga Ni Trần, Tiêu Ngũ gặp mặt một lần. Nga Ni Trần đã định bụng bắt tay chuẩn bị thoát khỏi sản nghiệp mỏ An Đạt, chí hướng của ông ta đã không nằm ở đây, đối với việc kinh doanh than đá, vẫn là lực bất tòng tâm. Tiêu Ngũ đối với ngành than cũng hứng thú không lớn, cuối cùng nhất trí quyết định, để Chu Hổ đến Tấn Dương chịu trách nhiệm kinh doanh ngành than. Chu Hổ trong tổ chức thành viên kinh tế của Hạ Tưởng, vẫn là một nhân vật quan trọng không thể thiếu. Mặc dù dáng vẻ quê mùa của y vẫn còn, nói chuyện làm việc vừa không có khí thế như Nga Trần Ni, lại không bằng sự cẩn thận thoải mái của Tiêu Ngũ, nhưng Chu Hổ một nửa là bùng phát, nửa là học đòi làm sang, rất là thích hợp trở thành ông chủ mới của mỏ than ở tỉnh Tây thời kỳ mới. Sau khi Chu Hổ tiếp nhận Nga Ni Trần không lâu, y liền dứt khoát hẳn hoi làm ra mấy sự việc khiến Tấn Dương cùng với toàn bộ ngành than ở tỉnh Tây khiếp sợ, khiến tiếng tăm của y trong vòng một đêm đã chuyển khắp giới than đá tỉnh Tây. Từ nay về sau, Chu Hổ một hình tượng chủ mỏ kiểu mới liền trở thành điển hình của hình tượng chủ mỏ tỉnh Tây trong một khoảng thời gian khá dài. Hình dáng cao lớn của Chu Hổ với tay trái cầm một điếu thuốc lá, tay phải cầm một điếu xì gà, trở thành tư thế tiêu chuẩn bắt chước của chủ mỏ tỉnh Tây. Ưu điểm lớn nhất của Chu Hổ là làm ngành nào yêu ngành đó, sau khi biết được trọng trách y phải đảm nhiệm là khai thác mẫu mã mới ngành than ở tỉnh Tây, y mừng rỡ vô cùng, vừa đến Tấn Dương liền vỗ ngực cam đoan với Hạ Tưởng. Làm không ra hình ra dạng, sẽ chết ở tỉnh Tây, không trở về tỉnh Yến. Chu Hổ vẫn năm đó, đối với Hạ Tưởng phục sát đất, chỉ cần Hạ Tưởng ra lệnh một tiếng cho dù dầu sôi lửa bỏng y cũng nhảy vào, y sùng bái cá nhân Hạ Tưởng, tuyệt đối tới mức độ trung thành và tận tâm. Hạ Tưởng vỗ bả vai Chu Hổ. Chu Hổ, sự nghiệp ở tỉnh Tây giao cho anh đấy, làm cho tốt, đừng làm cho người ta coi thường anh. Chủ tịch tỉnh Hạ yên tâm, ngài nói một câu. Tôi chết cũng không tiếc. Thà rằng chết ở chiến trường, chứ không thể sống thoải mái trên cái bụng của đàn bà. Chu Hổ vẫn giống như trước đây, nói chuyện thích chú ý dùng từ, nhưng đã bao nhiêu năm, vẫn là càng nói càng làm trò cười. Ngại quá, tôi nói tục quá. Hạ Tưởng cười ha hả. Tôi thì thích người có tính cách lòng dạ ngay thẳng. Chu Hổ hết sức vui mừng, xoa tay, giảm chân. Tôi ở tỉnh Yến mấy năm nay đúng là kiềm nén chết đi được. Sớm muốn làm sự nghiệp lớn, còn tưởng rằng Chủ tịch Hạ đã quên tôi. Kha kha, không nghĩ tới, Chủ tịch tỉnh Hạ vẫn nhớ đến tôi,
thật sự là phước ba đời của tôi sau này nhất định chăm chỉ làm tốt, không ngại học hỏi kẻ dưới. Đừng nói, đừng nhìn Chu Hổ giống như một người quê mùa, nhưng thủ đoạn cũng rất cao siêu, rất nhanh nắm toàn bộ bố cục trong tay, mà còn giành được sự tôn trọng của trên dưới mỏ khai thác An Đạt, thậm chí so với quyền uy của Nga Ni Trần còn cao hơn nữa. Nga Ni Trần tuy rằng cũng được người ta tôn trọng nhưng dù sao ông ta ở địa vị cao đã lâu, khiến cho người ta cảm thấy không tiện gần gũi. Chu Hổ vừa có thủ đoạn gian trá, vừa thích cùng với người cấp dưới kết thành một khối, khiến cho y vừa uy nghiêm lại bình dị dễ gần, cuối cùng vì điều chỉnh và tổ chức sản nghiệp nguồn năng lượng tỉnh Tây, dẫn đến tác dụng thúc đẩy quan trọng. Có thể nói, Chu Hổ nhận chức, chính thức mở màn cuộc điều chỉnh và tổ chức nguồn năng lượng ở tỉnh Tây. Con người hạ tưởng chính là như thế, chỉ cần hắn xem là thành viên tổ chức, mặc kệ vị trí của hắn rất cao, mặc kệ hắn có nhiều việc, đều dành ra thời gian đích thân gặp mặt, để bày tỏ tôn trọng và tín nhiệm đối với thành viên tổ chức. Gặp mặt Chu Hổ xong, Hạ Tưởng lại gặp mặt Nghiêm Tiểu Thì. Nghiêm Tiểu Thì vốn ở lĩnh Nam, tỉnh Tề và tỉnh Yến đều có làm ăn buôn bán, ở tỉnh Tây chỉ tham gia địa nhiệt điện tỉnh Tây, kinh doanh buôn bán ở tỉnh Tây trong bố cục cả nước của cô, chiếm tỷ trọng thấp, nhưng cô sau khi nghe nói Hạ Tưởng sắp trở về, cố ý dừng lại ở Tấn Dương thêm vài ngày, chính là vì muốn gặp mặt Hạ Tưởng. Nghiêm Tiểu Thì vốn là con gái Giang Nam, nước da trắng nõn, làn da mềm mại, ở Tấn Dương lâu rồi. Làn da của cô cũng không thích ứng được khô ráo của Tấn Dương, mất đi một chút sáng bóng. Đối với người rất thích cái đẹp như cô mà nói, Tấn Dương là nơi tuyệt đối không thể ở lâu. Nhưng phụ nữ cũng khó mà qua ải tình yêu, vì chờ Hạ Tưởng, cô liền nhẫn nhịn. Cô muốn gặp Hạ Tưởng, không chỉ là nhớ nhung khao khát. Hơn nữa là có việc phải xin Hạ Tưởng phê chuẩn. Là việc liên quan đến đại sự bước bố cục tiếp theo của sản nghiệp dưới danh nghĩa của cô. Sau khi Lý Thấm đưa ra quy hoạch nâng cao điều chỉnh lại tổ chức thành viên kinh tế, Nghiêm Tiểu Thì liền tâm tư đại động, mãnh liệt mà khát vọng trở thành một người được nâng cao sớm nhất bên trong tổ chức thành viên kinh tế của Hạ Tưởng. Hơn nữa cô cũng sắp xếp xong ý nghĩ, chỉ chờ Hạ Tưởng gật đầu. Cô không phải vì chính mình muốn kiếm nhiều tiền, tiền của cô đã đủ nhiều rồi, xài mấy đời cũng không hết, cô cần phải nâng cao phân lượng mình trong lòng Hạ Tưởng. Cô tin tưởng, dựa theo sự nâng cao của sản nghiệp dưới danh nghĩa của cô, địa vị của cô trong lòng Hạ Tưởng, cũng sẽ tiến thêm một bước, càng tăng lên một bậc. Việc Quý Như Lan đến gần Hạ Tưởng, Nghiêm Tiểu Thì trong lòng càng ngày càng cảm thấy có nguy cơ. Cô không dám yêu cầu bên cạnh Hạ Tưởng chỉ có cô một người duy nhất, cũng không dám hy vọng xa vời cô xếp trong top 3 người phụ nữ trong cảm nhận Hạ Tưởng, nhưng ít ra không bị người đến sau vượt mặt mới được, cô không muốn trở thành một người phụ nữ xếp cuối cùng của Hạ Tưởng. Khá tốt, cô đề xuất gặp mặt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không phân vân mấy liền đồng ý. Và địa điểm sắp xếp gặp mặt Hạ Tưởng là ở Nhã Tâm Cư, là một chỗ vô cùng yên tĩnh, Nghiêm Tiểu Thì trang điểm tỉ mỉ cùng với trang sức tinh xảo trang nhã, trải qua 5 tháng gương mặt của cô vẫn như xưa, cô mới hết sức yên tâm. Hạ Tưởng đi một mình ăn mặc rất đơn giản, quần dài, áo sơ mi, trông người rất sạch sẽ mà tự nhiên, hắn vừa đến đã nói. Tiểu Thì, bước tiếp theo của em rất là sáng tạo, anh rất đồng ý. Nếu như vốn của em không đủ, có thể trực tiếp đến Lý Thấm mà xin trợ cấp vốn. Em muốn trước là nói việc riêng sau đó bàn việc công, không biết lãnh đạo có phê chuẩn hay không. Nghiêm Tiểu Thì cười tít mắt, hờn dỗi nói. Được, đều theo ý của em. Hạ Tưởng cười tủm tỉm mà đáp. Thật sự là tính tình tốt, nếu cả đời anh đối với em đều là như vậy, em cũng đã thỏa mãn rồi. Nghiêm Tiểu Thì nói một câu yếu ớt. Anh có nghĩ tới tương lai của em hay không? Một câu hỏi ngược thật đúng vịnh đúng Hạ Tưởng, đừng nhìn hắn là chủ tịch tỉnh, một lời của hắn có thể thay đổi vận mệnh của nhiều người, nhưng đối với tương lai của Nghiêm Tiểu Thì, hắn còn thật không biết nên bắt đầu nói như thế nào. Em không so với Tào Thù Lê, Liên Nhược Hàm, cũng không so với Phó Tiên Tiên, em chỉ so với Cổ Ngọc, Quý Như Lan. Trong ánh mắt của Nghiêm Tiểu Thì tràn đầy u oán. Mặc kệ về sau em có thể cùng anh có một đứa con hay không, dù sao cả đời em cũng bên cạnh anh. Tuy rằng em không phải là người phụ nữ truyền thống, nhưng em cũng sẽ không vì một cái gì đó gọi là danh phận mà lấy một người con trai không yêu. Nếu em quyết định sống cô độc suốt cả cuộc đời còn lại, như vậy lý do duy nhất chính là anh. Nhưng, anh dù gì cũng phải cho em một hy vọng mới được, cho dù là hy vọng mong manh. Được, anh cho em một hy vọng. Hạ Tưởng không có chút do dự. Trực tiếp trả lời Nghiêm Tiểu Thì. Anh hy vọng sau này,
ở thời điểm thích hợp, em có thể chỉnh đốn lại ưu thế tài nguyên của Cổ Ngọc, lợi dụng toàn bộ tài chính và con đường phong phú của Cổ Ngọc, lợi dụng ưu thế của Cổ Ngọc bổ sung cho những chỗ thiếu hụt của em, lợi dụng tài năng của em bù lại thế yếu kém của Cổ Ngọc, bổ sung ưu thế cho nhau, sáng lập ra một đế quốc kinh doanh khổng lồ, sau đó cùng Cổ Ngọc chị em đồng lòng, thân thiết với nhau. Thì như suy nghĩ của Hạ Tưởng, một vài năm sau, Nghiêm Tiểu thì điều chỉnh và tổ chức lại sản nghiệp của Cổ Ngọc, phát huy tài năng kinh doanh của cô, sáng lập ra đế quốc kinh doanh khổng lồ hơn cả đế quốc kinh doanh của Tiếu Giai. Càng làm cho người vui mừng chính là, Nghiêm Tiểu thì và Cổ Ngọc cả đời đồng tình chị em, cô xem con của Cổ Ngọc cũng như đứa con của chính mình, vì sự trưởng thành của Cổ Phong mà bỏ ra tâm huyết không thua gì Cổ Ngọc, trở thành mẹ nuôi Cổ Phong tôn kính nhất. Hơn nữa tài năng của Nghiêm Tiểu thì cũng ảnh hưởng tới sự trưởng thành của Cổ Phong, đối với tính cách của Cổ Phong bắt đầu hình thành tác dụng thúc tích cực hướng về phía trước. Nhiều năm sau, Cổ Phong thành công trên đỉnh tháp, trong rất nhiều người anh ta cảm ơn, trước hết chính là cảm tạ Cổ Ngọc, sau đó là cha mẹ, tiếp theo là Nghiêm Tiểu thì. Làm Nghiêm Tiểu thì nhìn thấy ý chí phát triển của Cổ Phong trên TV, trong một phút chốc đã trở thành một người lãnh đạo quốc gia trẻ nhất, cô đã rơi nước mắt, cảm thấy vất vả cả đời đều đáng giá. Mà hoàn cảnh hiện tại là, Cổ Ngọc có được một nguồn tài nguyên khổng lồ, nhưng bản tính trời sinh Cổ Ngọc dửng dưng, đối với kinh doanh thương mại hứng thú không nhiều, tài nguyên và con đường của cô chỉ có thể phát triển ôn hòa, cuối cùng khó có thành công lớn. Nghiêm Tiểu thì có tài kinh doanh thương mại, hơn nữa có tham vọng đối với việc kinh doanh thương mại, nhưng tài nguyên và tài chính vốn lại rất ít. Tuy nhiên sau khi cô cùng Cổ Ngọc hợp tác, tài nguyên có thể điều chỉnh, ưu thế có thể bù cho nhau, cuối cùng sáng lập thành công một tập đoàn buôn bán khổng lồ. Cũng là nhờ lợi ích của tập đoàn kinh doanh của Nghiêm Tiểu thì, về sau khi Cổ Phong tranh cử, mới có được nguồn vốn tuyển cử khổng lồ, cuối cùng thành công đăng quang lên địa vị cao nhất. Đương nhiên, không ai được biết chính là, khi Cổ Phong tranh cử, trong nước có 3 tập đoàn truyền thông, một đứng đối lập với anh ta, 2 tập đoàn khác tận dụng hết sức lực tuyên truyền quan niệm chấp chính của anh ta, và vì hắn mà phất cờ gieo hò, trong đó có một nhà, chính là đế quốc truyền thông của Tiếu Hạ. Không đề cập tới tương lai nữa. Hiện tại trong lòng Nghiêm Tiểu thì hạnh phúc tràn đầy, hưng phấn và vui mừng vì Hạ Tưởng đã sớm vì cô mà nghĩ ra một tương lai tốt đẹp, cô không còn áp chế nổi tình cảm trong lòng, ôm cổ Hạ Tưởng. Em cả đời theo anh, chỉ cần trong lòng anh vẫn có em sẽ không oán trách, không hối hận. Đối với Hạ Tưởng không oán trách không hận đâu chỉ Nghiêm Tiểu thì, còn có Quý Như Lan. Hạ Tưởng tạm biệt Nghiêm Tiểu thì, trên đường đi gặp mặt Quý Như Lan. Sóng gió ngoại giao của bên anh, rốt cuộc bùng phát. Sau khi anh đưa ra kháng nghị với Bộ Ngoại giao của Trung Quốc về việc thảo luận của Hạ Tưởng, Thủ tướng Anh Quốc không để ý đến việc Trung Quốc phản đối mãnh liệt, vẫn là dựa theo quyết định ban đầu tới gặp phần tử độc lập. Khiến cho Trung Quốc vô cùng tức giận. Dưới tiền đề Trung Quốc uy hiếp muốn hủy bỏ hội đàm cấp bộ trưởng giữa Trung Anh, Thủ tướng Anh vẫn kiên trì như cũ gặp mặt nhân sĩ độc lập, còn không biết xấu hổ đệ trình không chính thức kháng nghị Hạ Tưởng với Trung Quốc. Hoàn toàn chính là cử chỉ nhàm chán. Mà trong nước có một số nhân vật còn muốn mượn kháng nghị của nước Anh làm lý do tạo áp lực cho Đại Phục Thịnh và Hạ Tưởng, không ngờ rằng sự việc vừa không thu được hiệu quả như mong muốn, lại xảy ra việc nghiêm trọng Anh Quốc có hành vi khiêu khích đối với nước nhà, như vậy trước đây đem việc kháng nghị của Anh Quốc cũng được xem thành hành động hệ trọng, liền thành trò cười. Nước Anh một nơi chật hẹp nhỏ bé, không thể thể diện của quốc gia lớn ra gì. Một quốc gia lớn như vậy lại đem việc kháng nghị nước Anh trở thành việc lớn, cái này không phải là ô nhục mà là tự rước lấy cái nhục. Kết quả sau khi trải qua cuộc thảo luận cấp bách, sau khi hủy bỏ hành trình tới Anh của quan viên cấp quốc bộ, mấy ủy viên sớm định ra kế hoạch đến Anh, cũng bị hủy bỏ. Là hủy bỏ, mà không phải khéo léo hoãn lại, tình hình, rất nghiêm trọng. Đến lúc này, nước Mỹ, nước Đức và nước Anh ba bên liên kết tạo thành sóng gió ngoại giao gây áp lực đối với Hạ Tưởng. Thế là hóa giải toàn bộ. Hạ Tưởng trên đường đến gặp Quý Như Lan, nghe được tin tức sóng gió ngoại giao giữa Trung Anh liên tục nổi lên, không khỏi vui sướng mà cười, nói với Đường Thiên Vân. Thiên Vân, cục thế sắp triển khai toàn diện, nói xem, anh đối với việc sắp đặt của Đại hội Đảng 18 có cách nhìn nào không? Vấn đề của Hạ Tưởng rất sắc bén, tuy nói giữa lãnh đạo và thư ký gần như là không có việc gì giấu nhau, nhưng vấn đề đại sự của quốc gia, vẫn là ít nói đến là tốt nhất. Hạ Tưởng lại thái độ khác thường chủ động đặt vấn đề với Đường Thiên Vân, chính là có ý thử thách trí tuệ chính trị của Đường Thiên Vân. Sắc mặt Đường Thiên Vân không thay đổi, trong lòng cũng là kinh ngạc,
y hiểu rõ lời nói của chủ tịch tỉnh Hạ, đồng thời thử thách trí tuệ chính trị của y, cũng thử thách y nắm thời cuộc có chính xác hay không. Kỳ thật Đường Thiên Vân vẫn là chỉ đoán đúng phân nửa, Hạ tưởng là muốn mượn cơ hội để thăm dò câu đố bối cảnh của y. Hạ tưởng đi gặp Quý Như Lan, không kiêng dè Đường Thiên Vân, còn cho Đường Thiên Vân đi theo, là nể trọng đối với Đường Thiên Vân, cũng là hắn đối với Đường Thiên Vân thể hiện tín nhiệm 100%, bởi vì hắn trên cơ bản thăm dò được chân tướng sau lưng Đường Thiên Vân rất có lai lịch. Đường Thiên Vân nghĩ ngợi nói, bí thư Cổ chắc sẽ là ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Ủy ban Trung ương. Năm sau còn có khả năng đảm nhiệm chức hiệu trưởng trường đảng. Hạ tưởng gật đầu, không nói gì, trong lòng cũng hiện rõ như gương sáng, Đường Thiên Vân nhìn rất thấu đáo đối với bước tiếp theo của Cổ Thu Thật, thì cho thấy tầm nhìn của y quả thật rất tuyệt vời, đã vượt qua mức độ bình thường. Trưởng ban Ngô dự đoán là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Quốc hội. Đường Thiên Vân tiếp tục nói, giọng điệu rất khẳng định. Quan Viễn Khúc, Ngô Tài Dương, Đại Phục Thịnh, vận mệnh của ba người hẳn là sẽ không thay đổi. Hạ tưởng vừa không khẳng định cũng không phủ định, chỉ có điều thản nhiên, ồ, một tiếng. Phe phản đối và hệ bình dân thế nào? Trước kia, có báo chí đem Quan Viễn Khúc liệt vào phe phản đối, kỳ thật là lời lẽ sai trái. Quan Viễn Khúc không thuộc bất cứ phe phái nào, và giống với Tổng Thư ký năm đó, sau khi nhận chức, ông ta sẽ thành lập quan hệ, trở thành cấp bậc mới độc lập nằm ngoài các phe phái. Phe phản đối sẽ đi theo hướng suy thoái, trong thời đại Quan Viễn Khúc, dần dần chìm nghỉm. Hạ tưởng vẫn là từ chối cho ý kiến. Tiếp tục nói, hệ bình dân nếu không ai kết thù kết oán, sau khi quan hệ quật khởi và thế lực mới hình thành, bị tiêu hóa hấp thu, từ nay về sau rời khỏi vũ đài lịch sử, trừ phi có người lại một lần nữa bắt đầu sử dụng quan niệm chính trị của hệ bình dân, cũng không thể nói là quan niệm chính trị, xưng là khẩu hiệu thì thích hợp hơn một xíu. Thì cá nhân tôi nhận thức thô thiển, tình hình sau khi Đại hội Đảng 18, sẽ lấy thế lực gia tộc và đoàn hệ là việc chính, cùng với va chạm cuối cùng cùng kịch liệt và quan hệ vùng dậy của phe phản đối và hệ bình dân, đồng thời còn có khả năng sẽ có một thế lực hình thành trong im lặng. Đường Thiên Vân liếc mắt đầy thâm nhìn Hạ tưởng ý một cái, khiêm tốn mà mỉm cười nói. Thì xem về sau lãnh đạo muốn dùng tên hệ bảo thủ hay một lần nữa sử dụng cờ hiệu của hệ bình dân, ba thế vững chắc hay là bốn phương đánh kéo, tình hình quốc gia mới có thể đạt tới một độ cân bằng nhất định. Hạ tưởng hồi lâu không nói gì. Có thể nói, Đường Thiên Vân phân tích vô cùng gần sát với suy đoán thời cuộc của hắn, tình hình sau Đại hội 18, cũng giống như lời của Đường Thiên Vân, thế lực mới dần dần hình thành, thế lực cũ lui lại, trật tự vốn có sẽ dần dần bị đánh vỡ, tất cả, đều trong va chạm kịch liệt hoặc yên lặng mà từ tốn hoàn thành. Nếu nói phân tích ở trên không khiến Hạ tưởng vô cùng kinh ngạc, người có chút đầu óc chính trị sau khi trải qua thâm nhập nghiên cứu đều có thể cho ra kết luận tương tự, thì suy đoán của Đường Thiên Vân đối với việc hắn sau này có khả năng sẽ phân hóa, lôi kéo bộ phận thế lực của phe phản đối và hệ bình dân, quả thật rất được lòng hắn, khiến hắn không khỏi âm thầm mà kinh hãi. Quả nhiên, Đường Thiên Vân là một trong nhiều thư ký đi theo hắn có tâm kế nhất cũng là người tinh mắt nhất, đương nhiên, cũng là có liên quan đến vị trí của bản thân Đường Thiên Vân. Hạ tưởng liền càng xem trọng triển vọng của Đường Thiên Vân. Cũng quả thật, Hạ tưởng cho rằng phe phản đối hay gọi là phe bảo thủ thì thỏa đáng hơn tiếp sau việc Quan Viễn Khúc đăng lên đỉnh cao và Đại Phục Thịnh thượng vị, cộng thêm Ngô Tài Dương mang theo thế lực gia tộc mạnh mẽ, cứng rắn khởi nghĩa, mà dần dần suy thoái, chủ yếu cũng là hệ bình dân không đoàn kết như thế lực gia tộc, cũng không như đoàn hệ có một cộng đồng xuất thân gắn bó đoàn kết. Hệ bình dân e rằng sẽ mở nhạt theo lịch sử. Cũng là Diệp Thiên Nam đúng lúc giữa dẫm hắn, không cùng Chu Hồng Cơ liên kết, ở sóng gió ngôn luận làm lính hầu Red A với hắn, Diệp Thiên Nam so với Chu Hồng Cơ thì tầm nhìn xa hơn, cũng thấy rõ hơn, biết thời thế lịch sử không thể ngăn cản được. Nhân vật trung tâm hệ bảo thủ tuổi tác đã cao, đã không có tinh lực kêu gọi, mất đi nhân vật trung tâm chống đỡ, hơn nữa quan niệm hệ bảo thủ quá mức bảo thủ mà rơi sau cho thời đại, rời xa lòng dân. Sẽ dần dần rời xa trung tâm chính trị, như vậy thế lực hệ bảo thủ, hoặc là bị đào thải hoặc bên cạnh hóa, hoặc là một lần nữa đầu nhập vào trận doanh mới, nếu không, ở bên trong dòng chảy cuồn cuộn của lịch sử, chắc chắn bị bao phủ. Hệ bình dân cũng là một cảnh khổ giống thế, trên thực tế, thế lực đoàn kết của hệ bình dân còn không bằng hệ bảo thủ. Quan niệm chính trị của hệ bình dân vừa không như hệ bảo thủ quá bảo thủ mà lệch sang cánh tả, cũng không như đoàn hệ quá cấp tiến mà lệch sang cánh hữu. Đề xướng lấy dân chủ là nhiệm vụ của mình, lấy dân chúng là căn bản chấp chính,
theo mặt chữ mà nói, khẩu hiệu của hệ bình dân rất được dân tâm, cơ sở ở dân chúng tầng trung hạ rất tốt, nhưng vấn đề ở chỗ, ở trong hoàn cảnh quốc nội, dân chúng không có quyền bầu cử, cơ sở chấp chính không dựa vào lòng nhân dân, dựa vào cao tầng chơi cờ. Theo ý nghĩa nào đó mà nói, khẩu hiệu của hệ bình dân có rất được lòng hạ tưởng đối với hệ bình dân có thiện cảm, hơn nữa theo lâu dài mà xem, hắn về sau cũng sẽ đi trên con đường rộng mở, vừa không lệch tả cũng sẽ không lệch hữu. Tuy rằng hiện tại trên người hắn có dấu vết đoàn hệ và thân là nhân vật trung tâm của thế lực gia tộc, nhưng hiển nhiên dã tâm của hắn đã vượt qua đoàn hệ và thế lực gia tộc, sẽ có một ngày thành lập phe phái của chính mình, và mở rộng quan niệm chấp chính của chính mình. Hạ tưởng sẽ tiếp thu kinh nghiệm giáo huấn chỉ chú trọng trung hạ tầng còn cơ sở thượng tầng lại không bền chắc của hệ bình dân, cũng sẽ sửa đổi sắc thái phân chia phe phái quá mức rời rạc của đoàn hệ, càng phải loại bỏ quan niệm chấp chính quá mức bảo thủ của thế lực bảo thủ, từ đó sáng lập một phe phái mới có dân chủ và sắc thái cởi mở sâu đậm. Hơn nữa mục tiêu của hạ tưởng chính là, hắn hy vọng có một ngày phe phái của hắn sẽ hình thành một đảng phái hoàn toàn mới, thành lập một loại quan hệ đảng phái rời rạc, chỉ cần quan niệm giống nhau, là có thể đi đến cùng nhau. Chỉ cần quan niệm bất đồng, là có thể bất cứ lúc nào rời đảng, sau khi ở đảng phái chấp chính, đảng phái liền lui ra phía sau màn, không còn là đảng phái vượt trội, mà phải là quốc gia nổi trội. Quyền lợi quốc gia mãi mãi xếp ở vị trí thứ nhất. Hạ tưởng nghĩ tạm thời đưa bè phái của hắn xưng là hệ hạ. Khi Nghiêm Tiểu Thì, Quý Như Lan dưới chỉ dẫn quy hoạch kinh tế của Lý Thấm, chính thức nâng cao quy mô tổng sản lượng kinh tế, thì việc điều chỉnh nâng cao của tổ chức thành viên chính trị trong cảm nhận của Hạ tưởng, cùng với quan niệm đảng phái hình thành có sắc thái hơn, đang ở bước đầu hình thành, từ đó, đặt ra hình thức quan niệm chấp chính ban đầu của thời đại Hạ tưởng. Trong tổ chức thành viên của Hạ tưởng, tổ chức thành viên chính trị và tổ chức thành viên kinh tế phân chia phân công vô cùng rõ ràng, gần như không có điểm cùng xuất hiện, nói đúng là, tổ chức thành viên chính trị một lòng đi theo con đường làm quan, tổ chức thành viên kinh tế vùi đầu phát triển kinh tế, tổ chức thành viên chính trị về phương hướng lớn lấy hạ tưởng là việc chính, lấy quy hoạch của Bành Vân Phong làm bổ sung, tổ chức thành viên kinh tế lấy quy hoạch của Lý Thấm làm cốt yếu, lấy tư tưởng chỉ đạo của hạ tưởng làm bổ sung. Bên trong hai tổ chức thành viên lớn, tổ chức thành viên chính trị không nhúng tay vào sự việc kinh tế, tổ chức thành viên kinh tế đối với sự việc chính trị không quá quen thuộc, chỉ có một nhân vật mấu chốt bắt ngang tổ chức thành viên chính trị và tổ chức thành viên kinh tế, vừa có thủ đoạn chính trị, lại hiểu về kinh tế. Quý Như Lan. Kỳ thật nếu theo nghĩa rộng mà nói, Liên Nhược Hạm, Phó Tiên Tiên thậm chí Cổ Ngọc đều xem như là nhân vật bắt ngang tổ chức thành viên kinh tế và chính trị, nhưng Liên Nhược Hạm đối với chính trị không có hứng thú. Phó Tiên Tiên đối với kinh tế và chính trị đều hứng thú không nhiều, Cổ Ngọc lại rất thờ ơ, tổng hợp lại, chỉ có Quý Như Lan có thể đồng thời ở hai phương diện kinh tế và chính trị trở thành người giúp sức bên cạnh hạ tưởng. Có lẽ là ý thức được ưu thế đặc biệt của bản thân, Quý Như Lan vừa thấy hạ tưởng liền vui vẻ ra mặt, T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Chủ tịch tỉnh Hạ, em đợi anh đến đã lâu. Hạ tưởng mỉm cười. Thật sự gần đây bận quá, không phải cố ý đến bây giờ mới gặp mặt, mà là theo tính tình của anh, chuyện quan trọng nhất phải để cuối cùng mới xử lý, để tránh làm lỗi. Quý Như Lan vui vẻ mà mỉm cười. Chỉ cần sự việc qua tay em, tuyệt đối sẽ không sai. Chuyện của anh, em dám phạm sai lầm sao? Đường Thiên Vân ở bên cạnh phòng chờ, chỉ có Hạ Tưởng và Quý Như Lan đang ngồi đối mặt. Trong không khí tràn ngập mùi hoa và trầm hương. Cũng không biết là ai trang trí thiết kế bên trong căn phòng, lợi dụng gió thiên nhiên vô cùng khéo léo, độ ẩm điều hòa vô cùng thoải mái, khiến Hạ Tưởng thư giãn rất nhiều. Quý Như Lan và Nghiêm Tiểu thì không giống nhau, Nghiêm Tiểu thì trước việc riêng sau là việc công, còn cô là trước việc công sau việc riêng. Quý Như Lan hướng về phía Hạ Tưởng báo cáo tiến trình đàm phán giữa lưới điện quốc gia và điện nhiệt điện tỉnh Tây. Quả thật là gần tới những ngày cuối năm. Chính sách ngành điện lực cho phép tư dân tiến hành đầu tư, thái độ thúc đẩy lưới điện quốc gia đối với việc thu mua điện nhiệt điện tỉnh Tây vô cùng bức thiết, nóng lòng trước khi tuyên bố chính sách hoàn thành việc sát nhập, cũng bố cục trước, có thể kéo dài thời gian chiếm cứ ưu thế lũng đoạn. Quý Như Lan liền nhấn mạnh vào điểm mấu chốt, cuối cùng khiến cho lưới điện quốc gia nhượng bộ, đạt được bước đầu nhất trí. Phương án sát nhập đã đưa lên tổng bộ lưới điện quốc gia, đợi phê duyệt cuối cùng. Đồng thời, phương diện địa nhiệt điện tỉnh Tây cũng đem phương án sát nhập báo lên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phùng Kiện Siêu đã đem phương án lần lượt đưa tới Lôi Trị Học và Hạ Tưởng,
Hạ Tưởng làm ra phê duyệt quan trọng trên đó. Trên cơ bản có thể nói, sát nhập là một việc đã quyết định, chỉ còn là tiến trình và vấn đề thời gian. Trong lòng Hạ Tưởng yên tâm, đổi người khác làm chủ đạo sát nhập, tất nhiên chẳng thể đạt được các điều kiện ưu thế như vậy. Người khác có thể là biết về kinh tế, nhưng ngầm đấu đá với xí nghiệp trung ương nữa quan chức nửa thương nhân, rất khó chiếu cố được hai bên. Cũng chỉ có Quý Như Lan vừa có thủ đoạn chính trị lại có đầu óc kinh tế, đúng là khắc tinh của xí nghiệp trung ương. Một sự việc lớn cuối cùng tỉnh Tây sắp được quyết định, Hạ Tưởng trong lòng yên tâm, tâm trạng rất tốt. Quý Như Lan là loại người phụ nữ thông minh như thế nào, thấy tâm trạng Hạ Tưởng khá tốt, đã đem trọng tâm của câu chuyện chuyển sang chuyện riêng. Anh nói xem, nếu em từng bước một đánh vào bên trong lưới điện quốc gia, về sau tất nhiên phải công tác ở Bắc Kinh. Đối với Bắc Kinh em không quen cho lắm, cũng luôn có cảm giác cô đơn. Với tuổi tác anh mà tính, nếu anh phải lên Bắc Kinh, ít nhất cũng cần 10 năm sau. 10 năm, thời gian dài đằng đẵng. Khác với Nghiêm Tiểu thì nói trực tiếp, Quý Như Lan đối với tương lai của cô ấy, suy nghĩ kín đáo mà dịu dàng, Hạ Tưởng tự nhiên nghe hiểu được là Quý Như Lan muốn hỏi hắn, đối với cô hắn có suy nghĩ như thế nào. Sau khi tổ chức thành viên kinh tế và chính trị công khai lập kế hoạch hoạt động, cuộc sống chính trị trong nước sắp có một hội nghị trong đại có ảnh hưởng hết sức sâu sắc. Mỗi người đều muốn tìm kiếm vị trí mới thích hợp với bản thân của mình, Quý Như Lan cũng không ngoại lệ. Đối với người đàn ông mà nói, có thể sự nghiệp là tất cả. Nhưng đối với người phụ nữ mà nói, sự nghiệp chỉ là một phần trong cuộc sống, tình yêu là một phần quan trọng khác. Người phụ nữ không thể so với người đàn ông, trong lòng cần phải có điểm tựa mới được, thành công trên sự nghiệp, thực tế chỉ có thể mang đến hiện thực trong lòng của người con gái. Nhưng trong giấc mộng tình yêu trong lòng cô không cách nào thỏa mãn. Chỉ có một người đàn ông khiến cô bận tâm, mới có thể khiến người phụ nữ yên tâm. Hạ Tưởng im lặng một hồi. Đối với tương lai của Quý Như Lan, hắn còn không biết sắp đặt như thế nào. Quý Như Lan không thể so với Nghiêm Tiểu thì, tuy rằng cùng trải qua sống chết với hắn, nhưng Nghiêm Tiểu thì theo hắn suốt mười mấy năm, vì hắn mà nỗ lực tất cả, mà hắn quả thật không muốn lại mắc nợ ân tình. Lại khiến Quý Như Lan vì hắn mà chờ đợi cả đời. Hạ Tưởng tự nhận mình trong tình yêu không vĩ đại, cũng có tâm lý chiếm giữ một mình, nhưng vẫn là thay người ta lo nghĩ một chút cho thỏa đáng. Một người phụ nữ muốn quyết định vì một người đàn ông chờ đợi cả đời thật không dễ dàng, hắn phải thận trọng cư xử đối với việc hứa hẹn cả đời với một người phụ nữ. Như Lan, kỳ thật anh đối với em. Hạ Tưởng mới mở miệng, Quý Như Lan lại bước về phía trước, lấy tay nhẹ nhàng che kín miệng của hắn. Dịu dàng nói. Không cần phải nói, em biết tâm tư của anh, có một số lời không cần nói cũng quá rõ ràng, nói ra rồi, thì không có ý nghĩa. Quý Như Lan bình tĩnh như nước, bưng lên một ly nước trà. Em mời anh một ly. Hạ Tưởng và Quý Như Lan cùng ly, uống một hơi cạn sạch, bất đắc dĩ cười. Như Lan, em có cảm thấy anh quá dối trá không? Quý Như Lan sửng sốt trong chốc lát, bỗng nhiên lại vui vẻ mà mỉm cười. Là có chút, tuy nhiên, dối trá một cách đáng yêu, em thích thế. Một người đàn ông nếu không có điều do dự mà tùy ý lừa gạt tình cảm của người phụ nữ, chính là một tên khốn kiếp. Hạ Tưởng lấy làm lạ, Quý Như Lan cũng có một mặt quả quyết. Quý Như Lan bỗng nhiên bước một bước về phía trước, ngã vào trong lòng của Hạ Tưởng, dâng lên cảm giác thật sâu, thì thầm nói. Em là một người cố chấp sự việc đã nhận định, bình thường sẽ không quay đầu lại, nhất là trên mặt tình cảm. Đã bao nhiêu năm, em vẫn không tìm được người yêu lý tưởng nhất, có phải rất ngốc đúng không? Có đôi khi ngẫm lại, người phụ nữ vẫn là sống cuộc sống mơ hồ một chút, kỳ thật là tự tìm phiền não. Kết quả thật đúng là, gặp được anh, làm cho phiền não của em còn tăng hơn nữa. Tuy nhiên anh không cần lo lắng em sẽ phiền anh, em vẫn sẽ chờ đợi ở bên cạnh anh, cho đến một ngày làm cho anh cảm thấy áy náy cảm thấy khó xử, khiến anh cảm thấy được nếu không chấp nhận em, anh sẽ tiếc nuối cả đời. Lời nói của Quý Như Lan, tuy rằng lời nói nhỏ nhẹ, tuy rằng nghe ra không có một chút sức lực, nhưng cô dùng sự việc chứng minh sự kiên trì của cô. Vài năm sau, khi Hạ Tưởng đến Bắc Kinh, Quý Như Lan đã ở Bắc Kinh mở ra cục diện, mượn thế liên hợp của nhà họ Quý và nhà họ Trịnh, thành công mà mở rộng tỉ trọng lưới điện quốc gia, và còn vì nhà họ Quý ở Bắc Kinh tiến thêm một bước mở rộng lực lượng, bởi vậy, nhà họ Quý cuối cùng ra khỏi lĩnh Nam, hoàn thành một bước mấu chốt của bố cục cả nước. Mà cùng lúc chính trị gặt hái được, Quý Như Lan rốt cuộc cũng gặt hái được tình yêu,
cô vì nâng cao tổ chức thành viên kinh tế và bố cục tổ chức thành viên chính trị của Hạ Tường, hết lòng lo lắng, dốc hết toàn bộ tâm huyết, vạch kế hoạch công phu, thận trọng, một lòng nhào vào kế hoạch của Hạ Tường, thiếu chút nữa là mệt ói ra máu. Cuối cùng cũng khiến cô với thân phận nhân vật mấu chốt duy nhất bắt ngang tổ chức thành viên kinh tế và chính trị, trở thành người sát cánh không thể thiếu bên cạnh Hạ Tường, khiến Hạ Tường mặc kệ trên chính trị làm ra quyết sách gì, trên kinh tế truyền đạt mệnh lệnh gì, đều không rời khỏi ý kiến của cô, khiến cô trở thành một người quan trọng duy nhất vượt qua cả Lý Thấm. Quý Như Lan từ lúc bắt đầu không thích ứng cuộc sống của Bắc Kinh, đến mười mấy năm sống ở Bắc Kinh, cô thật sự yêu sâu đậm Bắc Kinh. Yêu một thành phố, là bởi vì trong thành phố có một người mà cô yêu sâu sắc. Quý Như Lan vẫn cùng Lý Thấm tình như chị em, hai người sống ở một khuôn viên tại Bắc Kinh. Nhiều năm sau, Lý Thấm trở thành mưu sĩ đầu tiên bên cạnh Hạ Tường, mà Quý Như Lan thì được rất nhiều người gọi là chị cả trong ngành điện lực. Ba ngày sau, Bắc Kinh mời dự họp hội nghị bí mật. Trong hội nghị, Thủ tướng nhắm vào nghị luận liên quan tới sóng gió ngôn luận Hạ Tường thời gian trước, chính thức phát biểu quan điểm, đề ra cuộc nói chuyện của Hạ Tường trong tiệc tối Trung Đức, là bái phát biểu làm sống lại lòng dân, là cử chỉ dương oai, đáng được khẳng định. Đồng thời, Thủ tướng đối với làn gió ngoại giao của tình thế quốc tế trước mắt, đề xuất ra mấy quan điểm. Thủ tướng tỏ thái độ chính thức, có nghĩa là lần đọ sức sóng được dẫn phát từ sóng gió ngôn luận đã lấy việc thất bại toàn diện của hệ bảo thủ mà chấm dứt. Cuối cùng, Tổng Bí Thư vì sự kiện xác định, vạch ra lời nói của Hạ Tường, giữ gìn tôn nghiêm quốc gia, bày ra khí thế nên có của Trung Quốc, đánh được khẳng định. Tiếp theo một lời đã định của Tổng Bí Thư, sự kiện sóng gió ngôn luận gây áp lực cho Hạ Tường cùng với việc tạo ra vấn đề khó khăn cho Đại Phục Thịnh, từ đây chính thức hạ màn kết thúc. Sau hội nghị, Đại Phục Thịnh gọi điện thoại cho Hạ Tường. Chủ tịch tỉnh Hạ, nguy cơ giải trừ, càng chứng minh tôi không nhìn lầm người. Đại Phục Thịnh đã tỉ mỉ chuẩn bị tốt kế sách phản kích, ông ta kỳ thật đã hạ quyết tâm chẳng những phải tự mình qua ải, còn muốn ra sức bảo vệ Hạ Tường, không ngờ, đang lúc ông ta chuẩn bị toàn lực vật lộn một trận, nguy cơ không ngờ được hóa giải, nếu ông ta không nhận thức được là Hạ Tường ở sau lưng thúc đẩy, ông ta quả thật không tinh mắt. Đại Phục Thịnh đối với việc Hạ Tường từ bên ngoài ra tay thong dong hóa giải rủi ro, vô cùng tán thưởng, tránh việc giao phong trực tiếp có khả năng dẫn phát thế cục dao động. Tôi muốn báo cáo một công tác với Phó Thủ tướng Đại, phương án sát nhập lưới điện quốc gia và địa nhiệt điện tỉnh Tây, đã trình tới tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Hạ Tường lại tặng Đại Phục Thịnh một phần đại lễ, dù việc sát nhập sớm đã trong quy hoạch, nhưng do hắn báo cáo với Đại Phục Uy trước, ý nghĩa khác nhau rất lớn. Tâm trạng Đại Phục Thịnh rất tốt. Được, được, công tác tỉnh Tây triển khai khá tốt. Trải qua một chuyện, đã xác định cơ sở hỗ trợ lẫn nhau giữa Hạ Tường cùng Đại Phục Thịnh. Cũng khiến thế lực gia tộc tiến thêm một bước nhận định Đại Phục Thịnh, tại thời kỳ Đại Phục Thịnh quản lý nội các chính phủ, sự ủng hộ của thế lực gia tộc đối với công tác nội các chính phủ, vượt qua hầu hết các nhiệm kỳ trước đó. Một tuần sau, Lưới điện quốc gia chính thức tuyên bố công tác thu mua địa nhiệt điện tỉnh Tây hoàn thành toàn diện, Quý Như Lan mượn tình thế sát nhập, bước vào công ty thành viên Lưới điện quốc gia tỉnh Tây, trở thành quản lý cấp trung. Nếu nói địa nhiệt điện tỉnh Tây là ngựa gỗ, Quý Như Lan chính là phục binh ẩn mình bên trong ngựa gỗ, sát nhập thành công, biểu thị Hạ Tường đã bước ra bước đầu tiên trong việc khống chế kế hoạch nguồn năng lượng. Trong chớp mắt, cách ngày mời dự họp của Đại hội 18, chỉ có thời gian một tháng. Thời tiết chuyển lạnh, ở Tấn Dương đã qua giữa hè, tới thời tiết cuối thu. Bởi vì đề cao xanh hóa, hơn nữa kết quả của việc Hạ Tường cai quản mạnh mẽ, chất lượng không khí Tấn Dương rõ ràng được nâng cao. Dân thành phố Tấn Dương nhìn lên bầu trời xanh, tràn đầy khát khao và hướng tới tương lai. Núi xanh, trời xanh, nước xanh, không khí trong xanh, Tấn Dương lại tái hiện là một thắng cảnh ngày xưa. Là một người lập ra triển vọng tốt đẹp cho Tấn Dương thậm chí tỉnh Tây, Hạ Tường cũng không chìm đắm mê muội trong vui sướng của thành công mới tạo được ở tỉnh Tây, tầm mắt của hắn đã lướt qua tỉnh Tây, nhìn ra cả nước. Đầu tháng 9, Mai Hiểu Lâm chính thức tiếp nhận chức vụ bí thư thành ủy thành phố Tương Giang, đồng thời tiến nhập hội nghị thường vụ tỉnh ủy, bước một bước quan trọng trong cuộc sống chính trị của cá nhân cô. Sau khi Mai Đình xuất ngoại, Mai Hiểu Lâm giống như trở thành một người khác, một lòng tập trung vào công việc, thể hiện tích cực tất cả là vì công việc, rất nhanh liền tự khẳng định được bản thân trong tỉnh ủy tỉnh Tương và ủy ban nhân dân thành phố Tương Giang. Mai Hiểu Lâm có một mơ tưởng đầy tình riêng. Cô hy vọng một ngày kia có thể giống như lời Hạ Tường nói,
trở thành nữ phó thủ tướng của nội các chính phủ, chứng minh được năng lực của chính mình, làm vẻ vang cho nhà họ Mai, cũng để cho Hạ Tưởng không coi thường cô. Nội tâm cô ẩn sâu một hy vọng khác là, nếu cô cố gắng càng nhiều càng có thể khiến ánh mắt của Hạ Tưởng chú ý đến cô, thậm chí gương vỡ lại lành với cô, tuy rằng dùng hình ảnh gương vỡ lại lành để hình dung quan hệ giữa cô và Hạ Tưởng cũng không chính xác, nhưng cô thà rằng lừa gạt bản thân để tin Hạ Tưởng từng có cảm tình đối với cô mới cảm thấy thỏa lòng. Trải qua vài thập niên phấn đấu, Mai Hiểu Lâm đã làm được. Càng làm cho cô vui mừng chính là, Hạ Tưởng chú ý và quan tâm hơn tới cô. Cũng không để cô phải chờ vài chục năm, cũng không đến mười mấy năm, tuổi thanh xuân của phụ nữ không chịu nổi thời gian mười mấy năm, tuy rằng Hạ Tưởng chú ý và quan tâm tới cô vẫn tựa như mây bay gió thoảng. Nhưng so với trước kia thì tốt hơn rất nhiều, ít nhất Hạ Tưởng hỏi han ân cần đối với cô, và thỉnh thoảng lại chủ động thăm hỏi cô một hai lần, khiến trong lòng cô tràn đầy hạnh phúc và ấm áp. Người phụ nữ khi còn sống, không phải là khao khát được một người đàn ông vừa lạnh lùng vừa nồng nhiệt yêu thương mình hay sao? Mai Hiểu Lâm hạnh phúc, càng lớn tuổi càng lương thiện, chưa đề cập tới thành tựu của Mai Đình khiến cô vô cùng tự hào, chính là những tiến bộ của cô trong chính trị. Cô có được điều cô khao khát nhất là được Hạ Tưởng yêu thương, còn có những lúc cô nhàn rỗi thường luyện tập thư pháp rất nhiều, tới lúc tuổi già, trở thành một nhà thư pháp cực kỳ nổi tiếng. Mai Hiểu Lâm cả đời tuy rằng không có hứng thú đối với chuyện kinh doanh, nhưng sau khi cô tới lúc tuổi già trở thành nhà thư pháp, chữ của cô bỗng chốc thành rất nóng hổi, là một nét chữ khó có được trong nước. Làm cho địa vị xã hội của cô tăng vọt, một chữ liền giá trị cả chục nghìn tệ. Chỉ cần cô đồng ý, múa bút vẩy mực, là có thể trở thành tỷ phú. Tuy nhiên lúc tuổi già tính cách của Mai Hiểu Lâm nhẹ nhàng đi rất nhiều. Không thể so với khi cố chấp và quật cường lúc tuổi trẻ, cô bình tĩnh hơn, nhàn nhã sống qua ngày, ngược lại cảm thấy ấm áp và thong dong, xem nhẹ tiền tài đi rất nhiều. Mai Hiểu Lâm càng bình tĩnh, càng khiến địa vị xã hội của cô tăng vọt, cuối cùng chữ của cô bị đầu cơ tới giá 100.000 một chữ. Trong thư phòng của Hạ Tưởng vẫn treo một tranh 8 chữ to của Mai Hiểu Lâm tặng hắn. Đương Hạ Tâm An, Dĩ Hậu Trường Viễn, giờ làm an lòng, sau này sẽ mãi mãi là như vậy. Hạ Tưởng mỗi khi nhìn thấy 8 chữ to đầy ắp tình cảm sâu đậm và chân thành cả đời của Mai Hiểu Lâm viết ra, là tác phẩm cô hài lòng nhất trong cả cuộc đời, thì lúc nào cũng không nói gì thật lâu, trong ánh mắt hiện ra hồi ức và khao khát. 8 chữ, hàm chứa ký ức và đau thương của cả đời. Không lâu sau khi Mai Hiểu Lâm đảm nhiệm ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Tương, bí thư thành ủy thành phố Tương Giang, trong nước bắt đầu lần luân chuyển cán bộ cấp tỉnh bộ với quy mô lớn nhất. Điều chỉnh 18 vị cán bộ cấp tỉnh bộ lớn, là tạo cơ sở cho vận mệnh của chính trị 5 năm sau này. Điều chỉnh phía trước chỉ là hành động trong phạm vi nhỏ, điều chỉnh ở hiện tại, mới đúng là một lần lớn. Khâu Tự Phong được điều nhiệm tới tỉnh Tây đảm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy, nguyên phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Trương Duy Chiếu đã đến tuổi, lùi về tuyến 2. Sau đó, nhân dịp Khâu Tự Phong rời đi, tỉnh Yên cũng điều chỉnh bộ máy tỉnh ủy, nguyên ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh lên chức làm phó chủ tịch thường trực tỉnh. Nguyên trưởng ban thư ký tỉnh ủy tiếp nhận chức vụ ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh, Bành Vân Phong từ vị trí bí thư thành ủy, một bước tiến vào hàng ngũ lãnh đạo tỉnh ủy, đảm nhiệm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Lần đầu tiên tổng thể thành viên tổ chức chính trị của Hạ Tưởng nâng từ cấp giám đốc sở lên cấp phó bộ, từ việc Bành Vân Phong lên chức mà mở ra cục diện thứ nhất. Nếu nói Bành Vân Phong lên chức thu hút không ít lực chú ý của mọi người, khiến không ít người trong tỉnh Yên kinh ngạc mà tung hô lực ảnh hưởng của Hạ Tưởng tại tỉnh Yên vẫn thâm căn cố đế như cũ. Hơn nữa thế lực của Hạ Tưởng tại tỉnh Yên có hy vọng được nâng cao toàn thể. Lúc trước Trung Nghĩa Bình được đề cử lên làm phó thị trưởng trước, sau đó đến lớp huấn luyện thanh niên của trường đảng Trung ương, hiện tại Bành Vân Phong tiến vào bộ máy tỉnh ủy, có người rốt cục hiểu ra, hóa ra là một loạt động tác lớn. Đúng rồi, quả thật là động tác lớn. Bố cục của Hạ Tưởng chẳng những sâu xa mà còn to lớn, hơn nữa phải bố cục phương hướng lớn cho thành viên tổ chức chính trị của hắn trước khi luân chuyển 18 vị cán bộ lớn. Kỳ thật động tác phía trước tuy rằng không lớn, nhưng ý nghĩa cũng không nhỏ, chẳng qua là không chấn động bằng việc Bành Vân Phong lên chức thôi. Nhưng sự việc chấn động chưa chắc có ý nghĩa trọng đại bằng sự việc lặng yên không một tiếng động. Sau khi Trung Nghĩa Bình lên làm phó thị trưởng liền đồng thời vào học lớp huấn luyện thanh niên, Lương Thu Duệ và Từ Tử Kỳ cũng đồng thời vào học lớp huấn luyện thanh niên. Chỉ có điều thời gian nhập học của Từ Tử Kỳ và Lương Thu Duệ
chậm hơn vài ngày so với Trung Nghĩa Bình. Hơn nữa Từ Tử Kỳ và Lương Thu Duệ đều ở Tần Đường xa xôi, mà Lương Thu Duệ lại khiêm tốn nhiều năm, vốn không khiến nhiều người chú ý. Mà trên thực tế, Từ Tử Kỳ và Lương Thu Duệ vào học ở trường Đảng Trung ương, đồng nghĩa với việc Hạ Tưởng bố cục một lần lớn để nâng cao thành viên tổ chức chính trị, bố cục chỉ không mờ mịt và xa xôi so với việc nâng cao Bành Vân Phong thôi. Sau khi Trung Nghĩa Bình tốt nghiệp lớp huấn luyện thanh niên, tiến thêm một bước nhỏ từ phó thị trưởng bước vào hội nghị thường vụ thành ủy. Tin rằng không tới 3 năm, sẽ lên làm phó thị trưởng thường trực, 5 năm sau, liền có thể chủ quản một phương, trở thành thị trưởng của một thành phố. Từ Tử Kỳ ở vị trí phó giám đốc sở trong một thời gian không ngắn, vừa ra trường đảng, là có thể đảm nhận chức chính. Sau một lần làm thị trưởng, liền có thể tiếp tục con đường lên bí thư thành ủy, sau đó tiếp tục thăng tới cấp phó tỉnh tại tỉnh Yến, đặt nền tảng thật tốt tại tỉnh Yến. Vấn đề tác phong sinh hoạt của Lương Thu Duệ ở thành phố Lang đã im ắng nhiều năm, sau thời gian vài năm vẫn nửa vời, khi mắt thấy tiền đồ vô vọng đột nhiên có tin vui từ trên trời rơi xuống. Lương Thu Duệ sao có thể không biết là tác phẩm của Hạ Tưởng được? Trong phạm vi tầm mắt của hắn, ngoại trừ Hạ Tưởng đồng ý kéo anh ta một phen, cũng chỉ có Hạ Tưởng có năng lực kéo anh ta một phen, chứ không có người nào khác để chuyện của anh ta ở trong lòng. Vết nhơ trước kia của Lương Thu Duệ sẽ được xóa bỏ, không có gì bất ngờ xảy ra, anh ta sẽ được điều nhiệm ra bên ngoài, với lý lịch kinh nghiệm ở cấp phó giám đốc sở của anh ta, ít nhất bắt đầu chính là chức thị trưởng. Lương Thu Duệ rốt cục rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Lương Thu Duệ cảm kích Hạ Tưởng không lời nào có thể diễn tả được, chỉ có một ý niệm trong đầu, Hạ Tưởng chính là ngọn đèn sáng chỉ đường cho con đường chính trị của anh ta. Về sau, sẽ theo sát ở phía sau Hạ Tưởng, trung thành và tận tâm đối với Hạ Tưởng. Lòng biết ơn của Từ Tử Kỳ đối với Hạ Tưởng càng không cần phải nói, anh ta vẫn tự nhận là người được trọng dụng đầu tiên trong những người đảm nhiệm thư ký của Hạ Tưởng. Anh ta cũng thừa nhận anh ta không có triển vọng bằng Đường Thiên Vân, nhưng cuộc đời con người chính là như thế, ai bảo anh ta gặp được Hạ Tưởng quá sớm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có thể gặp được Hạ Tưởng chính là may mắn lớn nhất cả đời anh ta, nếu không có Hạ Tưởng, làm sao có anh ta hôm nay. Từ Tử Kỳ và Lương Thu Duệ đều cùng làm ra một hành động, kích động ngàn vạn lần gọi điện thoại cho Hạ Tưởng để diễn tả nỗi lòng. Lương Thu Duệ thậm chí còn nghẹn ngào một lúc nói không nên lời. Trong quan trường, việc lên chức có sức hấp dẫn rất lớn, có thể thấy được rõ ràng. So sánh với đó thì, biểu hiện của Trung Nghĩa Bình bình tĩnh hơn. Anh ta học ở trường đảng gần một tuần sau mới gọi một cuộc điện thoại cho Hạ Tưởng, báo cáo trong lúc học anh ta đã quen biết được với một số người có tư tưởng tâm đắc. Từ đầu đến cuối, anh không nói một câu nào từ đáy lòng, cũng không nói một câu cảm ơn, nhưng nói lý ra thì cũng là vô cùng kiên định biểu lộ tiếng lòng của anh ta, cho dù đi đến bước đường nào. Cho dù gặp phải tình huống nào, chỉ cần Hạ Tưởng nói một câu, anh ta sẽ không tiếc hy sinh hết thảy để bảo vệ lợi ích của Hạ Tưởng. Bố cục của ba người Trung Nghĩa Bình, Từ Tử Kỳ và Lương Thu Duệ, là Hạ Tưởng bố cục cho 5 đến 10 năm sau cho thành viên tổ chức cấp tỉnh bộ. Nâng cao Bành Vân Phong, là bố cục giai đoạn hiện tại cho thành viên tổ chức cấp tỉnh bộ. Sau Bành Vân Phong, chỉ là những điều động khiêm tốn. Thể hiện thủ pháp cao siêu của Hạ Tưởng đối đãi khác nhau và việc sắp xếp cẩn thận cho các thành viên tổ chức chính trị, thị trưởng thành phố Ngưu Thành Lục Minh điều nhiệm đến đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh tỉnh Tề. Từ thị trưởng một bước thăng lên đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh, phải nói là bước lên một bước không nhỏ, nhưng trong lần nâng cao này, cũng ngầm ẩn giấu chuẩn bị sắc bén ở phía sau, làm trong lòng đương sự Lục Minh cũng rất rõ ràng. Lục Minh vừa mừng rỡ như điên lại âm thầm lo lắng đối với việc anh ta một bước lên trời. Cao hứng chính là, Hạ Tưởng không quên anh ta trong lần bố cục lớn cho các thành viên tổ chức chính trị. Lo lắng chính là, Hạ Tưởng không đủ độ tín nhiệm đối với anh ta, đảm nhiệm tại tỉnh Tề, vẫn là trong vòng thử thách. Tuy rằng một bước từ thị trưởng thăng tới phó chủ tịch tỉnh, nhưng nền tảng không có, kỳ thật còn không bằng lại đảm nhiệm một lần bí thư thành ủy, sau đó lên tới ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh hoặc trưởng ban thư ký tỉnh ủy cũng có tiền đồ. Bành Vân Phong lên chức mới chính là sắp xếp rất tỉ mỉ, là một bước đón đầu cho bước tiếp theo tiến vào cấp chính bộ. Mà vị trí phó chủ tịch tỉnh của anh ta, nhìn như nở mày nở mặt, nhưng nếu anh ta biểu hiện ra không tốt, có lẽ sẽ mãi đảo quanh ở vị trí phó chủ tịch tỉnh, sau đó liền trực tiếp đến mặt trận tổ quốc hoặc lớn tuổi về dưỡng lão. Khi nào anh ta vào được hội nghị thường vụ tỉnh ủy, mới là anh ta bắt đầu xác thực lấy được sự tín nhiệm của Hạ Tưởng. Nhưng có thể có được như hôm nay, Lục Minh đã vô cùng vừa lòng,
âm thầm hạ quyết định quyết tâm, nhất định phải làm ra thành tích khiến Hạ Tưởng vừa lòng. Hạ Tưởng vừa lòng, chính là ngày anh ta có thể ngẩng đầu. Lục Minh hiểu rõ, Hạ Tưởng thích người chăm chỉ làm việc thực sự, anh ta sẽ làm việc một cách thực sự ở tỉnh Tề, nộp ra một bài giải khiến Hạ Tưởng vừa lòng. Đương nhiên Lục Minh cũng rõ ràng, Hạ Tưởng không đủ 100% tín nhiệm đối với anh ta, cũng có thể lý giải. Dù sao anh ta là trên đường đi mới đảo hướng về phía Hạ Tưởng, nhưng từ khi anh ta đi theo Hạ Tưởng, quả thật chưa bao giờ có ý tưởng khác. Hạ Tưởng cũng có thể đoán được một chút về suy nghĩ của Lục Minh. Nếu hắn sắp xếp cho Lục Minh, cũng là nhận định Lục Minh có thể bồi dưỡng. Hắn hy vọng thành viên tổ chức mà hắn bồi dưỡng, thứ nhất là có tài năng chính trị nhất định, thứ hai là có thể chống lại khảo nghiệm, thứ ba là có lòng muốn tạo phúc cho dân chúng. Nếu nói bố cục tại tỉnh Yến hoàn thành trước thời gian, như vậy từ việc điều nhiệm Lục Minh, là dấu hiệu toàn bộ bố cục mà Hạ Tưởng nhằm vào tỉnh Yến đã hoàn thành toàn diện. Từ giờ phút này trở đi, tầm mắt của Hạ Tưởng sẽ phóng ra cả nước, bắt đầu bắt tay vào bố cục mới một vòng quanh cả nước. Thế cuộc khởi của Hạ Tưởng, đã sắc bén không thể đỡ. Theo nghĩa hẹp mà nói, Lý Đinh Sơn không phải là thành viên trong tổ chức chính trị của Hạ Tưởng, Tống Chiêu Độ lại càng không phải. Nhưng nói theo nghĩa rộng, cả Lý Đinh Sơn và Tống Chiêu Độ đều là đồng minh kiên định nhất của Hạ Tưởng, mặc dù không phải là thành viên trong tổ chức nhưng mà còn hơn hẳn thành viên của tổ chức. Trong vận mệnh chính trị sau này của Hạ Tưởng, đã giúp đỡ Hạ Tưởng rất nhiều, không thua gì thành viên trong tổ chức chính trị. Do vậy, việc Tống Chiêu Độ thăng chức và chuyện Lý Đinh Sơn thăng tiến khi Hạ Tưởng biết được cũng cảm thấy vô cùng tốt. Sau khi Lục Minh được bổ nhiệm làm phó chủ tịch tỉnh tỉnh Tề, chuyện Lý Đinh Sơn cũng thuận lợi đảm nhiệm chức phó chủ tịch thường trực tỉnh cũng đã sớm được quyết định từ trước. Sau khi Khâu Nhân Lễ vào bộ chính trị, rời khỏi tỉnh Tề, thì bộ máy tỉnh ủy tỉnh Tề mới có thể sớm được điều chỉnh. Nhưng Trung ương lại điều chỉnh bộ máy tỉnh ủy tỉnh Tề trước đó, cũng là vì có liên quan tới vận mệnh mới của bộ chính trị, Lý Đinh Sơn mới có phúc đi trước một bước. Thời gian Lý Đinh Sơn ngồi ở cấp phó bộ không ngắn, suôn sẻ mà nói, sau khi đảm nhiệm phó chủ tịch thường trực tỉnh, là có thể lên chính. Hạ Tưởng cũng hy vọng Lý Đinh Sơn cũng có thể có cơ hội chủ quản một phương, lấy tài năng và khát vọng của Lý Đinh Sơn, ông ta hẳn phải cần có một góc trời riêng. Sau khi nghe tin Lý Đinh Sơn được bổ nhiệm, Hạ Tưởng trước tiên phải gọi điện thoại chúc mừng. Chúc mừng Phó Chủ tịch tỉnh Lý. Chủ tịch tỉnh Hạ khách khí rồi, thật lòng mà nói, tôi đi đến được bước này, hẳn là cũng phải cảm ơn cậu mới đúng. Lý Đinh Sơn vô cùng xúc động. Nhất thời nhớ đến thời gian ở huyện Bá. Ai có thể nghĩ tới cấp dưới năm đó hiện tại chẳng những có cấp bậc cao hơn ông ta, mà hơn nữa việc ông ta được thăng chức cũng là nhờ có cấp dưới trước kia vận động, quả thật là trước giờ đã khác. Ở năm đó, vào thời khắc mấu chốt kinh doanh thất bại, ông ta may mắn đã nghe theo đề nghị của Hạ Tưởng, lấy một tư thế hoa lệ xoay người bước vào con đường làm quan, cuộc đời ông ta từ đó về sau bước sang một trang mới, thì mới có được thành tựu hôm nay. Nếu không phải lúc đó Hạ Tưởng mở đường đề nghị, thì nói không chừng ông ta đã về tới tòa soạn báo Bắc Kinh, vác thất bại và sỉ nhục trên lưng, và rồi chết già ở Bắc Kinh. Hiện tại, ông ta tuy nói rằng chưa có nhiều thành tựu, nhưng ít nhất cũng đã nắm được thành công trong tay, hơn nữa chỉ còn cách cái ngai vàng chủ tịch tỉnh có một bước nữa. Lùi lại mười mấy năm trước, ông ta nào có thể tưởng tượng được có một ngày sẽ đạt được địa vị như hôm nay. Đời người quả đúng là không thể tả được. Nếu như năm đó bước vào con đường đen tối đó, thì hiện giờ ông ta không biết sẽ sa sút đến mức nào. Mà nhìn lại, trên đường đi của ông ta, không lúc nào là không có bóng dáng Hạ Tưởng làm bạn xung quanh. Lý Đinh Sơn không thể không phát ra tiếng thở dài từ trong lòng, may mắn lớn nhất trong đời ông ta chính là gặp được Hạ Tưởng. Hạ Tưởng chính là phúc tinh lớn nhất trong cuộc đời ông ta. Hạ Tưởng đương nhiên không biết được cảm thán trong đáy lòng Lý Đinh Sơn. Nhưng lại nghe ra bên trong giọng điệu của Lý Đinh Sơn có chút tang thương, chuyện cũ trước đây cũng đồng thời hiện lên trong đầu hắn, hắn lanh lảnh cười. Phó Chủ tịch tỉnh Lý, chuyện cũ cũng đã qua rồi, chuyện tương lai còn chưa có tới, chỉ có nắm chắc hiện tại, mới có thể mà sống một cách hết mình. Lý Đinh Sơn cũng cười. Hay cho câu sống một cách hết mình, được, có được lời chúc tốt lành của cậu, tôi tin tưởng sẽ làm ra được chuyện lớn ở tỉnh Tề. Hạ Tưởng cũng bị khí phách của Lý Đinh Sơn cuốn hút, cho nên cùng Lý Đinh Sơn nói đùa vài câu. Lý Đinh Sơn thăng tiến, đối với đại cuộc toàn quốc sau này của Hạ Tưởng cũng có tác dụng thúc đẩy tích cực. Vài năm sau, rốt cuộc Lý Đinh Sơn đã có thể lên làm chính, đảm nhiệm chủ tịch tỉnh.
Lý Ninh Sơn chủ quản một tỉnh tỏa sáng dưới thời đại của Quan Viễn Khúc, làm ra cống hiến không thể xóa nhòa trong việc thúc đẩy chuyển đổi hình thức nền kinh tế trong thời đại mới. Sau đó, Lý Ninh Sơn được Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ hết lòng tiến cử, cuối cùng có thể vào được danh sách quan lớn địa phương, trở thành nhân vật số một của một tỉnh, bí thư tỉnh ủy. Nếu như lão sử ở dưới suối vàng biết được, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Năm đó, ông ta trong lúc hấp hối đã phó thác Hạ Tưởng phải chiếu cố Lý Ninh Sơn, cũng không nghĩ tới Hạ Tưởng sẽ một mạch giúp đỡ Lý Ninh Sơn thăng tới ngôi vị bí thư tỉnh ủy. Lý Ninh Sơn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, trong lúc đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy, trở thành tấm gương về việc cải cách thể chế chính trị trong thời kỳ mới, cũng mở ra một đoạn đường cho Hạ Tưởng. Sau khi Lý Ninh Sơn thành công đảm nhận chức vị phó chủ tịch thường trực tỉnh, Trần Thiên Vũ cũng có một bước nhảy quan trọng, từ bí thư thành ủy một bước thăng thẳng lên làm thứ trưởng Bộ Nông nghiệp. Có thể nói, các thành viên trong tổ chức chính trị của Hạ Tưởng, ngoại trừ việc Bành Vân Phong thăng chức, Trần Thiên Vũ chính là người kế tiếp khiến cho Hạ Tưởng phải lo lắng. Việc sắp xếp như thế nào cho Trần Thiên Vũ ngồi vào được vị trí cấp phó bộ, có quan hệ đến con đường phát triển sau này của anh ta có thông thuận hay không? Trong mười mấy thành viên của tổ chức chính trị, Bành Vân Phong và Trần Thiên Vũ khiến cho Hạ Tưởng nhọc lòng nhiều nhất. Cũng là hai người mà Hạ Tưởng muốn bồi dưỡng nhất. Theo Hạ Tưởng thấy, người có hy vọng theo sát bước chân của hắn nhất sau khi tiến nhập cục diện mới, không phải Bành Vân Phong thì cũng là Trần Thiên Vũ. Bành Vân Phong có căn cơ ở tỉnh Yến nên rất có hy vọng ở tỉnh Yến thăng tiến đến chủ tịch tỉnh, tiếp đó, khi ra khỏi tỉnh Yến thì có thể đến tỉnh khác đảm nhận bí thư tỉnh ủy. Trong 10 năm, lấy năng lực của anh ta, cộng thêm Hạ Tưởng nâng đỡ, muốn bước trên con đường hướng tới chức bí thư tỉnh ủy, cũng không phải là vấn đề lớn. Bành Vân Phong quả nhiên không phụ lòng kỳ vọng của Hạ Tưởng, thậm chí còn vào được cấp chính bộ sớm hơn vài năm so với dự đoán của Hạ Tưởng. Và mười mấy năm sau đó, trở thành thuộc hạ trung thành và đắc lực nhất của Hạ Tưởng, luôn đi theo bên cạnh Hạ Tưởng, vì Hạ Tưởng bày mưu tính kế, lần lượt diệt trừ những thế lực công kích Hạ Tưởng, lập rất nhiều công trạng vì ngôi vị tối cao sau cùng của Hạ Tưởng. Nếu như là ở thời cổ đại, Bành Vân Phong chính là đại công thần khai quốc. Đương nhiên, bên cạnh Hạ Tưởng cũng không thể không nói đến Trần Thiên Vũ. Nếu nói Đường Thiên Vân là đệ nhất quân sư đa mưu túc trí của Hạ Tưởng, thì Bành Vân Phong chính là đệ nhất quản gia bên cạnh Hạ Tưởng. Sau này, Đường Thiên Vân chính là chủ nhiệm văn phòng của Hạ Tưởng, Bành Vân Phong là chủ nhiệm văn phòng trung ương còn Trần Thiên Vũ chính là người thi hành từng mệnh lệnh của Hạ Tưởng, giống như Trần Hạo Thiên thực thi từng ý đồ của Tổng Bí Thư ở địa phương vậy. Sau khi Trần Thiên Vũ mãn nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, vừa ra khỏi Bắc Kinh, đã nhảy dù vào chức Chủ tịch tỉnh. Mấy năm sau, vào Bộ Chính trị và Quản lý tỉnh Lĩnh Nam. Trần Thiên Vũ rất có tinh thần xây dựng, hơn nữa, đối nhân xử thế rất chín chắn, tính toán sâu xa, làm việc thận trọng, không bao giờ phạm sai lầm. Sự khôn khéo và mưu lược đó khiến cho bất kể là thủ hạ hay là đối thủ của anh ta đều cảm thấy sợ hãi. Không ít người từ trên xuống dưới đều nói, Trần Thiên Vũ chính là được chân truyền từ Hạ Tưởng, thành công kế thừa thủ đoạn và phương pháp làm việc của Hạ Tưởng. Không ít người đã gọi Trần Thiên Vũ chính là Hạ Tưởng thứ hai, thậm chí còn có người nói, nếu không phải Trần Thiên Vũ lớn tuổi hơn Hạ Tưởng thì có lẽ đã bị Hạ Tưởng bồi dưỡng thành người kế nghiệp. Kỳ thật, điều mà không ai ngờ được chính là, Hạ Tưởng chưa từng có lòng muốn bồi dưỡng người kế nghiệp, cũng không chỉ định người kế nghiệp. Từ việc chọn lựa người tham gia trong tổ chức chính trị có thể thấy được, phần lớn thành viên trong tổ chức hoặc là người cùng tuổi với hắn, hoặc là thư ký của hắn, rõ ràng là không có ý đồ bồi dưỡng người kế nghiệp trong đó. Trung Nghĩa Bình là người trẻ tuổi nhất trong tổ chức chính trị, chừng cũng chỉ ít hơn Hạ Tưởng vài tuổi. Không ít người cảm thấy khó hiểu với cách làm của Hạ Tưởng. Lấy khí thế như mặt trời giữa ban trưa của Hạ Tưởng, muốn chỉ định một người kế nghiệp, trên cơ bản là sẽ không gặp bất cứ khó khăn nào, vì sao hắn lại chắp tay dâng cơ hội tốt đó cho người khác. Mãi đến khi đảng phái của Hạ Tưởng được thành lập xong, nhiều người mới bừng tỉnh ngộ, chẳng trách Hạ Tưởng không hề chỉ định người kế nghiệp, không theo lẽ thường, bởi vì Hạ Tưởng không chỉ muốn có một người kế nghiệp duy nhất mà là một đảng phái có thể kế thừa lý tưởng của hắn. Tiếp sau Trần Thiên Vũ, chức vụ mới của Bành Dũng cuối cùng cũng được quyết định. Bành Dũng được Phó Tiên Phong tận tâm giúp đỡ ở tỉnh Tương, do vậy, đối với chuyện Bành Dũng tiếp theo sẽ đảm nhận chức gì, Hạ Tưởng cũng không phải quan tâm nhiều lắm, không phải là do hắn không để ý tới Bành Dũng, mà là hắn cố ý nhường cơ hội lại cho Phó Tiên Phong. So với hắn, Phó Tiên Phong có lẽ càng tận hết sức lực mà đề bạt Bành Dũng,
thậm chí còn trực tiếp hơn cả hắn. Quả nhiên, Phó Tiên Phong đã không khiến Hạ Tưởng thất vọng. Lúc đầu, Bành Dũng ở tỉnh Tương chỉ là Phó Thị trưởng. Theo lẽ, Phó Thị trưởng tiếp theo sẽ được thăng làm thị trưởng một thời gian, sau đó mới có thể đảm nhiệm Bí Thư Thành ủy. Nhưng Phó Tiên Phong đảo ngược, trực tiếp bỏ qua vị trí thị trưởng, khiến Bành Dũng một bước tiến thẳng lên làm Bí Thư Thành ủy. Bành Dũng thăng chức gây nên chấn động không nhỏ ở tỉnh Tương, bởi hiếm khi được thấy một phó thị trưởng trực tiếp thăng tiến lên vị trí bí thư thành ủy, Bành Dũng chính là người duy nhất trong mười mấy năm qua ở tỉnh Tương. Nghe nói, lúc đó cũng có không ít ý kiến phản đối, nhưng Phó Tiên Phong không để ý, trong hội nghị thường vụ đã đập bàn nói bất luận thế nào cũng muốn cho Bành Dũng ngồi vào vị trí đó. Trịnh Thịnh chỉ có thể cam chịu, những người khác bị ép dưới khí thế của Phó Tiên Phong, tuy giận mà cũng không dám nói gì. Cuối cùng, có thể nói là dưới sự thúc đẩy của Phó Tiên Phong, cưỡng ép thông qua chuyện Bành Dũng được bổ nhiệm. Nghĩ đến chuyện Trịnh Thịnh sắp phải rời chức vị, và Phó Tiên Phong sẽ thăng nhiệm làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Tương, ai cản trở nhân vật số một tương lai, thì chẳng phải là tự tát vào mặt mình hay sao? Thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn của Phó Tiên Phong đã lộ rõ trong việc của Bành Dũng, khiến tất cả những người có liên quan ở tỉnh ủy tỉnh Tương cảm thấy vô cùng lo lắng. Lo rằng sau khi Phó Tiên Phong nhậm chức thì sẽ càng hống hách hơn, nhưng họ không nghĩ tới, sau khi cưỡng ép bỏ phiếu thông qua việc bổ nhiệm Bành Dũng, Phó Tiên Phong lại một mình đi tìm và nói chuyện với từng ủy viên thường vụ, khéo léo nói đến thành tích và năng lực của Bành Dũng, lại còn giải thích về biểu hiện mạnh mẽ cứng rắn của anh ta ở hội nghị thường vụ. Phó Tiên Phong thành thạo sử dụng hai loại mánh khóe, khiến cho không ít ủy viên thường vụ không còn lời nào để nói. Chỉ có thể tán thành với quan điểm của Phó Tiên Phong và nhấn mạnh sẽ nghe theo lãnh đạo sắp xếp. Việc Bành Dũng chính thức được bổ nhiệm đã đánh dấu hoàn thành toàn diện việc bố trí các thành viên trong tổ chức chính trị trên cả nước. Tất cả quân cờ của Hạ Tưởng đều đã hạ xuống, chỉ cần chờ đến khi luân chuyển 18 vị quan lớn, là vận mệnh chính trị mới trong nước trên cơ bản đã được hình thành. Sau này, khi địa vị của hắn cao dần lên, thì các thành viên trong tổ chức chính trị mới có thể nâng cao thêm một bước nữa. Nhưng không thể không nói, vừa mới hoàn thành bố cục lần thứ nhất, đã khiến cho sức mạnh toàn diện của Hạ Tưởng tăng lên. Không khoa trương mà nói, thực lực hiện tại của Hạ Tưởng còn mạnh hơn vài phần, so với một ủy viên bộ chính trị. Thậm chí, các thành viên trong tổ chức của hắn đều là những nhân vật tinh anh cá biệt, khiến Ngô Tài Dương cũng phải âm thầm khâm phục, bởi những thành viên tinh anh trong tổ chức của ông ta cũng thua kém hơn, khiến Đường Đường một trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương cũng cảm thấy không bằng. Thời gian trôi thật nhanh, đã đến ngày lễ quốc khánh. Điều khác biệt so với ngày quốc khánh năm trước chính là năm nay Hạ Tưởng dự định sẽ nghỉ ngơi một chút, về nhà hỏi thăm cha mẹ, cùng với cha mẹ vợ ở Bắc Kinh nghỉ ngơi hai ngày, ôn lại chút thân tình. Bởi vì hắn biết, sau ngày quốc khánh, cũng chỉ còn khoảng chục ngày nữa là sẽ đến luân chuyển 18 vị cán bộ lớn, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ rơi vào hoàn cảnh phải vội vội vàng vàng xử lý công việc khắp nơi. Hạ Tưởng phải về Đan Thành trước, nhưng thân phận hiện tại của hắn là chủ tịch tỉnh, không thể giống như trước kia, vừa bước ra, là đã phải có cảnh vệ và xe cảnh sát đi theo mở đường. Bấm ngón tay tính toán, Hạ Tưởng đã gần một năm không về Đan Thành. Một lần nữa bước trên con đường quen thuộc của Đan Thành, trong lòng hắn có hơi chút kích động. Hết thảy mọi người khi về nhà, nếu như không phải là áo gấm hồi hương thì nhất định sẽ trở nên rụt rè, Hạ Tưởng cũng sẽ có tâm tình như vậy. Vốn hắn đã định là lặng yên không một tiếng động mà về nhà, không thông báo cho phía tỉnh ủy tỉnh Yến, cũng không báo cho thành ủy thành phố Đan Thành, hơn nữa hắn còn cố ý không xác định rõ cụ thể ngày trở về, sợ để lộ tin tức sẽ khiến cho phía thành ủy thành phố Đan Thành biết được. Ai ngờ, tối hôm trước Hạ Tưởng mới báo cho người nhà biết là sáng mai sẽ trở về, kết quả là sáng hôm sau khi hắn xuất phát từ thành phố Yến, khi đến đường cao tốc đã bị dọa ngây người. Ở cửa khẩu thành phố Đan Thành đã có một đám người đông nghìn nghịt, còn có một cái băng rôn rất to treo trên cao, ở trên viết mấy chữ lớn. Nhiệt liệt hoan nghênh chủ tịch tỉnh Hạ về nhà thăm thân. Hạ Tưởng dở khóc dở cười, đây là làm loạn cái gì đây, hắn chỉ là muốn về nhà đoàn tụ cùng gia đình, không phải là muốn đến chỉ đạo công tác, phía thành ủy thành phố Đan Thành cũng là quá nhiệt tình rồi. Không chỉ có người Đan Thành. Lòng nhiệt tình hiếu khách chính là đặc trưng của tất cả những người dân ở tỉnh Yến, mà đối với cấp trên thì sự nhiệt tình của người Đan Thành là lớn nhất. Bộ máy thành ủy thành phố Đan Thành hiện tại không có dòng chính của Hạ Tưởng, nhưng những người thuộc dòng chính của Hạ Tưởng đã từng lần lượt ở Đan Thành đảm nhiệm thị trưởng và bí thư thành ủy trong rất nhiều năm,
nhất là Bành Vân Phong đã từng hơn một lần đảm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Đan Thành. Trên cơ bản có thể nói, trong bộ máy thành ủy thành phố Đan Thành hiện tại, tuy rằng nhân vật số 1, số 2 không phải là dòng chính của Hạ Tường, nhưng ngoài nhân vật số 1, số 2 đó, gần như toàn bộ máy đều là thế lực được dòng chính của Hạ Tường nuôi dưỡng trong gần chục năm. Không dừng lại ở đó, bí thư thành ủy thành phố đương nhiệm, Vương Đoan Kiệt và thị trưởng Vũ Ái Chu đều là thân tín của Cao Tấn Chu. Tin Hạ Tường chuẩn bị về nhà sớm đã rơi vào trong tay thành ủy thành phố Đan Thành, Vương Đoan Kiệt và Vũ Ái Chu hai người bàn bạc, đã quyết định phát động lực lượng ở khắp các nơi, nhất định phải thăm dò được chính xác thông tin ngày Hạ Tường về nhà. Sau đó, chuẩn bị đứng nghênh đón ở đường cao tốc đi vào thành phố. Là niềm kiêu hãnh của Đan Thành, Chủ tịch tỉnh Hạ chính là quan chức cấp cao lớn nhất của thành phố. Hơn nữa, Chủ tịch tỉnh Hạ sẽ vẫn đang ở thế bay lên, nếu có thể thiết lập quan hệ cùng Chủ tịch tỉnh Hạ, nói không chừng chính là chuyện lớn cả đời. Vương Đoan Kiệt và Vũ Ái Chu mất không ít sức lực, gần như phát động toàn bộ các mối quan hệ rốt cục mới có thể nghe được ngày trở về chính xác của Hạ Tường. Sau khi nghe được tin tức tốt đó, hai người đã dậy từ sớm để chuẩn bị nghi thức nghênh đón cho thật tốt, hơn nữa suốt đêm đặt làm băng rôn, chính là muốn để Chủ tịch tỉnh Hạ cảm nhận được lòng nhiệt tình khi về nhà. Vương Đoan Kiệt vốn muốn phát động toàn thể thành viên bộ máy thành ủy thành phố ra nghênh đón, nhưng Vũ Ái Chu nghe nói Chủ tịch tỉnh Hạ không thích phô trương thanh thế, chỉ sợ là nịnh hót cũng không xong, ngược lại còn mang đến phiền toái cho bản thân. Có ai mà không biết, Chủ tịch tỉnh Hạ về sau tiền đồ như gấm, tuy rằng không phải là Chủ tịch tỉnh Yến, nhưng lực ảnh hưởng của Chủ tịch tỉnh Hạ đối với tỉnh Yến, chỉ sợ là không hề thua kém Chủ tịch tỉnh Yến đương nhiệm. Điều mấu chốt là, Chủ tịch tỉnh Hạ hiện tại bước đầu đã có dấu hiệu trở thành người kế nghiệp, đừng nói là Chủ tịch tỉnh Yến, cho dù là bí thư tỉnh ủy cũng không thể tỏa sáng được như Chủ tịch tỉnh Hạ. Từ trước tới giờ trên quan trường vẫn là người nâng người đi lên. Thế đi lên của Hạ Tường càng tốt, thì lực hướng tâm lại càng mạnh, có muôn hình muôn vẻ các loại nhân vật trên quan trường vây quanh hắn, lấy đủ loại lý do tiếp cận hắn nhằm lấy được một chút thiện cảm của hắn. Hạ Tường về nhà, dẫn theo Tào Thù Lê và Hạ Đông, bên cạnh đó còn có lái xe và Đường Thiên Vân. Đường Thiên Vân chính là thư ký của Hạ Tường, là người duy nhất được đi cùng theo Hạ Tường về Đan Thành, chủ yếu cũng là do Hạ Tường hiện tại không thể phân thân, cho dù hắn là đi làm việc riêng, cũng vẫn phải có cảnh vệ đi theo, nếu có Đường Thiên Vân hộ tống, cũng xử lý bớt được một số chuyện. Nhóm người Hạ Tường dùng tất cả hai chiếc ô tô, chính là loại xe Audi bình thường, hơn nữa còn sử dụng giấy phép thông thường của thành phố Yến, người ngoài không thể nhận ra được, nhưng vừa vặn vẫn phải tiếp nhận lòng nhiệt tình của bí thư thành ủy và thị trưởng thành phố Đan Thành. Điều đó chứng minh trí tuệ của các nhân vật trên quan trường là vô cùng, nhãn lực hơn người. Nếu đổi lại là một thành phố cấp 3 khác, Hạ Tường có thể không để ý tới thịnh tình của đối phương, lên xe đi thẳng, nhưng dù sao Đan Thành cũng là thành phố quê hương hắn, đối với quan chức ở quê mình, hắn vẫn phải nể mặt ba phần. Mặc dù trong lòng rất không vui, nhưng vẫn phải xuống xe nói vài câu khách sáo với Vương Đoan Kiệt và Vũ Ái Chu. Đồng chí Đoan Kiệt và Ái Chu, tôi chỉ là về quê thăm người nhà thôi, các anh bày trận thế lớn thế này để làm gì? Là muốn để cho tôi không được thanh tĩnh, không để tôi về đoàn tụ cùng gia đình sao? Sắc mặt của Hạ Tường đã hơi trầm xuống. Vương Đoan Kiệt và Vũ Ái Chu nhìn nhau, trong lòng nhảy loạn, Chủ tịch tỉnh Hạ trước mặt còn trẻ hơn bọn họ vài tuổi, nhưng khi phát ra uy thế của kẻ bề trên, vẫn có thể khiến cho người khác không tự chủ được mà phải khuất phục dưới quyền uy. Chủ tịch tỉnh Hạ, ngài thật vất vả mới về nhà được một chuyến, là quan ở Đan Thành, nếu như tôi và Ái Chu không ra mặt đón tiếp, thật sự là sẽ cảm thấy áy náy trong lòng. Ngài là niềm kiêu hãnh của Đan Thành, xin cho phép tôi và Ái Chu đại diện cho 100 triệu hương thân phụ lão ở Đan Thành, hoan nghênh Chủ tịch tỉnh Hạ về quê thăm người thân. Đội ngũ nghênh đón cũng không khổng lồ, chỉ có 5, 6 chiếc xe, nhưng bởi vì đang trong giờ cao điểm, cho nên khiến cho một số xe qua đường cũng dừng lại xem. Trong lòng Hạ Tường lại càng cảm thấy khó chịu, hắn ghét nhất là công tư lẫn lộn, nhưng hắn lại không muốn tỏ ra lạnh nhạt trước mặt Vương Đoan Kiệt và Vũ Ái Chu, do vậy liền lạnh lùng nói. Cảm ơn ý tốt của hai đồng chí Đoan Kiệt và Ái Chu, nếu hai anh đã gặp được tôi rồi, thì mời hai anh hãy quay trở về, tôi sẽ không làm phiền mấy anh nữa. Nói xong, Hạ Tường lên xe đi. Vương Đoan Kiệt và Vũ Ái Chu ngơ ngác nhìn nhau, biết là đã dẫm phải móng ngựa rồi, không khỏi vừa sợ vừa hối hận. Cả hai cùng nhau bàn bạc nửa ngày, cuối cùng cũng không nghĩ ra cách nào,
đành nhất trí quyết định bất kể là chủ tịch tỉnh Hạ có phải là không đồng ý hay không, dù sao chuyện cũng đã thành ra thế này rồi, thì đành đâm lao phải theo lao, liền vung tay lên xe, dẫn đoàn xe đi thẳng đến khu đô thị Hạ Thiên Thành. Ở trên xe, Tào Thù Lê còn oán giận Hạ Tưởng. Cùng là đồng hương, cũng đừng quá khó khăn với Vương Đoan Kiệt và Vũ Ái Chu, dù sao cũng là lòng tốt của người ta. Có lòng tốt chưa chắc sẽ làm chuyện tốt. Hạ Tưởng hừ một tiếng. Trong quan trường, nghênh đón, đưa tiễn nhiều lắm, mỗi một lễ tiết đều khiến cho người ta không được thanh tĩnh, về quê thăm người thân mà cũng phải qua đón, diễn thuyết một bài. Em còn trách anh sao cảm thấy phiền. Anh xem anh, ăn phải thuốc nổ à? Nói anh có một câu mà anh nói lại đến ba câu. Được rồi, anh nói cái gì thì là cái đó, em quản không được anh. Tào Thù Lê lại oán trách. Vừa rồi cha thật là uy phong, mắt nhíu lại, khiến hai chú sợ tới mức phải lập tức cúi đầu. Hạ Đông quan sát kỹ càng. Sau này lớn lên con cũng muốn làm quan để khiến cho mọi người đều phải sợ con. Hạ Tưởng mỉm cười. Tất cả đều sợ con thì có cái gì tốt đâu. Hoàng đế thời cổ đại đều xưng là thiên tử, nói rằng ông ta là lớn nhất trong thiên hạ. Nhưng kết quả thì sao? Kết quả ông ta lại là người cô độc nhất trong thiên hạ, không có lấy một người bạn. Một người sống trên đời, không phải là phải khiến cho tất cả mọi người đều sợ con, mà là phải khiến cho bản thân trở nên có ích trong mắt người khác, khiến cho tất cả mọi người đều phải cần đến con, thì con mới có thể trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới. Con hiểu rồi. Cũng không biết là Hạ Đông có hiểu được thật không, nhưng cũng gật đầu, tỏ vẻ đăm chiêu nói. Sau này lớn lên con không muốn làm quan nữa, con muốn trở thành một người có ích, muốn cho tất cả mọi người đều hiểu được đạo lý của con, đều phải nghe con nói. Tào Thù Lê tò mò hỏi. Vậy con muốn làm cái gì? Con cũng chưa biết được, dù sao cũng chính là một người có thể ảnh hưởng tới tư tưởng và cách nghĩ của những người khác. Hạ Đông đã hoàn thành giấc mộng văn chương trước đây của Hạ Tưởng, anh ta cũng hoàn thành giấc mộng của rất nhiều văn nhân Trung Quốc. Nhiều năm sau đó, Hạ Đông bay đi Thụy Điển, tiếp nhận giải văn học bậc nhất ở Stockholm, và phát biểu rằng sẽ tiếp tục giảng thuyết về lịch sử và văn học Trung Quốc. Lúc này Hạ Tưởng cũng không nghĩ nhiều đến giấc mộng của một đứa trẻ con như Hạ Đông. Hắn đưa tầm mắt ra phía ngoài xe, đã nhìn thấy cha mẹ đứng chờ ở cổng khu đô thị. Cha đã già rồi, tóc đã hoa râm, nhưng vẫn đứng thẳng như trước. Mẹ cũng đã già, trên mặt đã có nếp nhăn, ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. Tuy có hơi mộc mạc nhưng vẫn rất phù hợp. Đã bao năm trôi qua, từ khi Hạ Tưởng ở tỉnh Lỵ danh tiếng không đáng một xu, bắt đầu sự nghiệp, đến khi Hạ Tưởng đảm nhiệm chủ tịch quận, rồi thị trường, thậm chí là chủ tịch tỉnh, vợ chồng Hạ Thiên Thành vẫn nhất định ở tại khu đô thị mới thiết lập, không có chuyển đến chỗ xa hoa hơn, cũng không có ô tô, chỉ có một chiếc xe điện. Hơn nữa đồ đạc và trang thiết bị trong nhà thì cũng vẫn giống như mười mấy năm trước, vẫn giản dị giống như năm đó. Chưa bao giờ vì cậy có đứa con ngồi ở vị trí cao mà quên hết tất cả. Quần áo mặc trên người Hạ Thiên Thành, đều là quần áo cũ của Hạ Tưởng và Hạ An. Ông chưa bao giờ mặc quần áo mới, cho dù là Hạ Tưởng có mua về biếu ông cũng không mặc, nói là mặc quần áo mới cảm thấy không được tự nhiên. Trang phục của Trương Lan, đều là đồ do Tào Thù Lê mua về, cô mua cho bà cái gì, thì bà mặc cái đó. Hai cụ dành cả đời nuôi dạy hai đứa con trai. Đứa thứ nhất bây giờ đã làm đến chủ tịch tỉnh, đứa thứ hai hiện tại cũng đang giữ chức thị trưởng, nhưng nếu không nói ra, thì sẽ không có ai tin hai người ăn mặc giản dị, bình dân Hạ Thiên Thành và Trương Lan lại chính là cha mẹ của người hiện tại trong nước chạm tay có thể bỏng Hạ Tưởng, chủ tịch tỉnh Hạ. Cũng bởi vì Hạ Thiên Thành giản dị không đổi mới có thể khiến cho Hạ Tưởng trong khi từng bước lên cao, vẫn có thể thủy chung duy trì sự thanh tĩnh, cũng không bị đủ loại họ hàng xa gần làm phiền với vô số loại yêu cầu vô lý. Giữ nguyên vẹn được một trái tim công chính liêm minh, bước đi trên con đường làm quan. Cha mẹ từ trước đến giờ vẫn luôn giữ cho bản thân giản dị, khiêm tốn khiến cho Hạ Tưởng cảm thấy vô cùng kính phục. Vừa xuống xe, Hạ Đông đã nhào vào lòng Trương Lan, ngọt ngào gọi một tiếng, bà nội, khiến cho Trương Lan nghe xong như mở cờ trong bụng, tươi cười hết mức. Hạ Tưởng xuống xe, cùng Tào Thù Lê đi đến trước mặt Hạ Thiên Thành, nhẹ nhàng nói một câu. Cha! Con đã trở về. Lão đại đã trở về. Tiếng của Hạ Thiên Thành cũng rất nhẹ, ông vươn tay vỗ vai Hạ Tưởng. Trở về là tốt rồi. Đừng vội, về nhà rồi tính sau. Bất kể Hạ Tưởng có là thị trưởng hay là chủ tịch tỉnh, bất kể là hắn mới chỉ là một cậu thanh niên 20 tuổi hay là một người đàn ông trung niên 36 tuổi,
ở trong mắt Hạ Thiên Thành, hắn mãi mãi chỉ là đứa con trai lớn của nhà họ Hạ, là lão đại trong mắt cha mẹ. Một câu lão đại đã khiến cho tâm tình của Hạ Tưởng bình thản hơn rất nhiều. Cảm nhận được tình yêu thương sâu đậm của cha, trong lòng im lặng, tình cha như núi quả nhiên không phải là giả, tình thương của cha không giống như của mẹ, không càm ràm mà trầm ổn như núi lớn, khiến cho người ta cảm thấy mạnh mẽ và tin tưởng. Hạ Thiên Thành là người từng trải nhiều năm, mặc dù không phải là người trong quan trường, nhưng lại hơn hẳn người trong quan trường, liếc mắt một cái đã nhìn thấy mấy chiếc xe chuyên dụng số 1, số 2 của thành ủy đi theo xa xa ở phía sau, như đã đoán ra được điều gì, thản nhiên nói. Chuyện trong quan trường, vốn chính là có qua có lại, ý tốt của người khác, mặc kệ có phải là thật lòng hay không, thì con cũng không thể cự tuyệt bỏ mặc người khác ở ngoài ngàn dặm. Một câu đã thức tỉnh Hạ Tưởng, Hạ Tưởng vui mừng mỉm cười, hướng phía xa vẫy tay. Vương Đoan Kiệt và Vũ Ái Chu giống như được đại xá, vui không chịu được vội vàng xuống xe, một mạch chạy tới trước mặt Hạ Tưởng. Chủ tịch Tỉnh Hạ, ngài xem chuyện hôm nay là do tôi và Ái Chu suy nghĩ không chu toàn, xin ngài cứ trách phạt. Hạ Tưởng phất tay. Được rồi, đừng nói điều vô nghĩa nữa, nếu đã đến đây rồi thì cùng vào nhà ngồi đi. Vâng. Vương Đoan Kiệt và Vũ Ái Chu mừng rỡ nói. Hạ Tưởng nói tiếp. Nhập gia tùy tục, hiện tại, tôi không phải là chủ tịch tỉnh gì cả mà chỉ là một người con về thăm nhà bình thường mà thôi. Sắp xếp như thế nào, thì cũng đều phải nghe theo người ở nhà, là do cha tôi quyết định. Vâng, vâng, đều nghe theo ông Hạ. Vương Đoan Kiệt gấp gáp nhìn về phía Hạ Thiên Thành. Câu nói vừa rồi của Hạ Tưởng khiến cho một người cả đời đều bị người khác gọi là Lão Hạ, hoặc là Lão Già Hạ. Hạ Thiên Thành, lần đầu tiên được hưởng thụ cảm giác được người khác gọi là ông, Hạ Thiên Thành cười vô cùng vui vẻ. Bí thư Vương và thị trưởng Vũ là quan của địa phương chúng ta, quan nói cái gì thì tôi đều nghe theo cái đó. Thành phố Đan Thành trong mấy năm qua đã thay đổi không ít bí thư và thị trưởng, mỗi một khi có bí thư và thị trưởng mới đến nhậm chức, đều đến nhà họ Hạ thăm hỏi Hạ Thiên Thành. Hạ Thiên Thành tuy rằng bình thường tự nhiên, giản dị nhưng bởi vì đã gặp qua rất nhiều bí thư và thị trưởng rồi. Cho nên bên trong vẻ thản nhiên cũng có chút bình tĩnh, ung dung mà người thường không thể có được. Hạ Thiên Thành khoát tay. Về nhà trước đã, bí thư Vương và thị trưởng Vũ nếu đã đến đây rồi, không vào nhà ngồi một chút sao được. Lúc này, toàn bộ khu đô thị đều náo động, gần như là hơn phân nửa các hộ gia đình sống ở khu đô thị đều ra khỏi cửa, chính là muốn nhìn xem phong thái của chủ tịch tỉnh Hạ. Tuy rằng tất cả các bà con ở đây đã biết Hạ Tưởng mấy chục năm qua, nhưng trong cảm nhận của họ, chủ tịch huyện Hạ, chủ tịch quận Hạ, cùng với bí thư Hạ và chủ tịch tỉnh Hạ thật không giống nhau, tất cả đều muốn nhìn xem một chút rằng chủ tịch tỉnh đương nhiệm Hạ Tưởng so với thị trưởng Hạ trước kia có cái gì khác nhau. Kết quả đã khiến cho tất cả mọi người vừa thất vọng lại vừa vui mừng. Vui mừng chính là Hạ Tưởng vẫn là Hạ Tưởng, phong thái vẫn như năm đó không hề thuyên giảm, không có tăng thêm vài phần quan uy cũng không có béo lên phần nào, không bụng phệ cũng không hói đầu, tươi cười thân thiết. Thái độ gần gũi, bình dị, vẫn giống như năm xưa, vẫn là lão đại của nhà Hạ Thiên Thành trong mắt mọi người. Không ít người nói thầm trong bụng là hóa ra chủ tịch tỉnh cũng có thể giống như vậy. Hạ Tưởng bắt tay với từng người, đáp lại từng lời hỏi thăm của mọi người, không làm ra vẻ là chủ tịch tỉnh chút nào, chỉ giống như đứa con lớn bình thường của Hạ Thiên Thành, coi hàng xóm láng giềng giống như thân nhân. Hàng xóm đi đến giống như nước triều lên. Khiến Hạ Tưởng cảm nhận được lòng nhiệt tình và chân thành của mọi người. Họ là những người đáng yêu nhất, không giả dối cũng không phiến diện, cũng không hề có chút yêu cầu cùng mưu tính khi bắt tay với hắn. Hạ Tưởng cảm thấy hết sức khoan khoái cùng thả lỏng. Người ở lâu trong quan trường, tình thân, tình bằng hữu cùng tình làng xóm dường như đều xa xôi và xa lạ. Hiện tại có thể buông lơi hết thảy mọi công việc, một lòng về quê thăm gia đình, cùng đoàn tụ với người thân và bà con láng giềng. Hắn cảm nhận được hạnh phúc và xúc động mà đã lâu rồi không có được. Loại hạnh phúc này, so với loại hạnh phúc khi được thăng chức còn mãnh liệt hơn, hưng phấn có được so với việc đánh bại đối thủ còn kéo dài hơn. Hạ Tưởng được hàng xóm vây xung quanh, ước chừng nửa tiếng đồng hồ hắn mới có thể bước chân vào nhà, hắn cũng cố tình đi chậm lại, bởi vì hắn biết rõ, có lẽ từ nay về sau hắn sẽ không còn cơ hội cùng bắt tay và nói chuyện thân mật với bà con hàng xóm thêm một lần nào nữa. Người ở trong quan trường, nhất định phải bỏ qua một số thứ, nếu phạm vi mà Hạ Tưởng lựa chọn càng rộng lớn, thì có một số chuyện quan trọng cũng như không quan trọng của đời người, đều phải nhường đường vì kế hoạch lớn sau này.
không có biện pháp, người sống trên đời cuối cùng cũng vẫn phải lựa chọn, Hạ Tưởng lựa chọn đi theo chí hướng ở phương xa, trong lòng mang cả thiên hạ, cho nên không thể bị ràng buộc bởi cảm xúc của bản thân. Sau khi về đến nhà, nhìn thấy cách bài trí vẫn không đổi trong suốt mười mấy năm, Hạ Tưởng hơi có chút xúc động, cha mẹ đã sống quá thanh đạm rồi, cho dù có biếu thêm tiền cho ông bà thì ông bà cũng không thay đổi dù chỉ một phân. Những năm gần đây, Hạ Tưởng chỉ trích ra một phần tiền lương để đưa về hiếu kính hai ông bà, nhưng hai ông bà dù thế nào cũng không chịu nhận, nói là ông bà đã có lương hưu rồi, mỗi tháng là 1.500 đồng, hai người cộng lại là có 3.000 đồng, cũng đủ dùng rồi. Ông bà làm việc cả đời, cũng chỉ là công nhân viên chức xí nghiệp, cho nên mỗi tháng chỉ nhận được một chút ít tiền lương hưu. Những công nhân viên chức khác giống như ông bà khi đã về hưu, mỗi tháng cũng nhận được ít nhất là gấp đôi số tiền của ông bà trở lên. Phân biệt đối xử trong việc cấp phát tiền lương hưu trong các cơ quan và xí nghiệp nhà nước chính là chôn giấu một tai họa ngầm. Hạ Tưởng tuy là chủ tịch của một tỉnh, nhưng trước mắt chỉ có thể bất lực, không thể thay đổi những phương châm và chính sách lớn. Nhưng hắn biết rõ, chế độ lương hưu nhất định phải được điều chỉnh lại, nếu không, vấn đề dưỡng lão sẽ làm sụp đổ thành tựu mấy chục năm kiến thiết kinh tế của Trung Quốc. Hạ Tưởng chỉ biết là cha mẹ ăn ở tiết kiệm, cũng không biết là những năm gần đây, Tào Thù Lê đã biếu cha mẹ mấy chục vạn. Cha mẹ vốn không cần, nhưng lại không thể nào cự tuyệt được tấm lòng hiếu thảo của Tào Thù Lê, đành phải nhận lấy, rồi lại âm thầm gửi tiết kiệm, sổ tiết kiệm chính là đứng tên của Hạ Đông. Mà điều mà Hạ Tưởng càng không biết được chính là, mỗi tháng cha mẹ nhận được số tiền là 3.000 đồng lương hưu, nhưng lại chỉ trích ra 1.000 đồng làm sinh hoạt phí, hàng năm tiết kiệm lại được khoảng 20.000 đồng, nói là để cho Hạ Đông sau này học đại học dùng tới. Hơn nữa, hàng năm cha mẹ đều phải đến vùng nông thôn ở ngoại thành để nhặt lương thực mà người nông dân vứt bỏ trên đường. Bọn họ nhặt lại gạo mang về, sau đó đãi lấy hạt, mài thành bột ăn. Có được cha mẹ cần cù và tiết kiệm như vây, chính là hạnh phúc lớn nhất của Hạ Tưởng. Gia hòa vạn sự hưng, Tào Thù Lê ôn tồn và lương thiện, thản nhiên mà lai thong dong, là vì nhờ có Tào Vĩnh Quốc và Vương Vu Phân mỗi lời nói và việc làm đều mẫu mực. Hạ Tưởng luôn yêu dân như con, đều lãnh đạm đối với tiền bạc và danh lợi, chính là được thừa kế đức tính tốt đẹp của Hạ Thiên Thành và Trương Lan. Trước kia, Vương Đoan Kiệt và Vũ Ái Chu đã từng tới nhà họ Hạ. Nhưng mà lúc đó khi đến cũng chỉ là vội vội vàng vàng ở lại một lát rồi đi ngay, không hề chú ý tới trang thiết bị gia đình cũ như thế nào, bây giờ mới để tâm nhìn xem, không khỏi cảm thán. Chủ tịch tỉnh Hạ có được thành tựu như hôm nay, cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên. Ai có thể tưởng tượng được, đường đường là cha mẹ của một chủ tịch tỉnh, mà lại ở trong một gian phòng rộng không đến 90 mét vuông, hơn nữa dụng cụ và đồ đạc trong nhà hiển nhiên đã đều có lịch sử mười mấy năm. Vương Đoan Kiệt và Vũ Ái Chu vốn nghĩ rằng Hạ Thiên Thành và Trương Lan ăn mặc bình thường chính là làm để cho người ngoài nhìn vào, nhưng đến khi thực sự ngồi tại trong phòng khách nhà họ Hạ, uống chén trà nhạt của nhà họ Hạ, nhìn tới trang trí bốn phía xung quanh, hai người mới hiểu ra được rất nhiều điều. Vương Đoan Kiệt lặng yên nháy mắt với thư ký hiểu ý, đứng dậy đi qua một bên, gọi điện thoại cho người phụ trách sắp xếp tiệc rượu, yêu cầu đổi lại tiêu chuẩn, không cần chuẩn bị sơn hào hải vị. Chỉ cần đơn giản bình thường là tốt rồi, rượu cũng không cần chuẩn bị đến tận loại mao đài, mà chỉ cần là tùng đài của Đan Thành thôi. Vương Đoan Kiệt hành động kịp thời, ra sức tranh thủ một chút ấn tượng trước mặt Hạ Tưởng. Tào Thù Lê lúc đầu là con gái của thị trưởng rồi sau đó trở thành con gái của bí thư tỉnh ủy, đến giờ đã là con gái của người lãnh đạo quốc gia, thân phận mỗi năm đều nâng cao, lại cộng thêm một chút thân phận hiển hách là vợ của chủ tịch tỉnh nữa, khiến cho tất cả mọi người đều phải hâm mộ. Cô càng ngày càng tốt lên, là một phụ nữ đã chân chính có được nghìn vạn sủng ái đều hợp lại vào một người. Nhưng Tào Thù Lê lại không giống như những người phụ nữ khác, cô vừa ôn hòa, lại vừa tự nhiên, hào phóng tiếp đón Vương Đoan Kiệt và Vũ Ái Chu, lại cùng Trương Lan nhỏ nhẹ nói vài câu, rồi lại cùng Hứa Ninh vào phòng trong, nói một chút chuyện chị em dâu, hồn nhiên không có chút kiêu ngạo của một phu nhân chủ tịch tỉnh chút nào. Nếu như ở thời cổ đại, Tào Thù Lê nhất định sẽ được hưởng đãi ngộ như một mệnh phụ phu nhân. Hạ An có lòng muốn quay về Đan Thành một chuyến, nhưng anh ta đang có việc. Nhưng khi biết được Hạ Tưởng về nhà, đã xin phép thành ủy cho trở về. Hiện tại anh ta đã có thể thản nhiên đối mặt với việc thăng chức trên bước đường làm quan và tiền đồ định mệnh của anh ta. Trải qua nhiều năm tôi luyện trên quan trường, rốt cục Hạ An cũng đã có thể an tâm, dáng người hơi mập lên,
tâm tình cũng rộng mở hơn rất nhiều, cũng đã thông suốt ra được rất nhiều việc. Anh ta biết, con đường làm quan của anh ta tất nhiên rồi sẽ phải nhường lại cho con đường rộng lớn quang minh của Hạ Tưởng, nhưng anh ta cảm thấy rất vui mừng, không có một chút oán hận. Anh ta vốn đã phiền chán những lục đục trên quan trường, cũng tự nhận là không thể gánh vác trách nhiệm lớn. Qua mười mấy năm làm quan, anh ta đánh giá bản thân mình chính là vô công vô quả, không có tham ô hủ bại cũng không có công tích vĩ đại gì, tuy nhiên, cũng thật tốt là không có làm ra sai lầm gì mà tạo thành tổn thất lớn cho quốc gia. Kỳ thật, so với Hạ Tưởng thì Hạ An đã đánh giá bản thân mình quá mức khiêm tốn. Với những gì anh ta đã làm, dựa theo tiêu chuẩn cán bộ hiện hành, anh ta đã là vị quan tốt khó có được. Anh ta tự nguyện nhường đường vì tiền đồ của Hạ Tưởng, kỳ thật chính là tổn thất của quốc gia. Ít nhất nếu như anh ta còn tại vị, thì có thể làm giảm bớt đi một tên tham quan nhân cơ hội ngồi ở vị trí của anh ta mà làm hại một phương. Trước kia, Hạ An không thể tin được Hạ Tưởng lại chính là người được lựa chọn trở thành lực lượng hậu bị, chung quy vẫn cảm thấy nếu có một ngày anh trai anh ta trở thành người lãnh đạo cao nhất của đất nước, thì đều cảm thấy là mười phần không chắc thực. Nhưng một thời gian sau cho đến khi Hạ Tưởng chỉ mới 36 tuổi mà đã ngồi lên vị trí chủ tịch tỉnh, cho dù Hạ An không có đầu óc chính trị thì cũng đã nhận thức ra được, nhà họ Hạ rốt cục đã sản sinh ra được một vĩ nhân. Đúng vậy, đây chính là lần đầu tiên anh ta dùng từ vĩ nhân để gọi anh ruột của chính mình. Lần về nhà trong dịp quốc khánh này của Hạ Tưởng, Hạ An đã nhìn xa hơn Hạ Thiên Thành. Anh ta biết sở dĩ lần này Hạ Tưởng dắt cả nhà trở về, hơn nữa còn cố ý ở lại 2 ngày, là bởi vì sau khi điều chỉnh 18 cán bộ lớn, Hạ Tưởng có khả năng sẽ phải tăng tốc, và hắn có lẽ sẽ không còn thời gian nhàn nhã đoàn tụ cùng gia đình. Do vậy, Hạ An vô cùng quý trọng thời gian 2 ngày ở cùng với Hạ Tưởng. Người trong nhà đoàn tụ lại, chớp mắt đã đến thời gian ăn trưa, Vương Đoan Kiệt liền cẩn thận đưa ra thỉnh cầu, hy vọng Hạ Tưởng có thể đến khách sạn Đan Thành dự tiệc. Hạ Tưởng không nói gì, Hạ Thiên Thành trầm ngâm một chút, liền thay Hạ Tưởng đồng ý. Thịnh tình của Bí Thư Vương thật không thể từ chối, không đi cũng thật không tốt lắm. Nếu như là trước kia, có lẽ Hạ Tưởng còn do dự một chút, nhưng hôm nay nếu hắn đã nói được thì sẽ làm được. Trước đó hắn đã nói là sẽ nghe theo sự sắp xếp của Hạ Thiên Thành, do đó liền nói. Được, cứ quyết định như vậy đi. Vương Đoan Kiệt mừng rỡ, vội vàng đi trước dẫn đường, một hàng 4, 5 chiếc ô tô, mở đường đi đến khách sạn Đan Thành. Khi đến khách sạn rồi, Vương Đoan Kiệt nhìn mặt Đoan Ý, đặc biệt âm thầm lưu ý tới sắc mặt của Hạ Tưởng, thấy ánh mắt của Hạ Tưởng khi dừng lại ở các món ăn trên bàn, cũng chỉ chớp một cái, không hề tỏ ra là không vui hay có chút bất mãn nào, nỗi lo trong lòng anh ta mới có thể bớt đi. Vương Đoan Kiệt đoán không sai, Hạ Tưởng thấy Vương Đoan Kiệt sắp xếp món ăn đều thực dụng mà không hề lãng phí, mới có thể tăng thêm không ít thiện cảm đối với Vương Đoan Kiệt, cũng khẳng định được cách đối nhân xử thế của Vương Đoan Kiệt. Vừa mới ngồi xuống, đang muốn bắt đầu bữa tiệc, không ngờ chuông điện thoại của Hạ Tưởng lại vang lên. Vừa thấy có điện thoại, Hạ Tưởng bỗng nhiên có một dự cảm mãnh liệt, rằng hành trình về thăm người thân của hắn ở Đan Thành, sợ là sẽ không thể được yên bình nữa. Hạ Tưởng tính ở lại Đan Thành 2 ngày, không kinh động đến ai, hưởng hạnh phúc gia đình cùng với người nhà. Lúc đầu, hắn vốn tính toán, là cùng trò chuyện với cha mẹ, dẫn bọn họ đi dạo xung quanh khu đô thị, chẳng những cùng Tào Thù Lê đi suốt toàn bộ hành trình, mà còn khiến cho Hạ Đông ít nhiều có thêm thời gian ở cùng ông bà nội, để cho cha mẹ cũng giống như những người lớn tuổi bình thường, có được niềm vui chơi đùa cùng con cháu. Lần này quay trở về Đan Thành, Hạ Tưởng đã cố ý giấu rất nhiều người, bên phía tỉnh Yến thì càng không cần phải nói. Hạ Tưởng là quan lớn cấp tỉnh bộ, cho dù là hắn có lấy tư cách cá nhân quay về tỉnh Yến, theo quy định thì phải thông báo cho phía tỉnh ủy tỉnh Yến và thành ủy thành phố Đan Thành được biết. Đương nhiên, hắn cũng đã rõ ràng là không thể gạt được tỉnh ủy tỉnh Yến và thành ủy thành phố Đan Thành được nữa, người trong quan trường tai mắt thật sự rất nhanh nhẹn. Điều Hạ Tưởng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, hắn lại nhận được điện thoại của Liên Nhược Hạm. Trước đó, Liên Nhược Hạm có nói là Quốc Khánh cũng không về nước. Cô và con trai Ngô Liên Hạ, cùng con gái Liên Tâm, đứa con gái duy nhất có họ xuất phát từ họ của cô, Hạ Tưởng cũng không có ý kiến, sẽ ở lại Mỹ mừng Quốc Khánh. Một mình cô mang theo con gái nếu muốn về nước một chuyến cũng thật không dễ dàng, chủ yếu là bởi vì con gái còn quá nhỏ. Hạ Tưởng cũng không có ý kiến gì, chỉ dặn Liên Nhược Hạm chăm sóc con gái cho thật tốt. Hắn cũng không nói cho Liên Nhược Hạm biết chuyện hắn về Đan Thành,
chỉ nói là trong dịp quốc khánh hắn sẽ kết hợp nghỉ ngơi vài ngày, có thể là ở thành phố Yến, cũng có thể là ở Đan Thành, mà cũng có khả năng là sẽ quay về Bắc Kinh. Lúc đó, Liên Nhược Hạm cũng không nói gì. Nhưng vừa mới ngồi xuống đã nhận được điện thoại của Liên Nhược Hạm, trong lòng Hạ Tưởng lại có chút căng thẳng không hiểu được, nghĩ lại mười mấy năm trước Liên Nhược Hạm cũng đã từng cùng hắn quay trở về Đan Thành một lần. Trong lòng không hiểu tại sao lại có chút bùi ngùi, thời gian nhanh như tên bắn, trong nháy mắt, đời người đã trải qua rất nhiều thời khắc tốt đẹp đáng nhớ. Làm sao vậy? Hạ Tưởng gật đầu một cái với Vương Đoan Kiệt và Vũ Ái Chu, đứng dậy đi ra một bên nhận điện thoại. Anh đang ở Đan Thành, về thăm hai ông bà một chút. Em cũng biết anh đang ở Đan Thành. Là tiếng của Liên Nhược Hạm, vẫn giống như năm đó, khi cô cùng Hạ Tưởng nói chuyện, luôn luôn vẫn là lòng ngay dạ thẳng, trong đó lại hàm chứa giọng điệu thân mật gắn bó. Anh đã thăm hai ông bà rồi, em cũng muốn thăm hai người, vậy làm sao bây giờ? Để anh nghĩ xem. Người mà Hạ Tưởng nhân nhượng nhất là Tống Nhất Phàm, nghe lời nhất là Tào Thù Lê và không làm gì được chính là Liên Nhược Hạm. Hắn ngừng một chút mới nói. Nếu không thì để đến dịp lễ Tết thì em hãy về, anh sẽ cùng em quay về Đan Thành một chuyến được không? Lễ Tết, còn xa quá, em nghĩ bây giờ hai ông bà cũng đã già rồi, anh nói phải làm như thế nào mới tốt? Liên Nhược Hạm đúng là không muốn để cho Hạ Tưởng sống được dễ chịu. Hạ Tưởng biết là Liên Nhược Hạm cố ý làm khó hắn, hắn nghĩ một chút rồi nói. Nhưng em đang ở nước ngoài thì biết phải làm sao bây giờ? Nếu như hiện tại em đang ở trong nước thì cứ qua đây là được. Anh đồng ý để em mang hai đứa con đến gặp ông bà, không sợ ông bà nghi ngờ Liên Hạ và Liên Tâm là con của anh sao? Liên Nhược Hạm từng bước áp sát, không để Hạ Tưởng chiếm được thượng phong. Em nghĩ là anh khẳng định sẽ chột dạ. Đúng, em không hề muốn tranh danh phận gì, nhưng Liên Hạ và Liên Tâm dù sao cũng là cháu ruột của ông bà, có thể để cho hai ông bà tận mắt nhìn thấy cháu trai, cháu gái mình, cũng không cần phải nói rõ ràng, cũng có thể khiến cho hai ông bà được vui vẻ có phải không? Hạ Tưởng kỳ thật rất rõ ràng, trong lòng Liên Nhược Hạm vẫn có một nút kết. Năm đó, lần đầu tiên đến Đan Thành, Tào Thù Lê mọi việc đều thuận lợi, rất được cha mẹ yêu mến. Còn Liên Nhược Hạm vừa quái gở lại vừa cá tính, khiến cho cha mẹ không được vui. Nhiều năm như vậy, Hạ Tưởng sao còn có thể không hiểu được Liên Nhược Hạm. Từ nhỏ đã mất đi tình thương của mẹ, lại cự tuyệt tình thương của cha. Trong lòng Liên Nhược Hạm kỳ thật rất thật lòng muốn dung nhập vào bên trong gia đình của hắn, tình nguyện hưởng thụ tình thân đơn giản, chất phác của nhân gian, cũng là vì muốn bù lại khiếm khuyết tuổi thơ. Thế nhưng, chuyện ở trên đời lại không được hoàn mỹ. Liên Nhược Hạm bình thường lạnh lùng, trong trẻo như mặt trăng, một người phụ nữ xuất trần như Liên Nhược Hạm, có được của cải mà người thường mấy đời cũng không thể có được, người phụ nữ song toàn như vậy, nhưng lại vĩnh viễn không thể vãn hồi được những mất mát thời ấu thơ. Sao có thể không khiến cho người khác cảm thấy tiếc nuối? Anh đâu có cái gì mà phải chột dạ, em muốn đến thì cứ đến, anh một đại nam nhân thì có gì phải sợ. Hạ Tưởng nói rất có khí phách, chính là còn muốn đùa cho Liên Nhược Hạm cười. Được, là anh nói, đừng có hối hận. Liên Nhược Hạm vui vẻ mỉm cười. Có phải anh đang ở khách sạn Đan Thành không? Em lập tức tới ngay. À, Hạ Tưởng bây giờ mới ý thức được mục đích của Liên Nhược Hạm. Em về nước khi nào? Lại khi nào thì đã đến Đan Thành? Cái này không cần anh phải quản, dù sao, anh chuẩn bị nghênh đón em đại giá quang lâm là được. Liên Nhược Hạm cười khúc khích, ngắt điện thoại. Hạ Tưởng ngây ngẩn cả người mới lại ý thức được mục đích của Liên Nhược Hạm, nếu so sánh lại, Tào Thù Lê ôn tồn có thừa mà ý xấu không đủ, chưa từng bao giờ sử dụng thủ đoạn trước mặt hắn. Liên Nhược Hạm thì không như vậy, luôn luôn hành động khi người ta không đề phòng mà trêu đùa hắn, mặc kệ hắn có là chủ tịch huyện hay là chủ tịch tỉnh, trong mắt Liên Nhược Hạm, cho tới giờ hắn vẫn chỉ là Hạ Tưởng của cô. Hạ Tưởng trở lại chỗ ngồi, lo nghĩ, vẫn là nên nói trước với Tào Thù Lê một tiếng. Vừa rồi Liên Nhược Hạm gọi điện nói là cô ấy cũng đã tới Đan Thành. Sắc mặt của Tào Thù Lê thoáng thay đổi một chút, trong mắt hiện lên một chút khác thường, nhưng sau đó lại khôi phục bình thường, cười yếu ớt. Chị Liên đã đến đây rồi thì thật tốt quá, đã lâu rồi không đoàn tụ. Cô chuyển hướng sang phía Hạ Thiên Thành và Trương Lan, thay Hạ Tưởng nói. Cha mẹ còn nhớ người chị em tốt Liên Nhược Hạm của con không? Chị ấy đã đến Đan Thành. Cũng nghĩ muốn đến thăm hỏi cha mẹ. Hạ Thiên Thành nghi hoặc liếc nhìn Hạ Tưởng, không nói gì,
Trương Lan thì sửng sốt ngây người, sau đó lại tươi cười. Tốt, tốt, đến cũng tốt, đông người lại càng náo nhiệt. Làm người, ai mà chả thích náo nhiệt. Tào Thù Lê đứng dậy. Con đi đón chị Liên, Hạ Tưởng, anh cứ ở lại tiếp Bí Thư Vương và Thị trưởng Vũ. Cô nhìn Hạ Tưởng một cách đầy thâm ý. Hạ Tưởng và Tào Thù Lê đã là vợ chồng nhiều năm, nên biết rõ trong lòng Tào Thù Lê cũng có chút bất mãn. Cũng đúng, lúc này, Liên Nhược Hạm đột nhiên xuất hiện, danh bất chính ngôn bất thuận còn chưa nói, lại còn chiếm đoạt sự nổi bật của Tào Thù Lê nữa, cho dù là Tào Thù Lê có rộng lượng như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể gạt bỏ mụn nhọt trong lòng. Tuy nhiên, Hạ Tưởng cũng hiểu được tính tình của Tào Thù Lê, cô cho dù là đang rất tức giận nhưng lại cũng sẽ dễ dàng nguôi giận, sau lại nói đã lâu chưa được gặp Liên Nhược Hạm, nhất định cũng rất nhớ nhung. Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm đã có mười mấy năm giao tình, quả thật tình cảm cũng giống như chị em. Hạ Tưởng liền chào hỏi phía Vương Đoan Kiệt và Vũ Ái Chu, dù sao bọn họ cũng là người chủ trì. Vương Đoan Kiệt và Vũ Ái Chu chưa từng gặp Liên Nhược Hạm, nhưng là dòng chính của Cao Tấn Chu, đương nhiên cũng biết được Liên Nhược Hạm là người thế nào. Vừa nghe được con gái của đương kim trưởng ban tổ chức trung ương đích thân tới dự tiệc, lập tức đứng lên, ra ngoài nghênh đón. Nghĩ lại lại thấy không đúng, chủ tịch tỉnh Hạ còn không có nhúc nhích, thì bọn họ làm sao có thể chủ động ra ngoài nghênh đón được, do vậy lại ngồi xuống, chờ mong nhìn về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng khoát tay. Liên Nhược Hạm là lấy tư cách cá nhân đi ngang qua Đan Thành, lại vừa vặn nghe nói là tôi có bảy tiệc gia đình, cho nên mới đến tham gia náo nhiệt, cô ấy chủ yếu là muốn gặp lại Thù Lê. Vừa nói như vậy, Vương Đoan Kiệt và Vũ Ái Chu liền như hiểu ra được điều gì. Biết là Liên Nhược Hạm là vì Hạ Tưởng và Tào Thù Lê mà đến, bọn họ tốt nhất là đừng có quá chủ động, đỡ phải dính vào chuyện không tốt. Không lâu sau, Liên Nhược Hạm được Tào Thù Lê dẫn vào trong phòng. Cách ăn mặc và trang điểm của Liên Nhược Hạm, cho dù đã là mẹ của hai đứa con, nhưng vẫn như cũ tỏa ra hào quang khắp nơi, sặc sỡ lóa mắt, khi đứng cùng một chỗ với Tào Thù Lê, thật giống như hai chị em. Liên Tâm thì đang được bảo mẫu ôm. Còn Liên Hạ thì chạy tới chạy lui trên đất, vừa thấy Hạ Đông thì vui đùa không ngừng. Anh em hai đứa tính cách không giống nhau, nhưng lại rất thích đối phương, lôi kéo tay nhau nói những chuyện trẻ con. Hạ Thiên Thành và Trương Lan vẫn không biết là Liên Nhược Hạm đã sinh con gái, lại thêm đã lâu không gặp Liên Hạ, lại thấy Liên Hạ khi lớn lên có 5 phần trông giống Hạ Tưởng, trong lòng liền sáng như gương, hai người cùng nhau đứng dậy, nhìn nhau, đi tới trước mặt Liên Nhược Hạm. Đến đây! Con gái. Trương Lan yêu ai yêu cả đường đi, cho nên đã coi Liên Nhược Hạm như con dâu nhà mình, ngay câu nói đầu tiên đã ẩn chứa thân tình. Con gái, mấy năm nay không gặp con có khỏe không? Từ nhỏ, Liên Nhược Hạm đã không có được tình thương của mẹ, tuy rằng là sinh ra trong một gia đình quyền quý, nhưng lại luôn hướng tới tình thân đơn giản nhất, chất phác nhất ở nhân gian. Trương Lan thân thiết gọi cô như mẹ gọi con gái, khiến sống mũi cô cay cay, thiếu chút nữa rớt nước mắt. Cố nén lại tình cảm đang trỗi dậy mãnh liệt trong lòng, cô mở miệng nói. Mẹ nuôi, con tới thăm mẹ. Trương Lan lập tức sợ ngây người. Trước kia, quả thật, Liên Nhược Hạm có đùa giỡn nói là muốn nhận Hạ Thiên Thành và Trương Lan làm cha mẹ nuôi, nhưng Hạ Thiên Thành và Trương Lan lại tự nhận là không dám trèo cao, rồi không nói gì nữa. Sau đó, số lần Liên Nhược Hạm gặp mặt Hạ Thiên Thành và Trương Lan cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lại càng không có cơ hội tham gia vào những bữa cơm gia đình của nhà họ Hạ, do vậy chuyện đó cũng như vậy bỏ qua. Không nghĩ đến, mười mấy năm sau, trong lòng Liên Nhược Hạm vẫn không quên ước nguyện ban đầu năm đó, vừa mở miệng nói câu đầu tiên đã gọi một tiếng mẹ nuôi, thì sao có thể khiến cho Trương Lan không kinh ngạc cho được, sau đó, bà lại vô cùng mừng rỡ. Con gái ngoan, về đây là tốt rồi, nhiều năm như vậy chắc con cũng đã phải chịu không ít khổ cực rồi. Mẹ nuôi là người từng trải, biết con một mình nuôi con nhỏ quả thật cũng không dễ dàng gì. Con à, con giỏi lắm. Hôm nay là ngày vui vẻ nhất trong đời Hạ Thiên Thành, chẳng những vô duyên vô cớ có thêm được một đứa con gái nuôi, lại còn có thêm một đứa cháu gái, trong lòng ông cũng được an tâm, liền nói với Liên Nhược Hạm. Nhược Hạm, con gái ngoan, đã đến đây rồi thì đừng có khách khí nữa, đều là người một nhà. Liên Nhược Hạm bình thường ở bên ngoài vẫn đoan trang mà tao nhã. Đã từng gặp rất nhiều quan lớn, quyền quý, nhưng cũng không bao giờ biến sắc. Bình thường, khi đi họp ở nước ngoài, cũng đưa ra những quyết sách khiến người khác phải kinh sợ. Nhưng, ở trước mặt Hạ Thiên Thành và Trương Lan, hai người không quyền không thế mà chỉ có tình thân,
bề ngoài kiên cường của cô rốt cuộc cũng không thể che giấu được khát vọng trong nội tâm, cuối cùng cảm động đến phát khóc. Cha nuôi, mẹ nuôi, con rất nhớ hai người. Liên Nhược Hạm vừa khóc, Hạ Tưởng cũng cảm thấy tốt hơn nhiều, trong lòng giống như đã bỏ xuống được cái gì đó, nhớ tới thời thơ ấu cô đơn và tính cách quật cường của Liên Nhược Hạm, hắn biết, cô quả thật rất khát khao có được một gia đình ấm áp, mong muốn chính là tình thân vô công vô lợi ở nhân gian. Tào Thù Lê cũng chảy nước mắt vui mừng, cô đối với việc Liên Nhược Hạm đột nhiên xuất hiện ở Đan Thành vốn có chút bất mãn, cảm thấy là Liên Nhược Hạm muốn tranh thủ tình cảm cùng cô. Nhưng, hiện tại, khi cô thấy Liên Nhược Hạm chảy nước mắt cảm động và hạnh phúc, thì toàn bộ nội tâm rối rắm của cô trong nháy mắt liền biến mất mà thay vào đó là thương tâm và thông cảm mãnh liệt. Mười mấy năm, cô đã biết Liên Nhược Hạm mười mấy năm qua, nhưng chưa bao giờ thấy cô ấy chảy một giọt nước mắt nào, cô cho rằng Liên Nhược Hạm là người phụ nữ kiên cường nhất thế gian. Nhưng hiện tại, cô đã hiểu thông suốt ra được rất nhiều, nội tâm khổ sở của Liên Nhược Hạm liệu có mấy người biết được. Uổng cho cô tự nhận là người em gái thân thiết nhất của Liên Nhược Hạm, thế mà vẫn không biết được khát vọng thân tình trong nội tâm của cô. Một cảnh tượng ấm áp, cảm động và tràn ngập dịu dàng ở nhân gian này đã khắc sâu trong lòng Tào Thù Lê, cũng khiến cho Hạ Tưởng cảm động rất lâu, bao nhiêu năm sau cũng vẫn chưa quên. Nước mắt của Liên Nhược Hạm là nước mắt thân tình hồn nhiên nhất. Nước mắt của Hạ Tưởng là nước mắt vui mừng chảy ra vì cuối cùng bù đắp được thiếu sót thời thơ ấu cho Liên Nhược Hạm. Nước mắt của Tào Thù Lê là nước mắt cảm động chảy ra vì Hạ Thiên Thành và Trương Lan nhận đứa con gái nuôi Liên Nhược Hạm này, và Liên Nhược Hạm từ lạnh lùng như trăng trở về với tình thân con người. Trong phòng khách, Vương Đoan Kiệt và Vũ Ái Chu cũng im lặng không nói, trong lòng thổn thức niềm cảm động lâu ngày không gặp. Đang lúc mọi người đều đắm chìm trong vui buồn nhân gian, đột nhiên, một tiếng khóc nỉ non lanh lảnh phá tan không khí hơi nặng nề. Liên Tâm có lẽ là cảm thấy cô bé bị bỏ qua. Dùng tiếng khóc kháng nghị vang dội để thu hút sự chú ý của mọi người. Liên Tâm không khóc còn được, vừa khóc, liền cho Trương Lan lý do ôm cô bé. Trương Lan sớm đã muốn nhìn thử cháu gái của bà dù rằng Hạ Tưởng sẽ không thừa nhận, Liên Nhược Hạm cũng sẽ không nói rõ, Tào Thù Lê cũng giả vờ không biết, nhưng Trương Lan sao có thể không nhìn ra được sự thật Liên Nhược Hạm là người sau của Hạ Tưởng. Tuy rằng Hạ An cũng có một đứa con gái, nhưng đối với người già mà nói, con cháu đầy nhà mới là niềm hạnh phúc lớn nhất đời người. Nói ra cũng lạ, Trương Lan vừa ôm lấy Liên Tâm lập tức ngừng khóc, mở to mắt nhìn Trương Lan, còn giơ bàn tay nhỏ mũm mĩm ra, quơ quơ muốn nắm chặt lấy gì đó, nắm mấy cái, bỗng nhiên lại cười khanh khách. Trương Lan lập tức cười tươi rói, trong lòng nghĩ, suy cho cùng là người một nhà, dù không nhận, nhưng cẩn thận quan sát tỉ mỉ thêm, thấy mặt mũi Liên Tâm có 7 phần giống Hạ Tưởng, càng vui mừng không khép miệng. Hạ Thiên Thành cũng muốn giơ tay trêu Liên Tâm, lại bị Trương Lan gạt tay ông ra, trách móc nói. Tay ông thô như vỏ cây vậy, không thể đụng vào bảo bối cục cưng của tôi được. Hạ Thiên Thành cười ha hả. Chỉ cho bà ôm, không cho tôi ôm làm sao được. Bà là bà nội nuôi của nó, tôi cũng là ông nội nuôi của nó đấy. Cả nhà cuối cùng lại thoải mái cười vang. Liên Nhược Hạm đến, không chỉ khiến buổi tiệc gia đình hôm nay càng thêm trọn vẹn. Cũng khiến Hạ Thiên Thành và Trương Lan có được niềm vui bất ngờ không những danh chính ngôn thuận nhận được một đứa con gái nuôi, lại có thêm một đứa cháu gái, sao không vui mừng quá đỗi được. Hai người già giống như bỗng chốc trẻ lại 10 tuổi vậy, một người ôm Hạ Đông và Liên Hạ, một người ôm Liên Tâm, hòa thuận vui vẻ. Hứa Ninh lúc đầu còn bị sự yêu thích quá mức của Hạ Thiên Thành, Trương Lan đối với Hạ Đông, Liên Hạ và Liên Tâm làm cho không vui, lòng nghĩ lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Sao con của cô lại chưa từng khiến hai người già thương yêu như vậy? Nhưng cô rất nhanh liền vui vẻ không biết vì sao, bởi vì Liên Nhược Hạm đã tặng cho cô một chiếc xe hơi Beetle. Liên Nhược Hạm lần này đến, không những mang Liên Hạ và Liên Tâm về, cô còn chuẩn bị quà cáp hậu hĩnh cho mỗi người, đến Hạ Tưởng cũng có. Quà của Hạ Tưởng là một bộ Âu phục dù Hạ Tưởng bình thường không thích mặc Âu phục, nhưng thân làm chủ tịch tỉnh, khi tham dự các cuộc họp, vẫn phải mang Âu phục nghe đâu là hàng hiệu gì đó, hơn 10.000 đô la Mỹ. Còn may, để tránh gây ra phiền phức không cần thiết, nhãn hiệu đều bị xử lý rồi. Quà của Tào Thù Lê là một bộ đồ trang điểm cao cấp, giá cả là bao nhiêu, Liên Nhược Hạm không nói, nhưng với thực lực của Liên Nhược Hạm, chắc chắn giá trị không nhỏ. Quà của Hạ Thiên Thành là một cái đồng hồ, Hạ Thiên Thành không chịu nhận, ngại đắt, Liên Nhược Hạm liền nói. Không đắt. Chỉ hơn 1.000 đô la Mỹ, đổi sang nhân dân tệ chỉ hơn 6.000 thôi.
Hạ Thiên Thành không ngăn nổi ý tốt của Liên Nhược Hạm, đành nhận lấy. Hạ Tưởng lại chừng Liên Nhược Hạm một cái, Liên Nhược Hạm lừa được Hạ Thiên Thành, chứ không lừa được hắn, cái đồng hồ đó, ít ra cũng phải hơn 30.000 đô la Mỹ. Thật ra điều Hạ Tưởng không biết là, Liên Nhược Hạm muốn mua một cái đồng hồ 100.000 đô la Mỹ tặng cho Hạ Thiên Thành, sau đó nghĩ lại sợ Hạ Tưởng mắng cô, đành mua cái hơn 30.000, trong lòng không thoải mái, cứ cảm thấy quả nhẹ quá. Liên Nhược Hạm còn muốn tặng thêm cho Hạ Thiên Thành một chiếc xe hơi, sau đó nghĩ lại vẫn không dám mua, một là người già lớn tuổi rồi, lái xe không an toàn, hai là sợ huênh hoang quá, còn nữa, cô tuy vẫn luôn nhõng nhẽo trước mặt Hạ Tưởng, thật ra cũng sợ Hạ Tưởng phê bình cô. Quả của Trương Lan là một bộ dụng cụ y tế gia dụng, suy nghĩ đến người già lớn tuổi, dễ bị cao huyết áp, Liên Nhược Hạm liền mua một bộ dụng cụ đo huyết áp, mỡ trong máu dùng cho gia đình tốt nhất. Còn đồng bộ tặng một bộ dụng cụ tập thể hình, cô hy vọng Hạ Thiên Thành và Trương Lan khỏe mạnh sống trăm tuổi. Liên Nhược Hạm lại không biết, Hạ Thiên Thành và Trương Lan mỗi ngày ra ngoài đi bộ, lại thường xuyên ra đồng lao động, cơ thể rất khỏe mạnh, làm gì dùng đến dụng cụ tập thể hình. Nhưng cô có lòng là được rồi. Quà của Hạ An cũng là một bộ Âu phục, cùng nhãn hiệu với Hạ Tưởng, đương nhiên giá trị cũng không nhỏ. So với người khác, quà của Hứa Ninh dễ làm người khác chú ý nhất và cũng đắt tiền nhất, là một chiếc xe hơi Beetle giá trị hơn 300.000 đương nhiên là nhân dân tệ. Ngay khoảnh khắc Liên Nhược Hạm đưa chìa khóa xe cho Hứa Ninh, Hứa Ninh lập tức kêu lên một tiếng, há to miệng, không dám tin vào mắt mình, sau cả buổi mới tỉnh lại, bỗng cảm động đến rơi nước mắt. Chị Liên, cái này, món quà này đắt tiền quá, tôi thật không dám nhận. Hay là chị thu lại đi, thật sự cảm ơn chị. Hứa Ninh nói năng lộn xộn, thật sự bị dọa cho sợ rồi. Lớn như thế này, món quà đắt tiền nhất mà cô nhận được không quá 3.000 đồng, ngay đến khi cô đi lấy chồng, của hồi môn mà cha mẹ tặng cũng không quá 30.000 đồng, làm gì có khi nào nhận được quà 300.000 chứ. Liên Nhược Hạm lại cưỡng ép nhét chìa khóa vào tay Hứa Ninh. Hạ Tưởng và Tào Thù Lê không thể thường xuyên về nhà chăm sóc cha mẹ, Hạ An và em ở bên cạnh cha mẹ, em vất vả rồi. Em có một chiếc xe, cũng tiện đưa cha mẹ ra ngoài đi dạo. Năm mới, Liên Nhược Hạm từng tặng Hạ An một chiếc xe, bây giờ lại tặng Hứa Ninh một chiếc xe, đằng sau sự hào phóng rộng rãi của cô, thật ra cũng là suy nghĩ rất nhiều. Hạ An có xe, có thể chăm sóc cha mẹ nhiều hơn, Hứa Ninh có xe, cũng có thể đưa cha mẹ ra ngoài khuây khỏa. Thêm nữa cô có thể tặng xe, cũng có thể thu về, Hứa Ninh nhận quà lớn của cô, thì phải càng thêm kính hiếu cha mẹ. Hạ Thiên Thành và Trương Lan nhìn nhau, đều vô cùng kinh ngạc, Liên Nhược Hạm có bao nhiêu tiền, vừa ra tay là một chiếc xe, thật làm người khác sợ hãi. Hai ông bà có lòng mở miệng từ chối ý tốt của Liên Nhược Hạm, Hạ Tưởng lại nói. Hứa Ninh, Nhược Hạm tặng xe cho em, thì em nhận lấy đi. Tuy nhiên phải nhớ rõ, Nhược Hạm là con gái nuôi của cha mẹ, hạnh phúc của cha mẹ, chính là điều khiến Nhược Hạm vui vẻ nhất. Hứa Ninh không ngốc. Đương nhiên nghe được rõ hàm ý trong lời nói của Hạ Tưởng, cô ngại ngùng nhận lấy chìa khóa, gật đầu mạnh. Em nhớ kỹ rồi, anh, sau này em nhất định sẽ kính hiếu cha mẹ đàng hoàng, nếu chẳng may chỗ nào làm cha mẹ không vui, em chẳng những không mặt mũi nào gặp anh, mà cũng chẳng có mặt mũi nào gặp chị Nhược Hạm. Tào Thù Lê không hề cảm thấy sự hào phóng của Liên Nhược Hạm cướp đi hào quang của cô, ngược lại, cô vẫn thật lòng thấy vui cho Liên Nhược Hạm. Có thể tặng quà cho người nhà là niềm hạnh phúc lớn nhất của một người. Liên Nhược Hạm vẫn cứ ở bên ngoài cuộc sống gia đình. Hạ Tưởng có thể khiến cô ấy có cảm giác thuộc về, cô cũng cảm thấy vui mừng cho cô ấy. Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt ở huyện Bá năm đó, Tào Thù Lê cũng xúc động. Cha mẹ cả đời giản dị tự nhiên, lại là người già lương thiện nhất. Sự cô đơn và đau buồn cả đời của Liên Nhược Hạm đều có thể khiến cha mẹ tan ra. Gặp cha mẹ cũng là điều thần kỳ nhất của Liên Nhược Hạm. Nghĩ lại cha mẹ cô và cha mẹ Hạ Tưởng đều là những người già tốt nhất trên đời, chính vì sự vô tư của cha mẹ, mới khiến cô và Hạ Tưởng trước nay chưa từng vì việc trong nhà mà giận dỗi, nghĩ lại có bao nhiêu tham quan bị người thân phía vợ kéo rất đài, thậm chí còn có quan chức bị em trai vợ đâm chết, trong nhà hòa thuận mọi việc mới có thể suôn sẻ, quả thật là chân lý. Vương Đoan Kiệt và Võ Ái Chu ở một bên im lặng không nói, trong lòng lại xúc động vô cùng. Làm lực lượng hậu bị quyền thế rất mạnh trong nước. Chủ tịch tỉnh trẻ tuổi nhất trong nước Hạ Tưởng, đều cho rằng sẽ có một gia đình khác thường như thế nào, và sẽ có nhóm bạn ở tít trên cao như thế nào, lại không ngờ rằng, không những tình cảm sâu nặng như những gia đình bình thường khác,
ngay đến thiên kim tiểu thư Tào Thù Lê của bí thư tỉnh ủy và thiên kim tiểu thư Liên Nhược Hạm của trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương, cũng giống như người con gái bình thường, hai người không hẹn mà cùng suy nghĩ. Hôm nay, xem như mở mang được nhận thức rồi. Vẫn là Trương Lan kỹ tính, lo lắng Tào Thù Lê sẽ vì Liên Nhược Hạm giành nổi trội mà không vui, vội nói. Nhược Hạm cũng thật, sao lại khách sáo như vậy? Đây phải tốn bao nhiêu tiền? Còn Thù Lê cũng vậy, mấy năm nay vụn vặt cũng cho ở nhà hết bao nhiêu tiền, hai đứa con gái này, để tôi nói thế nào mới được. Hạ Tưởng mới biết được Tào Thù Lê sau lưng hắn cấp tiền cho gia đình, không khỏi âm thầm nắm chặt tay Tào Thù Lê, trong lòng ấm áp. Chỉ nghe nói qua vợ sau lưng chồng đem tiền về nhà mẹ đẻ, chưa thấy qua người vợ sau lưng chồng cấp tiền cho nhà chồng bao giờ. Tào Thù Lê trên mặt đầy rạng rỡ, hạnh phúc nhìn Hạ Tưởng một cái, hàm ý lộ ra trong ánh mắt chính là thế nào, anh hạnh phúc rồi chứ, anh lấy được một cô vợ hiền thục rồi. Hạ Tưởng quả thật rất hạnh phúc, bởi vì sau đó Liên Nhược Hạm đã làm một quyết định càng khiến người khác kinh ngạc hơn. Bí thư Vương, phó thị trưởng Võ. Liên Nhược Hạm sau khi bước vào, chỉ gật đầu tỏ vẻ chào với Vương Đoan Kiệt và Võ Ái Chu, rồi không hề để ý đến hai người cũng không dám xen vào một câu. Nếu hai người không phải là con cháu do một tay Cao Tấn Chu đề bạt, cuộc nói chuyện vừa rồi cũng không để cho hai người nghe được. Nhưng hai người nghe được thì cũng đã nghe được rồi, chắc chắn đều sẽ giữ chặt miệng mình, nếu hơi tiết lộ một chút điều không nên nói, tiền đồ phía trước sẽ khó giữ. Đương nhiên hai người chắc chắn sẽ không nói lung tung, không nói đến tu dưỡng chính trị của bản thân, chính vì thân là con cháu nhà họ Ngô, cũng sẽ tự giác bảo vệ lợi ích nhà họ Ngô. Có. Liên Nhược Hạm vừa mở miệng, hai người liền vội gật đầu đáp. Tổng Giám Đốc Liên có gì sai bảo, xin cứ nói. Tôi đang muốn bỏ vốn xây một viện dưỡng lão ở Đan Thành, không biết Bí Thư Vương và Phó Thị trưởng Võ có hoan nghênh không? Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh. Có đầu tư là chuyện tốt, huống hồ người đầu tư là Liên Nhược Hạm. Được, tôi tính bỏ vốn 30 triệu xây dựng một viện dưỡng lão có thể tiếp nhận vài trăm người già neo đơn ở Đan Thành. Địa điểm và sắp xếp nhân sự do Bí Thư Vương và Phó Thị trưởng Võ định, tôi chỉ có một điều kiện. Liên Nhược Hạm nhìn về Hạ Thiên Thành và Trương Lan. Mời cha mẹ đảm nhiệm viện trưởng danh dự. Không thành vấn đề. Việc tốt, việc vô cùng tốt, có thể xây dựng đầu tư mối quan hệ thân mật hơn với nhà họ Ngô là việc tốt mà Vương Đoan Kiệt và Võ Ái Chu cầu còn không được, hai người lập tức vỗ bàn. Bây giờ làm ngay tại hiện trường, lập tức quyết định địa điểm. Một quyết định có hứng của Liên Nhược Hạm, mở ra suy nghĩ hoàn toàn mới cho Hạ Tưởng, khiến hắn bỏ đi ánh mắt lo lắng đối với đề khó dưỡng lão không kém nghiêm trọng trong nước, có thể với vị trí chủ tịch tỉnh hiện tại của hắn không thể quyết định được phương châm chính sách nào của quốc gia, nhưng chỉ cần là vấn đề lọt vào tầm nhìn của Hạ Tưởng, thì sẽ trở thành đề khó mà Hạ Tưởng nhất định phải giải quyết. Liên Nhược Hạm biết cha mẹ mộc mạc tiết kiệm, lại không chịu ngồi yên, tặng cho cha mẹ núi vàng núi bạc, không bằng tặng cho cha mẹ niềm hạnh phúc. Chăm sóc người già đơn côi, đảm nhiệm viện trưởng danh dự của viện dưỡng lão, vừa để cha mẹ có việc để làm, lại để cha mẹ tích phúc. Việc vui vẻ nhất trên đời không phải là có bao nhiêu của cải, mà là những năm còn sống của bản thân có thể mang lại bao nhiêu hạnh phúc và niềm vui cho người khác. Trương Lan nghe xong, liền lau nước mắt. Đúng là đứa con gái tốt lương thiện từ đáy lòng. Liên Nhược Hạm có một tuổi thơ bất hạnh, có một gia đình vụn vỡ, lúc gặp Hạ Tưởng. Chính là khoảng thời gian cô phản nghịch nhất trong cuộc đời cô, nếu không có Hạ Tưởng thu phục trái tim cuồng loạn của cô, cũng không biết cô bây giờ sẽ như thế nào. Bề ngoài, khi Hạ Tưởng mới bước vào con đường làm quan, cô đã giúp Hạ Tưởng rất nhiều, cô là quý nhân của Hạ Tưởng, nhưng cũng phải thừa nhận, từ bản chất mà nói, Hạ Tưởng mới là người giúp đỡ cô nhiều nhất, là chân mệnh thiên tử của cô. Một người khiếm khuyết cái gì, thì sẽ theo đuổi quá mức cái đó. Liên Nhược Hạm cảm nhận được sự ấm áp gia đình và tình thân sâu đậm nơi Hạ Tưởng, tấm lòng hiếu kính người già tiềm tàng đã lâu trong cô cuộn trào mãnh liệt như thủy triều, mới nghĩ ra ý định đầu tư một viện dưỡng lão. Không đúng, không phải là đầu tư, mà là quyên góp, viện dưỡng lão là nơi phụng dưỡng người già neo đơn, không phải là công ty kiếm lời. Hơn nữa cô còn quyết định, mỗi năm thêm vào 40.000 tiền vốn để mở rộng quy mô và cải thiện điều kiện cư trú của các cụ già. Hạ Tưởng liền hoàn toàn thấu hiểu quyết định của Liên Nhược Hạm, hắn cũng hoàn toàn ủng hộ quyết định của Liên Nhược Hạm, không chỉ là Liên Nhược Hạm ở nước ngoài tìm mẹ tận hiếu không được mà lấy sự hiếu thảo đến khắp người già neo đơn trong cả nước, hắn nghĩ lâu dài hơn, có ý nghĩa thực tế hơn. Nước mắt của Trương Lan,
là vì sự quan tâm của Liên Nhược Hạm mà chảy, bản thân bà cũng là một người già lương thiện và có lòng hiếu thảo. Bà ôm lấy Liên Nhược Hạm một cái. Con gái ngoan, mẹ nuôi thay những người già không con không cái cảm ơn con. Liên Nhược Hạm được Trương Lan ôm, cơ thể lúc đầu cứng lại, sau đó liền mềm ra. Mẹ nuôi, con có thể hiếu thảo một phần, giúp đỡ một phần cho những người già cô đơn không con không cái hoặc có con cái nhưng không có người phụng dưỡng, con cũng an lòng rồi. Chỉ là sau này mẹ nuôi và cha nuôi phải vất vả hơn rồi. Tào Thù Lê nói, mẹ, mấy trăm ngàn mà con đưa cho mẹ, tuy không nhiều, nếu mẹ đồng ý, thì cũng đầu tư vào trong viện dưỡng lão, xem như một chút hiếu thảo của con. Được, được, con và Nhược Hạm đều là con gái ngoan. Trương Lan nước mắt vui mừng không ngớt. Hạ Tưởng lại giọng điệu nặng nề nói. Vấn đề lão hóa của Trung Quốc đã khá nghiêm trọng rồi, hiện tại trong nước có khoảng gần 200 triệu người già, tương đương với dân số của cả nước Mỹ. Vấn đề dưỡng lão là gánh nặng của xã hội, thêm vào sự chênh lệch tiền dưỡng lão của cơ quan đơn vị tổ chức quá lớn, vật giá tăng quá nhanh, áp lực dưỡng lão xã hội càng gia tăng. Nhược Hạm bỏ vốn xây dựng viện dưỡng lão, hy vọng có thể mang lại mở đầu cho các doanh nghiệp có tâm trong nước. Ngoài vấn đề giải quyết dưỡng lão quốc gia ra, từ thiện dưỡng lão cũng là một vấn đề. Các đơn vị có liên quan đang nghiên cứu đưa tuổi về hưu tăng cao 5 tuổi, đưa ra 65 tuổi về hưu để làm dịu áp lực thiếu thốn tiền dưỡng lão, thật ra là cách không rõ ràng. Tuổi thọ bình quân của người Trung Quốc là 72, 65 tuổi về hưu, nhiều nhất lãnh 7 năm tiền lương hưu là từ giã cõi đời, mà muốn lãnh tiền hưu sau khi về hưu, bắt buộc trước khi về hưu phải nộp hết bảo hiểm dưỡng lão năm cũ. Dùng 15 năm nỗ lực đổi lấy báo đáp 7 năm, tại sao còn chưa lấp được thiếu thốn lớn của tiền dưỡng lão? Mà nhân viên của cơ quan đơn vị tổ chức không cần giao nộp tiền dưỡng lão, thu nhập sau khi về hưu là gấp 2 đến mấy lần của nhân viên doanh nghiệp. Đơn vị có liên quan còn giải thích nói tiền lương hưu của cơ quan đơn vị tổ chức không chiếm định mức của tiền dưỡng lão xã hội, nhưng không được quên một tiền đề lớn là, cơ quan đơn vị tổ chức hoàn toàn dựa vào doanh nghiệp nuôi dưỡng. Lương của họ và tiền dưỡng lão đều là tiền của người nộp thuế. Quả thật, Hạ Tưởng cổ vũ Liên Nhược Hạm bỏ vốn xây dựng viện dưỡng lão, chỉ là hành động từ thiện như muối bỏ bể, nếu vấn đề dưỡng lão của một quốc gia cần các nhà doanh nghiệp có thiện tâm giải quyết, là sự sỉ nhục của quốc gia. Nhưng Hạ Tưởng vẫn cứ bằng lòng đẩy mạnh hình thức dưỡng lão từ thiện, ít nhất có thể khiến những nhà giàu tiền nhiều đến nỗi không có chỗ tiêu, có thể dùng tiền vào con đường đúng đắn, bớt tặng con gái nuôi túi sách hoặc phỉ thúy giả. Thêm một bát cơm cho người già cô đơn, cuộc đời sẽ trở nên tươi đẹp hơn nhiều. Việc thiện hôm nay của Liên Nhược Hạm, hơn nữa đúng lúc Hạ Tưởng từ tiền lương hưu của cha mẹ và tranh luận của quốc gia liên quan đến nâng cao độ tuổi về hưu, dưới sự dao động của một loạt sự kiện, khiến hắn nảy sinh rất nhiều liên tưởng, cũng sinh ra một sự chấn động nhất định đối với tư tưởng của hắn. Trong quá trình cải cách ném đá qua sông, quốc gia thật ra đã đi rất nhiều đường vòng, nhưng khi bù đắp tổn thất mà đường vòng đem tới, thường chỉ tổn thất lợi ích của dân chúng, đồng thời các tập đoàn lợi ích không những không bỏ ra, ngược lại còn muốn biến tướng bóc lột dân chúng, đồng thời mượn cơ hội làm lớn mạnh thực lực bản thân. Không thể phủ nhận rằng, tập đoàn lợi ích ở bất kỳ thời đại nào cũng đều xuất hiện, chỉ cần có quốc gia tồn tại, thì sẽ có sự tồn tại của tập đoàn lợi ích, chỉ là nếu có thể bớt một ít áp bức đối với dân chúng, còn làm giàu cho dân, mới là bảo đảm ổn định nền tảng quốc gia. Tập đoàn lợi ích mãi mãi là thiểu số. Là thuyền, quảng đại dân chúng chính là nước chịu tải thuyền nhỏ thuyền lớn. Khả năng chịu tải của nước là có hạn, dã tâm tạo thuyền của tập đoàn lợi ích là vô hạn, dần ra, hoặc là thuyền lật nước cạn, hoặc là nước có thể đưa thuyền đi cũng có thể làm lật thuyền. Nguyện vọng tốt đẹp của Hạ Tưởng cũng phải được thực hiện một phần để sự nghiệp từ thiện giải quyết khủng hoảng dưỡng lão, đồng nghĩa với công việc quốc gia giao cho nhân dân làm, về trình tự thì không được, cũng khiến bộ mặt quốc gia không còn nữa. Cuối cùng dưới sự ra sức lôi kéo của Liên Nhược Hạm, sau khi Liên Nhược Hạm chỉ dựa vào sức lực một người để xây dựng viện dưỡng lão từ thiện trên 100 người trong nước, toàn bộ thành viên kinh tế của Hạ Tưởng nhất loạt tham gia, phát động một phong trào sôi nổi nhân dân bỏ vốn xây dựng viện dưỡng lão thanh thế to lớn. Theo thống kê không hoàn toàn, tổ chức thành viên kinh tế trải rộng khắp nước của Hạ Tưởng trong vòng 3-5 năm ngắn ngủi, đã xây dựng được rất nhiều viện dưỡng lão nhân dân, tổng cộng tiếp nhận mấy trăm ngàn người già cô đơn. Những tấm gương người tốt việc tốt nhiều vô cùng, dưới sự lôi kéo của Liên Nhược Hạm và thành viên kinh tế của Hạ Tưởng, sau mấy năm, trong nước nổi lên phong trào xây dựng viện dưỡng lão nhân dân, trào lưu mạnh mẽ, xây dựng không ngớt. Những viện dưỡng lão nhân dân,
ít nhất giải quyết được 1/10 đề khó dưỡng lão cho quốc gia. Sau đó, khi đất nước đối mặt với đợt sóng khủng hoảng dưỡng lão đầu tiên, cả hệ thống dưỡng lão suýt nữa là sụp đổ, chính là Hạ Tưởng lo trước tính sau, mới khiến đất nước lại vượt qua được cửa ải khó khăn. Nếu không, chữ tín của quốc gia sẽ tan vỡ, thậm chí sẽ dẫn đến khủng hoảng xã hội nghiêm trọng. Tuy sau đó Cổ Thu thật cố gắng xoay chuyển tình thế, cuối cùng làm lắng lại bất an và rối loạn xã hội kịch liệt do vấn đề tiền dưỡng lão mang tới, thậm chí nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng địa vị đảng cầm quyền, nhưng hậu quả cũng khá nghiêm trọng, trực tiếp dẫn đến tập thể một khóa trung ương trả giá rất lớn cho việc này, từ đó khiến Cổ Thu thật bước lên vũ đài lịch sử sớm hơn. Cổ Thu thật bước lên đỉnh sớm, cũng dọn ra thời gian một khóa cho Hạ Tưởng, để Hạ Tưởng bước lên đỉnh cao sớm hơn vài năm so với thời gian dự kiến. Có ai biết nhiều khi một việc bình thường, đặt xuống gốc rễ tốt, thu được báo đáp hậu hĩnh. Khi Hạ Tưởng cổ vũ và ủng hộ Liên Nhược Hãm xây dựng viện dưỡng lão, chỉ là dựa vào suy nghĩ cơ bản nhất khiến dân chúng có nơi ăn ở, không nỡ để vô số người già cô đơn trong gió lạnh mưa dài không nơi nương tựa, lúc đó không hề nghĩ lâu dài. Mà sau khi phát động thành viên kinh tế xây dựng viện dưỡng lão quy mô lớn, Hạ Tưởng đã ý thức được vấn đề tiền dưỡng lão có thể trở thành khủng hoảng xã hội nghiêm trọng, nhưng lại không thu hút sự chú ý của đất nước. Hắn tuy nhiều lần đệ trình kiến nghị, nhưng không hề được tiếp nhận ý kiến, cuối cùng thành họa lớn. Nếu không có sự phân bố khắp nước của thành viên chính trị của Hạ Tưởng, khi khủng hoảng bùng phát, nghĩa vụ tiếp nhận vô điều kiện không ít người già mất đi tiền dưỡng lão, Trung Quốc có khả năng không thể qua được đợt khủng hoảng mang tính toàn quốc nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp dựng nước. Chính ngay dưới một tiếng mệnh lệnh của Hạ Tưởng, mấy viện dưỡng lão trong nước đồng loạt mở rộng, mở to cửa, để đón nhận vô số người già không nơi nương tựa lại mất đi tiền dưỡng lão không đến nỗi không có cơm ăn không có đồ mặc, mới tránh được đợt khủng hoảng mang tính toàn quốc. Nhưng ở hiện tại, Hạ Tưởng cũng không sáng suốt dự kiến được, không thể nói trước sau này sẽ xảy ra việc gì, nhưng lòng tốt của hắn lại có được báo đáp, một lần nữa chứng minh chân lý đơn giản đời người là một hạt giống, gieo xuống hạt giống gì, sẽ có được quả đó. Bữa tiệc nhà họ Hạ, tổ chức tương đối thành công. Hạ Thiên Thành và Trương Lan nụ cười như hoa nở, cứ ở mãi trên gương mặt, không chỉ Hạ Tưởng và Hạ An khiến họ tự hào, Tào Thù Lê và Liên Nhược Hãm cũng khiến ông bà vô cùng vui mừng, càng khiến ông bà vui hơn nữa chính là Hạ Đông và Liên Hạ giống như anh em song sinh vậy, anh đuổi em rượt, không ngừng đùa giỡn, thân mật vô cùng, khiến người khác nhìn mà yêu mến trong lòng. Hạ Thiên Thành nhỏ giọng nói với Trương Lan, tôi thấy Hạ Đông lớn lên có thể làm quan, Liên Hạ rất nho nhã. Nói không chừng có thể làm chủ tịch hội đồng quản trị. Tôi thấy chưa chắc, tôi lại cảm thấy Hạ Đông thích nghiên cứu, nó có thể kiềm chế được tính khí, nếu làm ăn chắc chắn sẽ thành công. Liên Hạ đi đứng vững vàng, giống như nền tảng làm quan. Hai người đều không đoán đúng, nhưng bất luận họ đoán đúng hay sai, nhiều năm sau, Hạ Đông và Liên Hạ đều thành công trong sự nghiệp, tuy không so được với thành tựu của Hạ Tưởng, nhưng cũng là độ cao mà nhiều người không thể với tới. Không nói đến bữa tiệc gia đình hôm nay do thiện tâm của Liên Nhược Hãm mà có thu hoạch lâu dài, chính thu hoạch ngay sau đó cũng vô cùng to lớn, Vương Đoan Kiệt và Võ Ái Chu lập tức bày tỏ với Hạ Tưởng, dựa vào Cao Tấn Chu sắp hết nhiệm kỳ, Cao Tấn Chu mà đi, tỉnh Yến sẽ bước vào thời kỳ mới, nhưng sức ảnh hưởng công khai và âm thầm của Hạ Tưởng vẫn còn, lại thêm vào Cao Tấn Chu đã ám chỉ trước dòng chính của ông sau ông có thể theo sát bước đi của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng qua tiếp xúc cũng đồng ý cách đối nhân xử thế của Vương Đoan Kiệt và Võ Ái Chu. Thêm vào hai người tuổi cũng không quá lớn, trên quan trường vẫn còn không gian có thể thăng tiến, liền thu nhận hai người. Đồng nghĩa với việc tổ chức thành viên chính trị của Hạ Tưởng thêm vào hai sinh lực. Lúc trước ở Bắc Kinh, Ngô Tài Dương từng có gợi ý với Hạ Tưởng, hy vọng tương lai không xa, Hạ Tưởng có thể tiếp quản thế lực nhà họ Ngô. Nói theo nghĩa hẹp. Thế lực nhà họ Ngô là lực lượng một tay ông cụ Ngô và Ngô Tài Dương nuôi dưỡng, như mấy người Cao Tấn Chu, Vu Phổn Nhiên. Nói theo nghĩa rộng, thế lực nhà họ Ngô còn bao gồm lực lượng dòng chính nhà họ Ngô bồi dưỡng ở khắp nơi, ví dụ như bố cục nhiều năm ở thành phố Yến của Vu Phổn Nhiên, như thân tính Cao Tấn Chu đề bạt ở tỉnh Yến, như Vương Đoan Kiệt và Võ Ái Chu ở trước mắt. Cứ thế này đẩy mạnh tiếp, tương lai, di sản chính trị để lại cho Hạ Tưởng sẽ lớn mạnh như thế nào? E rằng đến bản thân Hạ Tưởng cũng không tưởng tượng ra. Buổi tiệc gia đình kết thúc, Hạ Tưởng bày tỏ sự cảm ơn đối với Vương Đoan Kiệt và Võ Ái Chu. Vương Đoan Kiệt và Võ Ái Chu đi theo Hạ Tưởng suốt cả buổi tiệc gia đình, trong lòng hiểu Hạ Tưởng đã hoàn toàn thu nhận bọn họ rồi, đương nhiên vui mừng nhảy nhót,
biết đến lúc nên cáo từ, bèn tiễn Hạ Tưởng cùng về đến tiểu khu nhất kiến, cũng không vào nhà, liền đi ngay, để lại không gian cho người nhà Hạ Tưởng đoàn tụ. Người đông quá, trong nhà không chứa hết, Hạ Tưởng bèn bảo Đường Thiên Vân đặt khách sạn. Cuối cùng sau một hồi thảo luận sôi nổi, quyết định Hạ Tưởng ở lại nhà, Liên Nhược Hạm và Tào Thù Lê cùng với Ngô Liên Hạ, Hạ Đông, Liên Tâm ở khách sạn, cuối cùng Liên Nhược Hạm nói gì cũng phải kéo theo Trương Lan, Hứa Ninh đi khách sạn ở, Trương Lan không ngăn nổi nhiệt tình của Liên Nhược Hạm, đành cười gật đầu. Kết quả chính là, toàn bộ mấy người phụ nữ đều vào khách sạn, toàn bộ đàn ông nhà họ Hạ ở nhà, lần tụ họp khó quên nhất cũng là số người đông đủ nhất trong lịch sử nhà họ Hạ, mãi mãi khắc ghi trong truyện ký nhà họ Hạ. Sáng sớm hôm sau, Hạ Tưởng dậy thật sớm, sắp xếp lần du lịch quy mô lớn nhất cho nhà họ Hạ, tuy rằng không phải đi xa, nhưng công việc chuẩn bị không hề ít, tổng cộng huy động 6-7 chiếc xe hơi, ngoài cảnh vệ và tài xế của hắn ra, người đi cùng và trợ lý của Liên Nhược Hạm cũng không ít, 6-7 chiếc xe miễn cưỡng đủ dùng. Vương Đoan Kiệt và Võ Ái Chu vô cùng biết điều không lộ diện nữa. Hạ Tưởng gác lại tất cả công việc, cùng cha mẹ đi vòng quanh nơi gần Đan Thành. Những người già không mấy hứng thú với phong cảnh và đi ra ngoài, chỉ cần con cháu vui vẻ, họ cũng vui rồi. Chủ yếu là có thể ở cùng Hạ Đông, Liên Hạ, Hạ Thiên Thành và Trương Lan không lúc nào là không cười đến không khép được miệng. Hạ Đông và Liên Hạ lâu rồi không đi chơi cùng, hai tên nhóc đều hơi giống người nổi điên, hăng say chơi, tiếng cười vui vẻ vang lên khắp mọi nơi dừng chân. Hạ Tưởng cố ý khiêm tốn ra ngoài, không hề huy động xe cảnh sát mở đường. Nhưng đến mỗi nơi vẫn thu hút sự chú ý của vô số người, không nói đến vẻ mặt đầy cảnh giác của cảnh vệ và những chiếc xe hơi bình thường khó thấy, chỉ sự xuất hiện cùng lúc của mấy người phụ nữ khiến người khác kinh ngạc, cũng khiến không ít người vây lại nhìn. Đan Thành từ xưa đã có mỹ nữ, nhan sắc của Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạp, không hề thua kém phụ nữ Đan Thành trong thành cổ ngàn năm thai nghén ra, thậm chí không hề nói quá, mỹ nữ Đan Thành bình thường trước mặt Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạp. Chắc chắn sẽ ủ ê chán trường, không nói hai người vốn dĩ đã là dung nhan tuyệt sắc, chỉ riêng xuất thân từ gia đình quyền quý, lại trải qua vô số sự đời. Phu nhân chủ tịch tỉnh và thân phận nhà giàu ẩn hình số một thế giới, khiến khí chất hai người vượt xa mọi người, người bình thường sao có thể so sánh. Nhan sắc trời cho, khí chất lớn lên mới thành, người có nhan sắc trời cho thì nhiều, người có khí chất khi lớn lên thì ít. Có nhan sắc trời cho lại không có tài năng, lại không có cơ hội. Các cô gái hướng dẫn thang máy, tiếp khách khách sạn chính là như vậy. Thậm chí người ham chuộng hư vinh lại không có khả năng kiếm tiền, bán rẻ cơ thể cũng không ít. Người phụ nữ sở hữu nhan sắc trời cho, chỉ có số ít đi vào giới nghệ thuật, trở thành cái gọi là nữ minh tinh, cuối cùng cũng chìm nổi trong vòng mấy hồi, rồi hầu hết kết hôn với thương nhân. Cuối cùng phụ nữ có nhan sắc có thể gả cho người đàn ông thành công nhất trong đời chỉ có đếm trên đầu ngón tay, có được cuộc sống cao cấp nhất. Sau đó dưới sự tiêm nhiễm của người đàn ông thành công, dưới sự đóng kết của tuổi tác, tao nhã vô cùng, khí chất thăng hoa, đồng thời ung dung hào hoa. Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm nằm trong số phụ nữ đẹp không nhiều trên đời, là phụ nữ xuất thân cao quý cao cấp nhất hiếm thấy nhất đồng thời sở hữu sự tao nhã vô cùng, trải qua đời người hoàn mỹ mà tất cả phụ nữ trong thế gian đều ngưỡng mộ mới thấy. Thời gian một ngày, nháy mắt là hết, buổi tối, Hạ Tưởng lại cùng cha mẹ đi ăn một bữa tiệc gia đình. Xem như bữa tiệc gia đình thực sự, là bữa cơm vô cùng phong phú do toàn bộ bốn người Trương Lan, Tào Thù Lê, Liên Nhược Hạm và Hứa Ninh xuống bếp dày công chuẩn bị. Bếp trưởng là Tào Thù Lê. Nếu so về nấu ăn, mấy người quả thật đều không bằng tay nghề của Tào Thù Lê, ngay cả Trương Lan đã nấu cơm cả đời cũng phải bái phục. Liên Nhược Hạm tự biết mình mãi không bằng Tào Thù Lê, dứt khoát chỉ làm người phụ. Hứa Ninh tay nghề cũng không ổn. Cũng giống như đàn ông làm quan cần có thiên phú nhất định, phụ nữ nấu ăn, cũng cần thiên phú, không phải tất cả phụ nữ đều xào được món ngon, có vài phụ nữ, cả đời họ khó có được tiến bộ trong sự nghiệp nấu ăn. Nhưng lại không thể không nói, người phụ nữ không giữ được dạ dày của đàn ông, là người phụ nữ đáng thương. Thời gian vui vẻ cứ luôn ngắn ngủi, ngày hôm sau, Hạ Tưởng lưu luyến chia tay người nhà, trở về thành phố Yến. Chỉ ở nhà hai ngày, dường như thời gian rất ngắn. Trên thực tế, hắn đã cố hết sức tranh thủ thời gian ở cùng người nhà, bởi vì quốc khánh năm nay đối với hắn mà nói, vô cùng quan trọng, là kỳ nghỉ bận rộn nhất. Khi hắn đoàn tụ với người nhà ở Đan Thành, Bành Vân Phong, Trần Thiên Vũ và Lý Thấm, Quý Như Lan đã bắt tay vào chuẩn bị các công việc,
từ liên lạc hàng ngũ đến sắp xếp chỗ ở, đang khẩn trương chuẩn bị đại hội thành viên nòng cốt hạ tưởng lần thứ nhất. Nói chính xác, là đại hội toàn thể thành viên nòng cốt hạ tưởng, là đại hội hai hợp làm một trước nay chưa từng có của thành viên chính trị và thành viên kinh tế. Hơn nữa điều không để người khác biết là, ngoài thành viên chính trị và thành viên kinh tế tụ hội, còn có một bộ phận quân đội cao tầng tham dự. Tuy rằng quân đội cao tầng tham dự hội nghị với thân phận bí mật, đồng thời sẽ không mặc quân phục xuất hiện, nhưng là nhân vật trung tâm trong vòng tròn hạ tưởng, Bành Vân Phong và Quý Như Lan lại rất rõ, quân đội cao tầng bất luận là tham dự với hình thức nào, đều là sự ủng hộ kiên định nhất đối với hạ tưởng, cũng là hành động tỏ rõ lập trường chính trị. Liên tưởng đến đại hội 18 sắp sửa tổ chức, hạ tưởng lúc này tổ chức một cuộc tụ họp kiểu đại duyệt sinh toàn thể thành viên nòng cốt, hơn nữa còn chọn bên sông Hạ Mã của thành phố Yến cách Bắc Kinh rất gần, ý nghĩa trong đó vô cùng sâu xa. Dụng tâm của hạ tưởng không cần thể hiện rõ, Bành Vân Phong chúng có thể đoán được gần 10 phần, anh hiểu được sự tinh túy trong suy nghĩ của hạ tưởng hơn Trần Thiên Vũ và Quý Như Lan. Cho nên nói Bành Vân Phong là quản gia số một bên cạnh hạ tưởng, anh và hạ tưởng tuy xa cách nhiều năm, nhưng sự trung thành của anh đối với hạ tưởng và sự phỏng đoán đối với suy nghĩ hạ tưởng, ngoại trừ Đường Thiên Vân có thể so sánh ra, những người khác đều không thể đạt tới độ cao của anh. Giống như Bành Vân Phong dự đoán, hành động này của hạ tưởng có ba ý nghĩa quan trọng. Thứ nhất, cũng là xuất phát điểm căn bản nhất, trước đại hội lần thứ 18, toàn thể những thành viên nòng cốt sẽ tiến hành một lần đại kiểm duyệt đại duyệt binh, để sau khi đại hội lần thứ 18 diễn ra sẽ căn cứ biến động của chính cục trong nước, nhằm vào phương hướng phát triển của toàn thể thành viên nòng cốt cũng như của từng cá nhân riêng biệt để có những điều chỉnh kịp thời tiếp theo. Thứ hai, Chủ tịch tỉnh Hạ cũng mượn hành động này để xem xét ý đồ phản ứng của những cán bộ cấp cao ở Bắc Kinh. Mở một cuộc họp lớn như vậy, coi như là có bí mật đi chăng nữa, có phong tỏa tin tức đi chăng nữa cũng khó tránh khỏi việc bị lãnh đạo Trung ương phát hiện, nhưng bây giờ vào đêm trước khi đại hội lần thứ 18 diễn ra, chắc chắn sẽ có nhiều người có ý định trực tiếp lộ diện quấy rối hoặc kêu dừng lại, cũng có nghĩa là giai đoạn hiện tại chính là thời gian thoải mái nhất dưới sự quản lý nghiêm ngặt, lợi dụng thời gian này để mở cuộc họp lớn. Chủ tịch tỉnh Hạ đã rất thông minh với sự lựa chọn này, điều mà hắn muốn là từ các phản ứng thế lực các bên quyết định lập trường chính trị của hắn sau này. Thứ ba, Chủ tịch tỉnh Hạ cũng đang kiểm tra xem lập trường của những thành viên nòng cốt có kiên định hay không, cũng như kiến thức chính trị có đạt yêu cầu hay không. Thứ nhất, ai được mời tham dự cuộc họp, sẽ được gia nhập vào những thành viên hạt nhân của Chủ tịch tỉnh Hạ sau này. Thứ hai, những người này có thể tự đông đủ trong thời kỳ nhạy cảm này cũng một phần kiểm tra trí tuệ chính trị của họ, ai đến thì người đó sẽ là một thành viên nòng cốt có lập trường kiên định, nếu ai viện lý do không đến, sau này nếu như không bị loại ra khỏi thành viên hạt nhân thì tiền đồ chính trị cũng sẽ không sáng sủa gì. Có thể nói, đại hội lần này là đại hội để kiểm tra xem sức ảnh hưởng của Chủ tịch tỉnh Hạ trong nước như thế nào, đồng thời cũng là một đại hội kiểm tra xem độ trung thành chính trị của những thành viên nòng cốt. Đây là một đại hội có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hơn nữa, theo lời của Bành Vân Phong, đây cũng là một đại hội sẽ được ghi vào sách sử. Đối với những phán đoán của Bành Vân Phong, hạ tưởng hoàn toàn không biết, cho dù biết cũng sẽ không phát biểu ý kiến của mình, bây giờ hắn vẫn không biết là đại hội đã được chuẩn bị như thế nào rồi, vì hắn còn có việc khác đang cần xử lý. Hạ tưởng một mình đi ra khỏi thành phố, hắn đến thành phố Yến vào đúng giờ trưa. Hắn dừng chân ở đây và ăn cơm trưa trong công viên rừng rậm. Công viên rừng rậm bây giờ náo nhiệt hơn so với lúc trước rất nhiều, diện tích còn tăng lên gấp đôi, trở thành một cảnh quan nổi tiếng của thành phố Yến, nó cũng được gọi là lá phổi của thành phố Yến. Sở Tử Cao tiếp đón Hạ Tưởng rất nhiệt tình. Sở Tử Cao ở tỉnh Yến này đã được mười mấy năm, trước khi gặp Hạ Tưởng, ông muốn quay về lại tỉnh sở quê hương, nhưng sau khi gặp Hạ Tưởng thì việc làm ăn của ông ở đây càng lúc càng thuận lợi. Nên ông đã coi tỉnh Yến là quê hương thứ hai của mình. Tỉnh Yến là quê hương thứ hai, Hạ Tưởng lại là quý nhân đầu tiên trong đời ông. Cho dù là từ trước đến giờ Hạ Tưởng chưa đưa ra bất kỳ yêu cầu gì với ông cả, cũng không nhờ vả gì ông cả, nhưng Sở Tử Cao cũng không phải là người vong ân bội nghĩa, ông vẫn âm thầm tích góp một số tiền, đợi thời cơ thích hợp sẽ tặng cho Hạ Tưởng để báo đáp những giúp đỡ và chỉ bảo của Hạ Tưởng trong những năm qua đối với ông. Hạ Tưởng cũng rất có tình cảm với Sở Tử Cao, không chỉ vì Sở Tử Cao là người giới thiệu giữa hắn và Tào Thù Lê, mà lúc bắt đầu con đường quan trường của mình, Sở Tử Cao cũng đã có giúp đỡ hắn, tuy là không nhiều nhưng tình cảm giúp nhau lúc hoạn nạn làm hắn khó mà quên được.
Hạ Tưởng là một người luôn nhớ những ân tình cũ, cũng là một người coi trọng tình cảm, hắn vừa gặp Sở Tử Cao đã liền bắt tay ông ta rồi xúc động nói. Tử Cao, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chủ tịch Tỉnh Hạ, tôi đã rất mong anh đến, mong chăng mong sao, nếu không được nhìn mặt anh thì có chết cũng không yên lòng. Sở Tử Cao hơi xúc động nên nói hơi quá lời. Hạ Tưởng hiểu được sự xúc động này của ông ta, tình sâu nghĩa nặng nói. Nói thật, Tử Cao, tôi cũng nhớ người bạn cũ anh lắm. Mười mấy năm rồi, tôi vẫn nhớ những giúp đỡ anh dành cho tôi trong những năm đó, nhớ đến Sở Phong Lâu của anh, tôi vẫn nói với Thủ Lê rằng, Tử Cao là bà mối của chúng ta. Tục ngữ nói quý nhân hay quên chuyện, Sở Tử Cao không ngờ một chủ tịch Tỉnh như Hạ Tưởng không chỉ đối xử tốt với mình như lúc trước mà còn gần gũi thân thiện như vậy, hơn nữa một chút chuyện nhỏ năm đó đến giờ hắn vẫn còn nhớ, đặc biệt là cách nói bà mối, đã kéo lại khoảng cách mười mấy năm cách biệt giữa hai người, điều này làm ông xúc động vô cùng, không kiềm được liền nói. Chủ tịch Tỉnh Hạ, khó mà được anh còn nhớ những chuyện năm đó, tôi. Sở Tử Cao đã thật sự cảm động. Ông quyết định sẽ làm cho Chủ tịch Tỉnh Hạ một việc làm to lớn trong khả năng. Sở Tử Cao vào Nam ra Bắc, vẫn luôn là một người làm ăn khôn khéo, từng trải nhiều, không tin rằng trên đời này có chân tình và tình bằng hữu nữa, đặc biệt là không tin tưởng giữa quan chức và thương nhân có tình hữu nghị không lẫn tạp chất. Bây giờ lại tin rồi, giữa Hạ Tưởng và ông, mấy năm như vậy vẫn luôn duy trì tình hữu nghị quân tử nói chuyện như nước, khiến nội tâm khô cạn của y rốt cuộc có được sự cảm động lâu ngày không gặp. Sở Tử Cao cung kính nhưng không kém nhiệt tình đón Hạ Tưởng vào trong, Tào Thù Lê, Liên Nhược Hạm đều chủ động bắt tay với Sở Tử Cao, Sở Tử Cao càng dâng trào cảm xúc, thật lâu không thể đè nén sự kích động trong lòng, đặc biệt là một câu nói của Tào Thù Lê, càng khiến ông suýt nữa không chí khí rơi nước mắt. Chú Sở, cháu vẫn cứ nhớ món ăn bảng hiệu của Sở Phong Lâu, không biết bây giờ còn có thể ăn được không? Có thể, chắc chắn có thể, tôi tự mình xuống bếp. Thiên Kim tiểu thư của bí thư Tỉnh ủy, phu nhân chủ tịch Tỉnh, mơ hồ như vẫn như nữ sinh trẻ trung năm đó vậy, nhưng thân phận thì lại khác rất lớn, lại mở miệng gọi ông là chú Sở, sao có thể không khiến Sở Tử Cao vừa mừng vừa lo. Điều càng khiến Sở Tử Cao suýt nữa không đứng vững là, Liên Nhược Hạm cũng nhẹ nhẹ nắm lấy tay ông. Tôi cũng nhớ rất rõ món ăn bảng hiệu đặc sắc Sở Phong Lâu của chú Sở. Sở Tử Cao không quá hiểu chính trị, nhưng thành phố Yến cách Bắc Kinh quá gần. Đối với biến động nhỏ của Bắc Kinh, ông nghe quen tai, nhìn quen mắt, cũng biết được Liên Nhược Hạm ở trước mắt là người thế nào, càng biết Ngô Tài Dương bước tiếp theo sắp sửa bước vào vũ đài chính trị cao nhất trong nước. Hay quá, con gái của người lãnh đạo quốc gia cũng mở miệng gọi ông là chú, ông may mắn làm sao? Sở Tử Cao gần như nói không nên lời, cảm giác ông sống mấy chục năm xem như uổng phí, đầu óc choáng váng, gần như đứng không vững. Đợi sau khi hàng người Hạ Tưởng lần lượt vào nhà hàng, Sở Tử Cao mới tỉnh táo lại, cuống lên chạy vào bếp, đẩy bếp trưởng ra một cái, cởi đồ sắn tay áo tự mình ra tay. Hôm nay tôi làm bếp trưởng. Sở Tử Cao năm đó cũng xuất thân đầu bếp nhưng đã nhiều năm chưa làm bếp trưởng, hành động của ông khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc há mồm trợn mắt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đến khi Sở Tử Cao mệt đến nỗi mồ hôi đầy đầu, đem mấy món bảng hiệu của Sở Phong Lâu vừa mang lên cho bàn mấy người Hạ Tưởng, Hạ Tưởng nhìn Sở Tử Cao gật gật đầu. Vất vả quá Tử Cao, khiến anh tự mình xuống bếp tôi rất cảm động. Một câu nói khiến Sở Tử Cao cảm thấy vất vả và cố gắng của ông đều đáng giá. Điều càng làm ông vui mừng là, tay nghề làm bếp của ông có được sự đồng nhất ca ngợi của Tào Thù Lê, Liên Nhược Hạm, rất nhanh liền vét sạch món của ông, khiến ông mãn nguyện vô cùng, cảm giác trong lòng vui hơn cả khi kiếm được 100 triệu. Có lẽ là mối tình đầu xúc động nhất, hồi ức cũng ngọt ngào nhất, Liên Nhược Hạm. Tào Thù Lê thưởng thức hết đồ ăn ngon của thế giới thật sự thích mấy món ăn mà Sở Tử Cao đích thân làm, dường như thời gian trôi qua, ngày xưa tái hiện. Nhớ năm đó, Tào Thù Lê và Hạ Tưởng lần đầu quen nhau, gặp nhau ở Sở Phong Lâu. Nhớ lúc Đỗ Liên Nhược Hạm bình món bảng hiệu của Sở Tử Cao ở Sở Phong Lâu, một lời làm tỉnh Sở Tử Cao, khiến Sở Tử Cao được lợi không ít, hơn nữa đặt nền móng cho việc làm ăn thịnh vượng của Sở Tử Cao sau này. Thành phố Yến là nơi Hạ Tưởng và Tào Thù Lê lần đầu quen nhau, cũng là nơi mối tình đầu của Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm. Rất nhiều hồi ức và điều tốt đẹp của Liên Nhược Hạm mà Sở Tử Cao là người bạn quen biết đầu tiên nhất khi Hạ Tưởng khởi bước. Giúp đỡ của ông đối với Hạ Tưởng tuy không nhiều, nhưng cũng đem đến bước chạy lấy đà cho sự cất cánh của Hạ Tưởng. Cuộc tụ họp hôm nay thật nhiều xúc động và dư vị của đời người.
Hạ Tưởng mời Sở Tử Cao vào ngồi rồi hỏi Sở Tử Cao vài chuyện liên quan đến làm ăn và dự định về sau, giống như tán gẫu việc nhà vậy, giọng điệu thân thiết và thoải mái. Sở Tử Cao dần dần thả lỏng, ông trước đây hễ gặp quan lớn quan nhỏ là căng thẳng, vì sợ không biết đối phương sẽ hung hăng mở miệng đề xuất yêu cầu quá đáng gì, hễ gặp Hạ Tưởng là cũng căng thẳng, cứ toàn nghĩ làm gì đó cho Hạ Tưởng, lại không dám mở lời, sợ Hạ Tưởng phê bình ông. Khoảng cách giữa người và người quá lớn, khoảng cách giữa quan lớn với quan lớn, cũng là một trời một vực, ưu tư Sở Tử Cao vẫn luôn ấp ủ lâu nay, rốt cuộc đợi khi gặp được Hạ Tưởng, cũng nói ra. Tôi và Chủ tịch tỉnh Hạ biết nhau mười mấy năm, cảm ơn sự quan tâm mấy năm nay của lãnh đạo, tôi vẫn luôn rất áy náy không thể làm gì cho lãnh đạo, tặng tiền thì tầm thường quá, quà cáp gì cũng không diễn đạt được sự cảm kích của tôi đối với lãnh đạo. Hôm nay tôi bạo gan đưa ra một yêu cầu cho lãnh đạo. Xin lãnh đạo chỉ thị. Hạ Tưởng hiểu ý Sở Tử Cao, liền khẽ gật đầu. Có lời cứ nói, Tử Cao, không phải người ngoài. Sở Tử Cao lấy hết dũng khí. Mấy năm nay tôi dưới sự chỉ bảo của Chủ tịch tỉnh Hạ, dưới sự chỉ dạy của Tổng Giám đốc Liên, cũng kiếm được ít tiền, tuy không nhiều, nhưng cũng muốn làm gì đó cho xã hội. Mười mấy năm nay, mỗi năm tôi đều lấy ra mấy trăm ngàn để dành lại, nói một câu không hay. Thật ra là tôi muốn để dành cho Chủ tịch tỉnh Hạ, đợi Chủ tịch tỉnh Hạ khi nào cần, thì rút hết toàn bộ. Tôi đã tính, trong tài khoản ít ra cũng chục triệu rồi, tôi nghĩ là lúc rút ra rồi, xin Chủ tịch tỉnh Hạ cho ý kiến. Lời của Sở Tử Cao nói rất dễ nghe, thật ra vẫn là có ý đưa chục triệu cho Hạ Tưởng toàn quyền xử lý, tuy không nói rõ là tặng lễ, thật ra cũng chẳng khác gì tặng lễ. Chục triệu tuy không ít. Nhưng so với cái lợi Sở Tử Cao có được từ sự giúp đỡ của Hạ Tưởng mà mở rộng làm ăn, quả thật lại không phải là nhiều. Lại không phải Sở Tử Cao keo kiệt, mà là ông sợ đưa ra quá nhiều, sẽ khiến Hạ Tưởng trách cứ ông. Nhưng quá ít, lại không làm được, bèn chọn con số trung bình. Sở Tử Cao cho rằng Hạ Tưởng sẽ từ chối vài câu, sau đó sẽ bảo ông chuyển tiền cho quỹ gì đó, không ngờ Hạ Tưởng lại hầu như không do dự, mở miệng nói. Khó mà Tử Cao có được tấm lòng vì nước vì dân, chục triệu, tôi thay những người già cô đơn nhận lấy. Sở Tử Cao ngẩn người. Hạ Tưởng lại nói. Đưa ra chục triệu xây dựng một viện dưỡng lão, Tử Cao, người dân thành phố Yến mãi mãi ghi nhớ việc thiện của anh. Sở Tử Cao sau một hồi không nói nên lời, trong lòng vừa hổ thẹn, vừa cảm động, hổ thẹn là qua nhiều năm như vậy mà ông vẫn chưa nhìn rõ cách làm người của Hạ Tưởng, cho rằng Hạ Tưởng đúng là người ham tiền. Cảm động là, Chủ tịch tỉnh Hạ bề ngoài là nhận của ông chục triệu, chịu ân tình của ông, thật ra là vẫn suy nghĩ cho ông, để tiền của ông tiêu đúng chỗ, tiêu ở chỗ cần thiết, đồng thời tạo tiếng từ thiện cho ông. Sở Tử Cao đứng dậy, rót một ly rượu trắng đầy. Tôi kính Chủ tịch tỉnh Hạ, Tổng Giám đốc Tào, Tổng Giám đốc Liên một ly. Lời vừa dứt, ba người uống cạn ly rượu trắng. Hạ Tưởng cũng uống nửa ly rượu trắng, hắn biết. Sở Tử Cao chắc chắn sẽ thực hiện nghiêm túc đề nghị của hắn. Quả thật, đoàn Hạ Tưởng buổi chiều rời khỏi thành phố Yến, tối đó, Sở Tử Cao liền chọn xong địa điểm và điều động tiền vốn, còn chủ động thêm vào 5 triệu, tổng cộng là 15 triệu xây dựng một viện dưỡng lão thiết bị đầy đủ nhất, chức năng hoàn thiện nhất. Tên của viện dưỡng lão Sở Tử Cao cũng đã nghĩ xong, ngôi nhà lý tưởng, ngụ ý là ngôi nhà lý tưởng của các cụ già có chỗ ở, được chăm nuôi. Đoàn Hạ Tưởng dùng cơm ở thành phố Yến xong, cũng không dừng lại, mà lái xe chạy thẳng về Bắc Kinh, lúc đi qua sông Hạ Mã, nhìn thấy nước sông Hạ Mã mênh mông cuồn cuộn, tâm tình Hạ Tưởng nhất thời bay xa, tự dưng nhớ lại ngày tháng tình cảm mãnh liệt năm đó ở quận Hạ Mã. Nước sông Hạ Mã, chảy không ngừng mười mấy năm, con đường làm quan của Hạ Tưởng, cũng vang tiếng hát thẳng tiến mười mấy năm. Nhìn xa xa tòa nhà đế vương của tập đoàn Tề Thị, tên tuy hơi tầm thường. Nhưng dưới sự kiên trì của Tề Á Nam, nhất định đổi thành tòa nhà đế vương, vừa nghĩ đến mấy người Bành Phong Vân đang bận rộn đại sự, Hạ Tưởng khẽ cười, đợi khi hắn từ Bắc Kinh trở về quận Hạ Mã, đợi đến dịp hắn một lần nữa đứng ở bờ sông Hạ Mã, đã khác ngày xưa, bản đồ quy hoạch 10 năm không phải tỉnh Yến, cũng không phải tỉnh Tây, mà là cả nước. Lúc sắp đến Bắc Kinh, vừa qua đường cao tốc, Hạ Tưởng lại nhận được một cuộc gọi bất ngờ. Chào Chủ tịch tỉnh Hạ. Tôi là Lưu Nhất Lâm. Lưu Nhất Lâm, suy nghĩ của Hạ Tưởng nhanh chóng sắp xếp, nói. Chào thị trưởng Lưu. Lưu Nhất Lâm dường như chần chừ một chút mới nói. Chủ tịch tỉnh Hạ, tôi có một chuyện muốn gặp nói chuyện với anh, không biết anh khi nào có thời gian.
tôi bây giờ đang ở Bắc Kinh. Tôi cũng vừa đến Bắc Kinh. Hạ Tưởng nghĩ ngợi, không biết Lưu Nhất Lâm tìm hắn có việc gì, tuy nhiên hắn và Lưu Nhất Lâm suy cho cùng là bạn cũ, bèn nói. Thế này, cô đợi điện thoại của tôi. Được, chuyện thật sự rất quan trọng, hy vọng Chủ tịch tỉnh Hạ suy nghĩ kỹ yêu cầu của tôi. Lưu Nhất Lâm lại cố tình nhấn mạnh một câu. Hạ Tưởng trong lòng khó chịu, Lưu Nhất Lâm vội gặp mặt hắn, là ý gì? Tuy nhiên chỉ nghĩ sơ qua, rồi lại vứt sang một bên, bởi vì, xe đã chạy vào tiểu khu Tàu Vĩnh Quốc ở. Liên Nhược Hạm lại không đi cùng, sau khi xuống đường cao tốc, liền chia tay Hạ Tưởng đến nhà họ Ngô. Tàu Vĩnh Quốc sống trong khu nhà ở của Mặt trận Tổ quốc, là một khu nhà nhiều tầng, lầu trên lầu dưới tổng cộng hơn 300 mét vuông, không phải biệt thự, mà là hơn hẳn biệt thự. Đúng ra thời gian Tàu Vĩnh Quốc điều đến Bắc Kinh cũng không ngắn, nhưng Hạ Tưởng vẫn là lần đầu tiên đến nhà mới. Vợ chồng Tào Thù Quân cũng có đó. Lại là một lần đoàn tụ gia đình lớn, trình độ thay đổi nhân vật của Hạ Đông rất cao, vừa đóng vai một đứa cháu đáng yêu nghịch ngợm trước mặt ông nội bà nội, lại lắc mình trở thành một đứa cháu ngoại ai thấy cũng thương trước mặt ông ngoại bà ngoại. Vương Vu Phân trạng thái tinh thần không tồi, vẫn vô cùng thương yêu Hạ Tưởng như trước, là thái độ điển hình nhìn con rể càng nhìn càng thích của cha mẹ vợ. Tào Thù Quân cùng với sự tăng lên của tuổi tác, điềm đạm hơn trước rất nhiều, không giống với vẻ ngạo mạn lúc trước nữa, gặp Hạ Tưởng vô cùng cung kính, chỉ gọi một tiếng anh rể, rồi không nói nữa. Tào Vĩnh Quốc mặt mày hồng hào, đắc ý nói với Hạ Tưởng về sự tiến bộ của ông trong thư pháp, cùng với việc ông lại kết giao thêm được mấy nhà thư pháp trong giới thư pháp ở Bắc Kinh, vv, nói chung ông đã hoàn toàn thích ứng vai trò mới, không cô đơn và bất lực như những bí thư tỉnh ủy khác sau khi rút lui, mà tinh thần sung mãn, cuộc sống đầy đủ, trái lại thể xác tinh thần đều khỏe mạnh hơn mấy phần so với trước khi lui về. Hạ Tưởng tự đáy lòng thấy vui thay cho cha mẹ vợ, già rồi, có tiếc quyền không buông thì có thể nắm được bao nhiêu năm. Sớm muộn cũng phải buông tay, sớm buông sớm bớt lo, nói không chừng có thể sống lâu vài năm. Cả nhà hòa thuận vui vẻ cùng ngồi uống trà nói chuyện, là lần đoàn viên hiếm gặp trong mấy năm nay, đang vui vẻ, đột nhiên nghe có người gõ cửa. Tào Vĩnh Quốc vẻ mặt kinh ngạc nói. Ai tới góp vui đây? Bình thường chỗ mình không nhiều khách. Mở cửa ra, Tào Vĩnh Quốc lập tức ngẩn người, đứng trước của không phải là một hai người, mà là tới mấy người. Hạ Tưởng cũng ngây người, người đến. Hắn đều biết cả, hắn liền biết, lại là một lần tụ họp náo nhiệt chưa từng có. Hạ Tưởng và Tào Vĩnh Quốc có rất nhiều bạn chung, dù sao đều là khởi bước từ thành phố Yến, dựa thế tỉnh Yến, và bước hướng ra phía cả nước. Mấy người đứng trước cổng, nếu như nói Trần Phong trước mặt không làm cho Hạ Tưởng ngạc nhiên, thì mấy người phía sau, liền khiến cho Hạ Tưởng có ý ngạc nhiên, không phải ngạc nhiên vì mấy người đến, mà là ngạc nhiên vì mấy người sao lại tụ tập cùng một chỗ. Trần Phong đứng trước nhất đã lùi về tuyến 2, mấy người cùng đi cũng không chú ý sắp xếp thứ tự phía sau ông là Diệp Thạch Sinh. Cấp bậc của Diệp Thạch Sinh cao hơn so với Trần Phong. Nếu Diệp Thạch Sinh xuất hiện chỉ khiến Hạ Tưởng hơi kinh hãi. Như vậy Tiền Cẩm Tùng phía sau Diệp Thạch Sinh khiến cho Hạ Tưởng giật mình kinh sợ, sao mà Tiền Cẩm Tùng cũng đến đây. Lại nhìn phía sau của Tiền Cẩm Tùng, là Tống Chiêu Đô, Hình Đoan Đài, Lộ Uyên Nguyên, Hồ Tăng Chu, thậm chí còn có Phương Tiến Giang, Hạ Tưởng liền bừng tỉnh hiểu ra, cuối cùng hiểu rõ gì đó, lại vui mừng mà mỉm cười. Nếu mà có thêm Mai Thái Bình và Phó Tiên Tiên cũng xuất hiện, thì gần như là đến đủ. Chính là nhóm tỉnh Yến đã từng đề cập trên quan trường trong nước nhưng lại không ra trò chống gì. Cũng quả thật, tất cả mọi người đều xuất thân từ quan lớn tỉnh Yến, nhưng đa số đều từng trải qua tại tỉnh Yến, không phải tất cả đều là người của tỉnh Yến. Nhưng lại không thể không nói, Tống Triệu Đô, Lý Đinh Sơn, còn cả Hạ Tưởng và Tào Vĩnh Quốc, cán bộ cao cấp từ tỉnh Yến đi ra, thật cũng không ít. Hạ Tưởng vội vàng đứng dậy chào đón, hôm nay tụ họp quả thật là có người đề nghị. Không có người khởi xướng, không có khả năng đến đủ như vậy, hắn chỉ một chút liền hiểu là cái gì, hướng về phía trước mà nói. Bí thư Trần, khó mà có được nhã hứng phát động một hoạt động như vậy, cũng không nói trước để mà tiếp đón, tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn một chút. Trần Phong thấy Hạ Tường lập tức đoán chúng ổng là người đề xuất, cười ha hả. Một đám bạn thân cùng nhau tụ họp một chỗ, còn phải chuẩn bị cái gì? Cố ý chuẩn bị thì xa lạ rồi. Quả thật. Lần này Trần Phong là người đề xuất tụ họp, vì hôm nay tụ họp, ổng đã chuẩn bị trước một tháng, liên lạc khắp nơi, tự mình gọi điện thoại, từng bước quyết định thời gian, Hình Đoan Đài,
Lộ Uyên Nguyên và Hồ Tăng Chu, Phương Tiến Giang dễ nói, lui đã lui xuống, lui về tuyến 2, thời gian dư giả, dễ sắp xếp, chủ yếu là Tống Triệu Đô, Lý Đinh Sơn và Diệp Thạch Sinh, Tiền Cẩm Tùng thời gian không dễ xác định, đến tận 3 ngày trước mới xác định được ngày. Diệp Thạch Sinh và Tiền Cẩm Tùng là tình trạng rút lui một nửa, nhưng cũng là do bản thân có việc, không tiện xác định thời gian, tính tình nóng nảy của Trần Phong bắt đầu, nói cái gì cũng muốn thúc đẩy việc tụ họp lần này, cuối cùng giải quyết xong việc tụ họp nhóm bạn già năm xưa tại tỉnh Yến, không để lại tiếc nuối quá lớn. Đương nhiên, còn có Vương Bằng Phi và vài người bạn cũ ở tỉnh Yến không liên lạc được, cũng không phải là không liên hệ được, mà là Trần Phong cố ý không liên lạc, tính chọn quên đi. Kỳ thật bạn cũ ở thành phố Yến tỉnh Yến năm đó còn không ít, chẳng qua có một số người đã đi xa, ví dụ như Cao Thanh Tùng, Phạm Duệ Hằng, có một số người khoảng cách lập trường chính trị càng lúc càng xa, cuối cùng mười mấy năm sau còn có thể tập hợp cùng một chỗ, đều là người cùng chung chí hướng. Hạ Tưởng nhìn những gương mặt quen thuộc, trong lòng chuyện cũ mười mấy năm nổi lên, trong lòng kích động chính là xúc động và bùi ngùi. Hắn lần lượt chào hỏi mọi người, không chủ động giơ tay bắt tay. Với cấp bậc của hắn là nên chủ động giơ tay, nhưng tất cả mọi người là lãnh đạo cũ của hắn, xuất phát từ sự tôn trọng đối với lãnh đạo, hắn nhượng bộ 3 phần. Đối với mỗi một người từng giúp đỡ hắn, Hạ Tưởng trước sau luôn mang sự tôn kính thật sâu, và vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Người thứ nhất cùng Hạ Tưởng bắt tay ngược lại là Phương Tiến Giang. Trong mấy người mới quen khi Hạ Tưởng tại thành phố Yến, Hạ Tưởng đối Phương Tiến Giang vẫn mang cảm tình sâu đậm. Tình bằng hữu của hắn và Phương Cách cũng vẫn duy trì mười mấy năm, thậm chí vợ Phương Cách là Lam Miệt còn là bạn học của Tào Thù Lê coi như là một nửa bà mối. Phương Tiến Giang chủ động giơ tay cùng Hạ Tưởng bắt tay, Phương Tiến Giang tóc hoa râm so với năm đó già đi không ít, nhưng khí sắc cũng không tệ lắm, ông nhanh cầm chặt tay Hạ Tưởng nói. Chủ tịch tỉnh Hạ, tôi tự đáy lòng cảm thấy cao hứng thay cậu, cậu có thể có thành tựu hôm nay, là niềm tự hào của toàn tỉnh Yến. Phương Tiến Giang cũng không phải là người của tỉnh Yến, nhưng đối với ông ta cảm tình dành cho thành phố Yến tỉnh Yến, không kém hơn mỗi người ngồi đây, dù sao thành tựu của ông toàn bộ gắn với thành phố Yến. Hiện tại Phương Cách cũng công tác tại tỉnh ủy tỉnh Yến, còn cưới vợ người thành phố Yến, có thể nói thành phố Yến đã không còn khác biệt với quê nhà của ông. Tiền Cẩm Tùng và Hạ Tưởng bắt tay. Chủ tịch tỉnh Hạ, khi tôi mới quen biết cậu, cậu mới 25-6 tuổi, chỉ chớp mắt cũng đã mười mấy năm, tôi phải nói. Cậu dùng mười mấy năm thời gian đi qua đoạn đường mà người khác phải mất 30 năm mới đi qua được, không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Tiền Cẩm Tùng cũng giống năm xưa, khi nói chuyện vẻ mặt luôn mỉm cười, tươi cười rất đầy thâm ý. Ông ta có thể đến, cũng là ngoài dự kiến của Hạ Tưởng, Tiền Cẩm Tùng và đám bạn già tỉnh Yến năm đó quan hệ cũng không phải vô cùng chặt chẽ, thậm chí có thể nói không phải rất đoàn kết, nhưng vẫn cùng hiện thân, phỏng chừng cũng là bởi vì nguyên nhân Diệp Thạch Sinh. Tiền Cẩm Tùng và Diệp Thạch Sinh quan hệ rất tốt. Hạ Tưởng đã đoán sai, sở dĩ Tiền Cẩm Tùng quyết định tới tham gia tụ hội, tất cả đều là vì chính hắn, là Tiền Cẩm Tùng hoàn toàn xem trọng triển vọng của hắn, muốn mượn cớ đến gần hắn, tiến thêm một bước kéo gần quan hệ. Nói đi phải nói lại, hôm nay sở dĩ có thể tổ chức tụ họp thành công, toàn bộ là vì sự gắn kết của Hạ Tưởng, chỉ trông vào tình cũ trước kia mà gặp nhau, cũng có khả năng thành công, nhưng có một số người sẽ không tới. Hơn nữa Tào Vĩnh Quốc cũng không có sự gắn kết mạnh mẽ như vậy. Nói đúng là, hôm nay tuy là gặp lại bạn cũ ở tỉnh Yến, lại ở nhà mới của Tào Vĩnh Quốc tại Bắc Kinh, kỳ thật nhân vật chính vẫn là Hạ Tưởng. Diệp Thạch Sinh và Hạ Tưởng bắt tay. Người tại tỉnh Yến, không có lúc nào là không cảm nhận được sự tồn tại của cậu. Sông Hạ Mã, công viên rừng rậm, tĩnh tâm cư, thẳng đến hiện tại, khi tôi tản bộ tại sông Hạ Mã. Còn thường xuyên nghe một số người nói về sự tích chủ tịch quận Hạ vật lộn với cơn hồng thủy năm đó. Hạ Tưởng, tôi rất bội phục cậu, năm đó cậu mới là chủ tịch quận Hạ Mã, có thể vì thành phố Yến quy hoạch mười mấy năm tương lai, rất giỏi, thực rất giỏi. Diệp Thạch Sinh gần đây thường xuyên lui tới giữa thành phố Yến và Bắc Kinh, ngay từ đầu là ngẫu nhiên ở tại thành phố Yến một thời gian, hiện tại trên cơ bản hàng năm có hơn phân nửa thời gian là ở lại thành phố Yến. Ông càng ngày càng thích thành phố Yến thong dong và nhàn nhã, tuy rằng kinh tế văn hóa thành phố Yến cũng không phát đạt, nhưng người thành phố Yến ôn hòa cũng thấy đủ làm vui, thành phố Yến là thích hợp cuộc sống thành thị. Đối với tương lai của Hạ Tưởng, Diệp Thạch Sinh thừa nhận năm đó khi đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy, tầm mắt không đủ, ông ta năm đó đối Hạ Tưởng nửa là thưởng thức nửa là bất mãn,
thưởng thức năng lực Hạ Tưởng, bất mãn những gì Hạ Tưởng đã làm. Tuy rằng lúc ấy cũng cho rằng Hạ Tưởng là một nhân tài có thể đào tạo, lại không nghĩ rằng con đường lên chức của Hạ Tưởng mạnh mẽ như thế, cứng rắn bay lên, thẳng cho tới hôm nay đã hiện ra thế sắc bén không thể đỡ. Diệp Thạch Sinh hiện tại đã tin tưởng 100%, Hạ Tưởng chính là người nối nghiệp thứ 7 kế tiếp sau Cổ Thu Thật. Trước kia, ông còn không tin sự thật Hạ Tưởng trở thành lực lượng hậu bị, hiện tại đến hệ bảo thủ muốn ngăn cản Hạ Tưởng quật khởi cũng là không thể, chẳng những tập thể bộ máy lãnh đạo Trung ương đương nhiệm đã tiếp nhận Hạ Tưởng, hơn nữa tập thể Trung ương khóa tiếp theo cũng ngầm thừa nhận sự thật Hạ Tưởng là người nối nghiệp thứ 7. Trung ương đối với việc bồi dưỡng người nối nghiệp là một công trình hệ thống, Quan Viễn Khúc vừa lên chức, Cổ Thu Thật vừa vào thường vụ, một thế hệ người nối nghiệp mới liền muốn vào trình tự bồi dưỡng. Nếu nói Quan Viễn Khúc nhậm chức còn hơi có tranh luận, bồi dưỡng Cổ Thu Thật cũng có đối thủ cạnh tranh, như vậy Hạ Tưởng được nhận định là người nối nghiệp thứ 7, gần như không có trì hoãn và tranh luận. Là bởi vì nhìn ra thế giới, Hạ Tưởng đã không còn đối thủ cạnh tranh cùng đẳng cấp. Diệp Thạch Sinh cảm thán hàng nghìn hàng vạn, hay cho một Hạ Tưởng, năm đó từng là thuộc hạ của ông, hiện nay đã yên vị trên cao với chức chủ tịch tỉnh, quả nhiên là kẻ sĩ ba ngày không gặp mặt thì phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Cùng Diệp Thạch Sinh có cảm xúc giống nhau còn có Hình Đoan Đài, Lộ Huyên Nguyên và Hồ Tăng Chu, ba người cùng Hạ Tưởng có quan hệ không xa không gần, vừa không có giao tình quá sâu, lại không có gút mắt, Hình Đoan Đài và Lộ Huyên Nguyên chủ yếu là cùng Tào Vĩnh Quốc quan hệ không tồi, sở dĩ đến đây. Một là muốn thăm hỏi Tào Vĩnh Quốc, hai là cũng muốn mượn cơ hội gặp mặt Hạ Tưởng, phải quan sát gần bộ dáng Hạ Tưởng danh khắp thiên hạ hiện tại ra sao. Vừa gặp, hai người yên tâm, nguyên tưởng rằng Hạ Tưởng nổi danh, nói không chừng sẽ dao động nóng nảy, cũng không ngờ Hạ Tưởng chẳng những càng thêm vững vàng thành thục, hơn nữa bên trong tính khí bình thản, hiền hòa và tùy tính hơn, khiến cho hai người biết, Hạ Tưởng đã sớm chuẩn bị tình cảnh, đoán trước hướng gió. Trong mấy người, người ảo não chán nản nhất là Hồ Tăng Chu. Nếu Hồ Tăng Chu có con mắt lâu dài, khi quen biết Hạ Tưởng sớm nhất đã mạnh mẽ kéo Hạ Tưởng một phen, cùng Hạ Tưởng thành lập quan hệ tốt đẹp, nói không chừng kết cục hiện tại của y không đến mức lùi về tuyến 2. Hồ Tăng Chu sau khi điều ra tỉnh Yến không đến 3 năm liền lùi về tuyến 2, phải biết rằng lúc trước Hạ Tưởng mới vào quan trường chính là huyện bá thành phố Chương Trình. Kết quả y mất cơ hội, có mắt không nhìn được Kim Tương Ngọc. Ở Chương Trình cùng Hạ Tưởng kết giao bình thản như nước, rồi tới thành phố Yến mới tiếp xúc nhiều, nhưng vẫn nhìn trước ngó sau, không nắm chắc cơ hội, ở vài lần chuyển biến lớn trong sự việc quan trọng, y bo bo giữ mình, không đúng lúc ở thời khắc mấu chốt ra sức ủng hộ Hạ Tưởng. Cơ hội, liên tiếp mất đi, nhưng có thể trách được ai? Chỉ có thể tự trách mình không có một cặp mắt tinh tường, không đủ để nhìn xem lâu dài. Nếu có một đôi mắt lửa ngươi vàng sắc sảo, có thể biết trước 10 năm thành tựu của Hạ Tưởng hôm nay, thì năm đó y nói sao cũng phải cùng Hạ Tưởng thành lập quan hệ mật thiết, chẳng sợ nguy hiểm liều mạng đắc tội Cao Thành Tùng, cũng phải ban ơn cho Hạ Tưởng. Dùng than giúp người sưởi ấm trong những ngày tuyết rơi so vói thêu hoa trên gấm mãi mãi càng làm cho người ta nhớ lâu hơn. Chỉ tiếc con người không thể quay đầu lại con đường đã đi. Hồ Tăng Chu cầm tay Hạ Tưởng. Chủ tịch tỉnh Hạ. Từ năm đó khi quen biết ở huyện Bá, tôi liền biết cậu là người trong Long Phượng. Khi từ Chương Trình điều hướng thành phố Yến, có người tặng tôi 8 chữ Tiềm Long Tại Uyên, Tiềm Long Vật Dụng. Tôi tưởng báo cho tôi phải chờ thời mà động, phải bảo vệ tốt chính mình, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại tôi mới hiểu được, kỳ thật cao nhân kia là đang thức tỉnh tôi, tại thành phố Yến tiềm tàng một Tiềm Long, muốn tôi thường xuyên độ thế, nhìn rõ phương hướng. Hiện tại đã biết rõ thì đã chậm. Tuy nhiên tôi vui mừng chính là, Chủ tịch tỉnh Hạ, cậu vẫn như cũ không thay đổi ước nguyện ban đầu và có được tấm lòng bình dân. Chủ tịch tỉnh Hạ, tôi tận thâm tâm cảm thấy rất phấn kích thay cậu. Tôi cũng vậy. Lý Đình Sơn hôm nay vô cùng vui vẻ, ông thấy Hạ Tưởng được các vì sao vây quanh mặt trăng vây ở bên trong, so với chính mình thăng nhiệm bộ trưởng còn thoải mái hơn. Bên trong mọi người, ngoại trừ Tào Vĩnh Quốc, ông tự nhận cùng Hạ Tưởng có quan hệ chặt chẽ nhất. Hôm nay tôi liền lớn mật nói một câu thật tâm, cho tới nay, tôi đều xem làm Hạ Tưởng như người thân của mình, mỗi một thành tích của hắn, tôi đều vô cùng tự hào. Bị thân tình và sự dịu dàng bao vây, trong lòng Hạ Tưởng tràn ngập hạnh phúc và cảm động. Đúng vậy, cho tới nay hắn có lúc nào không xem Lý Đinh Sơn như người thân. Hạ Tưởng tình cảm mà nói một câu. Chú Lý, cháu cũng xem chú như người chú ruột của mình. Người trong nước luôn luôn kín đáo. Không thích trực tiếp biểu lộ tình cảm quá mức,
gặp mặt giữa người với người, nhiều lắm chỉ bắt tay là chính, nhưng trong lòng Lý Đinh Sơn, ngay trước mặt mọi người mặt làm ra những hành động không thể tưởng tượng được tiến về Hạ Tưởng mà ôm một cái. Cái ôm nhau của đàn ông, là tiêu biểu cho sự tín nhiệm và lý giải sâu sắc, là tình bạn mười mấy năm không thay đổi, là va chạm thật lòng, cũng là tình cảm đối xử chân thành với nhau. Hạ Tưởng cũng dùng sức ôm Lý Đinh Sơn, cảm nhận được bả vai của Lý Đinh Sơn ốm yếu, hắn đau xót, chuyện cũ còn đây, trong nháy mắt mười mấy năm gào thét đã qua, lúc ban đầu xuất phát từ thành phố Yến, rồi lịch trình tới huyện Bá, cùng với sau đó đủ loại tình huống tại thành phố Yến, chỉ cần Lý Đinh Sơn trong phạm vi đủ khả năng, chiếu cố và quan tâm của ông đối với hắn, cho tới bây giờ đều là không tính phí tổn, không để ý đến hậu quả. Tình nghĩa mười mấy năm chứng kiến một thời đại hưng thịnh và suy yếu, thành một giai thoại có thể lưu truyền lại, nếu nói khi Hạ Tưởng mới tiến vào quan trường thẳng cho đến hôm nay, có ai trong lòng không có khúc mắc với hắn, nào giờ chưa từng có nghi ngờ vô căn cứ và đánh lén, thì Lý Đinh Sơn là người đầu tiên. Tống Triệu Đô sẽ không dễ dàng bộc lộ tình cảm trước mặt người khác, biệt hiệu ông Tống mặt lạnh không phải nói cho có, quả thật năng lực khống chế cảm xúc rất cao, trước mặt người khác mãi mãi là khuôn mặt bình tĩnh. Nhưng hôm nay, trong phút chốc Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn thể hiện chân tình, ánh mắt ông trở nên ấm áp mềm mại. Thành phố Yến à, thành phố Yến, đã từng để lại cho ông bao nhiêu đau khổ và đau lòng, mang đến cho ông bao nhiêu hy vọng và niềm vui. Ông từ lúc ban đầu đối với Hạ Tưởng không tín nhiệm đến lúc từ từ tiếp nhận, rồi đến đối với Hạ Tưởng rất tín nhiệm, rốt cuộc chạy qua lịch trình kế sách như thế nào, chỉ có trong lòng chính ông mới biết. Khi ông bị Cao Thanh Tùng chèn ép không ngóc đầu nổi, dưới vẻ bề ngoài kiên cường, trong lòng là một mảnh thất bại như thế, thậm chí ông đã có ý định tuyệt vọng. Bỗng nhiên gặp được Hạ Tưởng đột nhiên xuất hiện. Đúng vậy, Tống Triệu Đô cho tới ngày hôm nay còn nhớ rõ sự xuất hiện đột nhiên của Hạ Tưởng ngay lúc đó, mang đến cho ông nỗi khiếp sợ như thế nào, khiến không gian u ám của ông bỗng nhiên xẹt ra ánh hào quang. Ông không thể không thừa nhận, nếu không phải Hạ Tưởng từ bên ngoài hỗ trợ ông không thể lật đổ Cao Thanh Tùng. Không bị Cao Thanh Tùng đả kích đến thất bại thảm hại đã là đỡ lắm rồi. Trong lòng Tống Triệu Đô chưa bao giờ tiết lộ ra bí mật năm đó khi ông bị Cao Thanh Tùng chèn ép tới mức rất nghiêm trọng với người khác, sau lưng sự kiên cường của ông, kỳ thật thiếu chút nữa là ông đã quên mất hy vọng, nếu không gặp được Hạ Tưởng, ông thật không dám tưởng tượng bộ dạng ông hiện tại sẽ là gì. Hạ Tưởng xuất hiện, làm cho ông không chỉ có hy vọng chiến thắng Cao Thanh Tùng, hơn nữa còn cùng ông phối hợp đến kín kẽ không thấy kẻ hở mới lật đổ được Cao Thanh Tùng, có thể nói không có Hạ Tưởng, vốn không có Tống Triệu Đô ông hôm nay. Tuy rằng Tống Triệu Đô là Tống mặt lạnh, nhưng càng là người mặt lạnh, thường thường nội tâm càng nóng, chẳng qua ông không có thói quen biểu đạt cảm xúc trước mặt người khác. Tuy nhiên hôm nay ông lại không thể kiềm chế được, đối mặt với cái ôm chân thành của Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn, tình cảm ông áp chế đã lâu cũng không thể đè nén được nữa mà phát tác. Tống Triệu Đô ôm lấy bả vai của cả Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn, nói. Đinh Sơn, Hạ Tưởng, tôi vẫn luôn xem hai người là người thầy tốt người bạn hiền, là ngọn đèn cuộc đời tôi. Ánh mắt của Tào Vĩnh Quốc cũng hơi ấm áp, ông biết người trong quan trường không dễ dàng biểu lộ tình cảm, trong quan trường lâu, gương mặt sơ cứng, áp chế tình cảm, vẻ mặt cứng nhắc, tình cảm chết lặng, hôm nay, mặc kệ là Diệp Thạch Sinh Bùi Mùi hay là tiếng lòng Hồ Tăng Chu, hay là cái ôm chân thành của Lý Đinh Sơn. Đều là quay chung quanh với Hạ Tưởng là trung tâm, đều là hy vọng và cảm động mà Hạ Tưởng mang lại cho mọi người. Hạ Tưởng không chỉ mang đến hy vọng cho nhà họ Tào, cũng mang đến hy vọng cho vô số người, Tào Vĩnh Quốc liền nghĩ, cũng hy vọng Hạ Tưởng cuối cùng mang đến hy vọng cho Trung Quốc. Được rồi, đều ngồi xuống uống trà, khó được tụ họp hôm nay, mặc kệ có sự việc quan trọng, ai cũng không được ra về trước, nhất định cuối cùng phải tiến hành cuộc tụ họp đến cùng. Tào Vĩnh Quốc đúng lúc lên tiếng, lấy thân phận người làm chủ phá vỡ bầu không khí đầy sự hồi tưởng. Được. Tống Triệu Đô hôm nay vô cùng thả lỏng, lớn tiếng trầm trồ. Quyết định rồi nha. Nói xong ông chủ động khóa máy. Tống Triệu Đô vừa khóa máy, tất cả mọi người đều noi theo, đều đem điện thoại tắt đi. Người ai nấy đều là cán bộ cấp tỉnh bộ, đều là nhân vật cấp quan trọng trong nước, hiện tại lại buông xuống ngụy trang, đem ra tấm lòng thẳng thắn và mặt thành thật. Uống trà nói chuyện phiếm, tiếng hoan hô cười nói, tâm sự quá khứ, hiện tại và tương lai. Đang ngồi bên trong, Tống Triệu Đô sắp bước vào hàng ngũ lãnh đạo cấp quốc gia, thân phận cao nhất. Tiếp theo Diệp Thạch Sinh tuy rằng đã lui ra, nhưng sắp xếp thứ tự cấp bậc trong quan trường không vì không tại vị mà phế,
chẳng qua mấy người đều quen biết mấy năm thậm chí hơn 10 năm, hôm nay lại là một lần tụ họp cá nhân, sẽ không nói quy tắc của quan, tùy ý mà ngồi, tùy ý lên tiếng. Các vị đều là nhân vật hô gió gọi mưa từng là hoặc còn tại quan trường, hiện giờ đều đã gỡ lớp ngụy trang, nói chuyện trên trời dưới đất, phòng khách nhà họ Tào cũng không quá lớn, thì thành biển cả vui mừng. Nhớ lại chuyện xưa, khát khao ngày mai, nói rồi nói không biết ai đã đem đề tài đưa tới trên người Hạ Tưởng, Hồ Tăng Chu liền hỏi Tống Triệu Đô. Bí thư Tống, con đường của Chủ tịch tỉnh Hạ đi thế nào mới nhanh nhất ổn thỏa nhất? Con đường của lực lượng dự bị không ngoài hai loại. Một loại là tại địa phương có đầy đủ lý lịch kinh nghiệm, sau đó đến thẳng trung tâm, một bước lên trời, như Tổng Bí thư năm đó. Một loại là tại địa phương đạt đến trình độ lịch lãm nhất định, sau đó vào bộ, đảm nhiệm một khóa ủy viên Bộ Chính trị sau đó vào thường vụ. Người trước tích tụ dày phát triển mỏng, người sau tiến hành theo chất lượng, hai người không phân biệt được cao thấp, đều có ưu khuyết điểm. Mà nhìn chung Tổng Thư ký và Quan Viễn Khúc hai khóa, đều là từ bí thư tỉnh ủy một bước đảm nhiệm vào thường vụ, giảm bớt một bước trung gian vào bộ, xem như một bước lên mây không có gì bất ngờ xảy ra, Cổ Thu Thật cũng sẽ đi theo con đường này, ở đại hội 18 mà trực tiếp nhập thường vụ. So sánh với nhau, thân phận người nối nghiệp thứ 7 của Hạ Tưởng lại càng thoải mái hơn, cũng được quyết định sớm hơn, chưa chắc theo luật đi tới, có lẽ trước vào bộ sau vào thường vụ, cơ sở mỗi một bước đều làm tốt. Tống Triệu Đô hơi trầm tư nói. Tôi hy vọng hắn ở tỉnh Tây 10 năm, sau đó mới đi Bắc Kinh. Ẩn ý của Tống Triệu Đô vẫn là để Hạ Tưởng đi theo con đường của Tổng Bí Thư, Quan Viễn Khúc, theo lệ thường mà tiến lên. Lý Ninh Sơn lắc đầu. Tôi lại cho rằng, Hạ Tưởng rèn luyện lý lịch kinh nghiệm tại địa phương đã ý nghĩa không lớn, hiện tại ánh mắt hắn quyết đoán đã có thể điều tiết khống chế vấn đề làm ra nửa giai đoạn chính xác. Tôi cảm thấy đợi sau khi lôi chị học vào Bắc Kinh, Hạ Tưởng đảm nhiệm ngay Bí Thư tỉnh ủy tại tỉnh Tây. 1-2 năm sau thì vào Bắc Kinh. Diệp Thạch Sinh lại không tán thành suy nghĩ của Lý Đinh Sơn. Tôi lại nghiêng về cách nói của Chiêu Độ, nhưng phải bổ sung một chút, Hạ Tưởng tốt nhất là nên trải qua đảm nhiệm ở thành phố trực thuộc Trung ương. Diệp Thạch Sinh đề nghị, chẳng khác nào tổng hợp sự từng trải của Tổng Bí Thư và Quan Viễn Khúc, bảo đảm Hạ Tưởng có kinh nghiệm chấp chính phong phú, lý lịch kinh nghiệm cũng đủ. Tào Vĩnh Quốc cười mà không nói. Chỉ là đối với việc mọi người quan tâm bước trưởng thành của Hạ Tưởng, vì bước tiếp theo của Hạ Tưởng đưa ra ý kiến, thì rất là vui mừng. Trần Phong ngay từ đầu cũng không tham gia thảo luận, đợi sau khi gần như mỗi người đều phát biểu ý kiến, ông mới thông thả nói. Đều có đạo lý, nhưng nói đi còn nói lại, Hạ Tưởng rốt cuộc muốn chạy theo một con đường dạng gì, còn phải do chính hắn định đoạt. Chúng ta hay là nghe một chút ý kiến của cậu ta không phải bé con, khẳng định có ý nghĩ của chính mình. Tống Chiêu Độ cười ha hả. Nói phải lắm, chúng ta có thảo luận nhiệt liệt mấy cũng vô dụng, phải nghe qua sắp đặt của Hạ Tưởng đối với của bản thân. Cũng chỉ có Hạ Tưởng, đổi người khác, cũng không ai có khả năng sắp xếp được tiền đồ của chính mình, bình tĩnh mà xem xét, Hạ Tưởng cũng không thể. Nhưng nếu căn cứ tình huống thực tế mà nói, Hạ Tưởng lại ở trên trình độ nhất định có năng lực cản trở bước tiếp theo của mình, với ưu thế hắn thân là lực lượng trung tâm của thế lực gia tộc. Khiến hắn ở trở thành lực lượng hậu bị ban đầu, liền trưởng thành làm một cây đại thụ che trời, khiến thế lực bảo thủ mấy lần muốn nhổ tận gốc hắn cũng không thể đạt được. Mà Hạ Tưởng hiện tại, tính cả tổ chức thành viên chính trị và tổ chức thành viên kinh tế trong nước ở phía sau hắn, đã lan rộng thành một mảng rừng rậm tùm tươi tốt. Có lẽ không thể quyết định xu hướng chính trị trong nước, nhưng ảnh hưởng đến tình thế cục bộ, đã không thành vấn đề. Mấy đời lãnh đạo trong nước, người tự có thực lực ảnh hưởng đến chính trị khi còn chưa lên đỉnh giống Hạ Tưởng đây, chỉ có mình Hạ Tưởng mà thôi. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Hạ Tưởng rất khiêm tốn rất hiền hòa mà cười nói. Con sao có khả năng tự sắp xếp cho chính mình chứ? Con kiên quyết nghe theo sắp xếp của đảng. Lời mới nói xong, liền dẫn tới mọi người một trận cười vang, hôm nay đều buông xuống ngụy trang, cũng không còn trơ mặt nói lời quan cách nói lời khách sáo, Hạ Tưởng ngược lại đi xốc lại giọng quan. Đang ngồi đều là bề trên của hắn, không mắng hắn đã không tồi rồi. Tống Chiêu Độ cười nói. Nói lời thật, đừng lo, nếu đã tới nhà, vốn không có người ngoài. Tào Vĩnh Quốc cũng nói. Hạ Tưởng, đang ngồi đều là trưởng bối quan tâm con bày đúng thái độ đi. Hạ Tưởng cười ha hả. Được, được, bày tỏ đúng thái độ, nhất định phải bày tỏ đúng thái độ. Hắn uống một ngụm trà, lại ngẩng đầu nói.
Kỳ thật con vốn định ở tỉnh Tây làm hết 10 năm, nhưng sau một sự việc, nhiệm kỳ con ở tỉnh Tây khẳng định sẽ ngắn lại, bước đầu suy tính, trong vòng 5 năm, con nhất định điều ra tỉnh Tây. Diệp Thạch Sinh kinh ngạc hỏi. Ra tỉnh Tây đi nơi nào? Tiến đến Bắc Kinh. Hạ Tưởng lắc đầu. Hẳn là không phải, phỏng chừng sẽ đi phía Nam. Nam Hạ, lĩnh Nam. Tống Triệu Độ cũng giật mình không ít, bộ dạng Hạ Tưởng với vẻ mặt chắc chắn, dường như lại bày ra một bố cục lớn gì đó, ông liền lập tức đoán tới cái gì. Hạ Tưởng là muốn đi một con đường khác với mọi người, không phải là chỉ khác với mọi người ở mặt ngoài, mà là thật sự khác với mọi người. Phía Nam, không chỉ có lĩnh Nam, còn có Sơn Thành. Hạ Tưởng trả lời. Tống Triệu Đô đoán đúng Hạ Tưởng, quả thật Hạ Tưởng phải đi qua con đường chưa ai từng đi, hắn hy vọng trải qua ở nhiều địa phương, xây dựng tốt công tác trước khi vào Bắc Kinh, càng vào sâu tìm hiểu hiện trạng kinh tế và chính trị trong nước. Nhận thức nổi đau của truyền hình kinh tế và cải cách chính trị, như thế, hắn mới có thể chuẩn bị được kế sách vẹn toàn cho việc bắt đúng mạch quốc gia, cho đại kế sau khi đã lên được đến đỉnh. Đêm, dần khuya, nhà họ Tào náo nhiệt một ngày theo màn đêm buông xuống, dần dần lấy lại không gian yên tĩnh, sau khi tất cả mọi người ra về, Tào Vĩnh Quốc ngồi thật lâu trên ghế sofa, im lặng không nói gì. Mắt nhìn bên màn đêm sâu lắng ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên lúc đó có một cảm giác nhẹ người và thoải mái chưa từng có. Sự trưởng thành của Hạ Tưởng, vượt ra ngoài dự liệu của ông. Sự lớn mạnh của Hạ Tưởng, cũng vượt ra ngoài dự liệu của ông. Hạ Tưởng đối với việc sắp đặt con đường tương lai của chính bản thân, lại càng vượt ra ngoài dự liệu của ông. Hiện tại mới biết được, ông vẫn là hiểu Hạ Tưởng chưa đủ, thậm chí có thể nói, không thể hiểu thấu, ông đã không theo kịp suy nghĩ của Hạ Tưởng. Tầm nhìn của Hạ Tưởng trong tương lai không chỉ là 10 năm, mà là 20 năm, thậm chí 30 năm. Hôm nay cuộc gặp gỡ thật vui vẻ, khiến Tào Vĩnh Quốc trẻ thêm mấy tuổi. Mà Hạ Tưởng đối với triển vọng tương lai mang đến sự kinh ngạc, càng khiến cho ông hưng phấn và phấn khởi, mặc dù đêm đã khuya, mặc dù bao gồm cả Hạ Tưởng và người nhà đều đã chìm vào giấc ngủ, nhưng ông không có chút nào buồn ngủ. Bắc Kinh trong đêm, vì có cảm giác man mát, mở cửa sổ phòng khách sát đất. Mặc dù cơn gió đêm thổi lan khắp toàn thân, cảm giác cả người rất sảng khoái, là sự thoải mái và dễ chịu chưa từng có. Đúng vậy, sảng khoái, là một loại sảng khoái khi uống cạn một chén lớn. Tào Vĩnh Quốc tự nhận không phải là loại người hứng thú nhất thời mà đắc ý vênh váo, cũng không phải là loại người cảm tính vừa thấy rượu liền bất động bước chân, lúc bình thường bản thân cũng rất ít uống rượu, nhưng hôm nay, một mình trong đêm, không ngờ có người đối với trăng mà xúc động. Tất cả, toàn bộ là vì câu nói của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng xác thực nói lên suy nghĩ về tương lai, là thiết nghĩ đối với con đường chính trị của hắn như một bức tranh động lòng người, thông qua miệng Hạ Tưởng nói ra, khiến ông cũng là người đầu tiên ở đây lâm vào cảnh khiếp sợ và cảm nhận được sự cổ vũ lớn. Cũng là từ lúc Tào Vĩnh Quốc biết Hạ Tưởng đến nay, Hạ Tưởng lần đầu tiên ở trước mặt nói ra tiếng lòng, không chỉ là ngay trước mặt ông, còn ngay trước mặt Tống Triệu Đô, Trần Phong cùng với đám người Lý Đinh Sơn. Tào Vĩnh Quốc tin tưởng Hạ Tưởng không kiêng kỵ miệng lưỡi mọi người, dám nói ra suy nghĩ trong lòng chưa chắc toàn bộ là sự thật, nhưng ít nhất là một phần sự thật khẳng định là xuất phát suy nghĩ tường tận của hắn. Tào Vĩnh Quốc chưa từng bao giờ nghi ngờ trí tuệ chính trị của Hạ Tưởng, từ khi Hạ Tưởng mới bước vào nhà họ Tào và sau khi lấy được tín nhiệm của ông, trong mỗi bước thăng tiến sau đó của Hạ Tưởng, thái độ của ông luôn là vô cùng tín nhiệm và yên lặng ủng hộ mỗi lần Hạ Tưởng lên chức. Mười mấy năm qua, ông chẳng những không có nghi ngờ trí tuệ chính trị của Hạ Tưởng, cũng chưa bao giờ hối hận qua năm đó chính bản thân quyết định tiếp nhận. Năm đó khi Hạ Tưởng mới vừa vào nhà họ Tào, có dấu hiệu cùng Tào Thù Lê yêu nhau, nói thật, ông quả thật từng có ý phản đối. Không phải ghét bỏ danh tiếng của Hạ Tưởng không đáng một xu, mà là cảm thấy Hạ Tưởng ở một công ty văn hóa không có triển vọng tốt, tuy rằng ông ở trên vị trí cục trưởng cục xây dựng đô thị cũng là triển vọng không rõ ràng. Bất quá cũng có thể trên vị trí cục trưởng cục đo lường về hưu, con gái tốt hay xấu cũng là con gái cưng của giám đốc sở, xuất thân là gia đình làm cán bộ nhà nước cao cấp. Nhưng Vương Phu Phân lại vô cùng ủng hộ Hạ Tưởng và Tào Thù Lê yêu nhau, nguyên nhân rất đơn giản, bà chính là thích Hạ Tưởng chân thật, cho rằng Thù Lê sát cánh bên Hạ Tưởng có thể có được hạnh phúc. Tào Vĩnh Quốc cũng biết Vương Phu Phân không phải là người phụ nữ ham phú phụ bần, năm đó khi gả cho ông, chính là gả cho. Cũng là vì yêu thích cách đối nhân xử thế của ông. Cũng đúng là căn cứ vào sự tôn trọng đối với Vương Vu Phân, chưa từng có nhiều ngăn cản tình cảm giữa Hạ Tưởng và Tào Thù Lê,
mà là giữ ý tưởng quan sát thời gian một thời gian, dù sao Tào Thù Lê còn chưa tốt nghiệp. Nếu như lúc Tào Thù Lê tốt nghiệp, Hạ Tưởng vẫn là kẻ vô tích sự, như vậy ông sẽ phải ra tay, chia rẽ Uyên Ương. Khiến cho Tào Vĩnh Quốc thấy may mắn chính là, Hạ Tưởng không làm ông thất vọng, hay là nói, ánh mắt Vương Vu Phân và Tào Thù Lê đều chuẩn hơn so với ông, nhìn ra chỗ không tầm thường của Hạ Tưởng. Mà sau khi Hạ Tưởng trở thành con rể của nhà họ Tào, lộ rõ năng lực, thăng chức rất nhanh, làm người ta khiếp sợ, trong lòng Tào Vĩnh Quốc mới nghĩ thật may mắn, lúc ấy mà nghĩ sai thì hỏng hết, không có ra mặt phản đối tình yêu của Hạ Tưởng và Tào Thù Lê, nếu không, nhất định hối hận. Đợi cho đến sau này, chẳng những Hạ Tưởng từng bước thăng chức, ông cũng vượt qua xu hướng suy tàn trước kia, làm quan thuận lợi. Phía sau con đường thuận buồm xuôi gió mà ông đi, mặt ngoài xem là đứng đúng hàng ngũ nhìn đúng phương hướng, kỳ thật trong lòng ông hiểu rõ, sau lượng việc lên chức, là kết quả mà Hạ Tưởng khéo léo dày công sắp đặt. Tào Vĩnh Quốc đứng dậy đi vào phòng đọc sách, lấy ra một hộp long tỉnh quý báu, ngâm một bình trà đậm, bên trong gió thu vi vu, một mình ngồi ở thư phòng, uống chén trà thơm, cũng là có pha vài phần tâm trạng độc lập rời khỏi thế gian. Chỉ có điều trong lòng ông khó bình ổn, bên tai vẫn vang lên những lời hùng hồn động lòng người của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng ngay trước mặt mọi người, nói ra tiếng nói từ đáy lòng của hắn. Con hy vọng sau khi rời tỉnh Tây, đến tỉnh vùng kinh tế phát đạt phía Nam Duyên Hải, tự bản thân trải nghiệm giai đoạn phát triển kinh tế nhất định, dân chúng đối với cải cách thể chế chính trị ủng hộ được bao nhiêu, đối với kiến thiết dân chủ có bao nhiêu mong đợi bức thiết. Con còn hy vọng có cơ hội có thể đi đến Tây Bắc, nhìn một cái, cảm nhận một chút phong thái của nhân dân Tây Bắc. Khảo sát thực địa nỗi khát vọng của nhân dân địa phương Tây Bắc đối với phát triển kinh tế. Con còn hy vọng có cơ hội đến ba tỉnh Đông Bắc sống một thời gian, chỉ có xâm nhập vào trong quần chúng, mới có thể thật sự tìm hiểu được những suy nghĩ của quần chúng. Lời nói của Hạ Tưởng, như một loại triển vọng, hoặc là nói chỉ là một lần diễn thuyết, người khác nghe xong, có lẽ là sẽ nghe qua thì thôi, không xem thành sự thật, nhưng đối với Tào Vĩnh Quốc mà nói, đối với Tống Triệu Đô, đám người Lý Đinh Sơn mà nói, kiểu như Hạ Tưởng không chỉ là nói cho qua, lời của hắn cũng không phải triển vọng, mà là phương hướng nỗ lực sau này. Nhìn chung nhiều khóa đảm nhiệm lãnh đạo quốc gia trong nước, người lãnh đạo khai quốc tự không cần phải nói, không có địa phương nào trải qua theo chính trị là nguyên nhân lịch sử, không hiểu kinh tế là nguyên nhân bản thân, mấy người lãnh đạo đất nước sau này, ai nấy đều có chỗ khiếm khuyết, hoặc là trên chính trị quá cứng rắn, mạnh mẽ, hoàn toàn lấy chính trị để can thiệp xây dựng kinh tế. Nâng cao nguồn lực xây dựng những khu vực trọng điểm, hoặc là chính trị và kinh tế hai tay đều giữ lấy nhưng hai tay đều mềm yếu. Mà tới nhiệm kỳ Tổng Bí Thư, chính trị và kinh tế dần dần hình thành một xu thế cân bằng. Quan Viễn Khúc sắp bước lên vũ đài lịch sử, trên kinh tế có chỗ rất độc đáo, mà việc đối nhân xử thế rất điềm đạm, chắc chắn, tin tưởng ở thời đại Quan Viễn Khúc, mặt chính trị sẽ vững bước mà đi lên, kinh tế có lẽ sẽ có bước đột phá mới. Tạm thời phong cách của Cổ Thu Thật vẫn chưa lộ rõ, ít nhất từ ý nghĩ cầm quyền tại địa phương của ông còn chưa phát hiện được một mặt ông không giống đại đa số, đương nhiên cũng có liên quan đến vị trí hiện tại của ông nên cần phải áp dụng tác phong khiêm tốn cụ thể. Nhưng nếu cuối cùng dự báo của Hạ Tưởng trở thành sự thật, như vậy Hạ Tưởng sẽ trở thành một người duy nhất trong mấy người lãnh đạo trong nước, có kinh nghiệm phong phú nhất, có kiến giải chính trị tiếp cận dân chúng nhất, có thủ pháp kinh tế linh hoạt đa dạng nhất. Mấy giờ trôi qua, tâm trạng Tào Vĩnh Quốc vẫn là một hồi lâu không thể bình tĩnh, Hạ Tưởng đã sắp đặt một con đường cho chính mình, là một con đường rộng lớn thênh thang có cơ sở vững chắc, chuẩn bị nắm bắt bối cảnh thực tại của đất nước và một vị trí chiến lược thuận lợi, không chút khoa trương mà nói, mỗi một bước đi của Hạ Tưởng, tất cả suy nghĩ không phải là kinh nghiệm cá nhân phong phú thế nào, mà là làm thế nào mới có thể dẫn dắt Trung Quốc đi lên con đường thênh thang của dân giàu nước mạnh. Dân giàu mới có khả năng nước mạnh. Mà trên thực tế đất nước đang chấp hành chính sách làm giàu cho dân. Tào Vĩnh Quốc thở một hơi dài, quả nhiên Hạ Tưởng không chỉ là vận may của ông, là vận may của nhà họ Tào, cũng sẽ là vận may của đất nước. Một đêm, Tào Vĩnh Quốc gần như không có chợp mắt. Một đêm, Hạ Tưởng ngủ say sưa, trời vừa sáng, hắn lại nhận được điện thoại Lưu Nhất Lâm. Chủ tịch tỉnh Hạ, mới sáng sớm đã làm phiền ngài. Tôi luôn đợi điện thoại của ngài. Tiếng nói của Lưu Nhất Lâm có ý vội vàng. Từ ngày hôm qua đến giờ, còn chưa tới một ngày, Lưu Nhất Lâm sao lại sốt ruột khó chịu nổi như thế? Hạ Tưởng lắc đầu, đành phải nói. Được rồi, một tiếng sau, gặp nhau tại hội sở tỉnh Tề.
khoảng cách ở hội sở tỉnh Tề và nhà họ Tào không xa, hiện tại Lưu Nhất Lâm lại là chủ tịch của thành phố Lỗ, Hạ Tưởng sắp đặt cũng rất là thỏa đáng. Một tiếng sau, Hạ Tưởng ở gian phòng Tị Phương Uyển của hội sở tỉnh Tề gặp được Lưu Nhất Lâm rõ ràng đã tiểu tụy hơn. Lưu Nhất Lâm toàn thân mặc váy dài màu xanh nhạt, Hạ Tưởng rất có thiện cảm đối với màu xanh nhạt, từ lúc ban đầu là màu xanh của Lam Miệt, đến màu xanh của Mai Hiểu Lâm, cùng với màu xanh của Quý Như Lan đến sau, đều khiến hắn lưu lại trong lòng một khuôn mặt dù phủ lớp son phấn mỏng cũng không giấu được nỗi u sầu. Vừa thấy Hạ Tưởng, cô liền tiến đến nắm tay Hạ Tưởng. Chủ tịch tỉnh Hạ, giúp tôi nên làm gì bây giờ? Lưu Nhất Lâm tay lạnh như băng và mềm mại, dáng người cô không thấp, nhưng tay lại đặc biệt nhỏ. Cảm nhận được sự kinh hoàng của cô, Hạ Tưởng vươn hai tay nắm lấy bả vai của cô. Nhất Lâm, xảy ra chuyện gì, đừng nóng vội, cứ nói từ từ. Khiến Hạ Tưởng thật không ngờ chính là, ngược lại động tác của hắn lại làm nổi lên dũng khí của Lưu Nhất Lâm, cô đột nhiên vồ về phía trước, bỗng chốc nhào vào trong lòng của Hạ Tưởng, tiếng nói run nhẹ nhẹ. Tha thứ cho tôi, chủ tịch tỉnh Hạ, tôi thật sự cần một bờ vai của một người đàn ông để dựa dẫm một chút. Mỗi người phụ nữ đều có mùi hương không giống nhau, cho dù là rất nhỏ, nhưng đối với Hạ Tưởng mà nói, cũng có thể phân biệt ra được. Người phụ nữ và quang cảnh của người phụ nữ đa phần giống nhau, nhưng luôn luôn có chỗ khác biệt rất nhỏ, đúng là mỗi một chỗ khác biệt nhỏ bé, mới khiến một số người đàn ông cả đời cần cù theo đuổi phía sau những người phụ nữ khác nhau. Hạ Tưởng nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Lưu Nhất Lâm, tuy rằng trong lòng là một phụ nữ mềm mại và thành thục, nhưng hắn không hề có chút ý tưởng không an phận, hắn đối với Lưu Nhất Lâm chưa từng có ý nghĩ không an phận, còn nữa hắn cũng rõ Lưu Nhất Lâm nhào vào ôm lấy, không có quan hệ gió chăng, càng không có quan hệ tình cảm. Cơ thể Lưu Nhất Lâm run run nhè, như một người phụ nữ bị chấn kinh bình thường. Phụ nữ đúng là phụ nữ, dù là quan lớn, dù có nắm quyền to, khi cô bất lực cũng cần một bờ vai rộng lớn và sự an ủi của người đàn ông. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hạ Tưởng hỏi, hắn có dự cảm, Lưu Nhất Lâm gặp phải vấn đề nan giải rất to lớn. Bước tiếp theo, điều chỉnh bộ máy tỉnh ủy tỉnh Tề, tôi có hy vọng vào thường vụ, đảm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Lỗ. Lưu Nhất Lâm có vài phần bình tĩnh, vì có ý ngượng ngùng, liền đứng dậy ngồi đối diện Hạ Tưởng. Nhưng ở thời điểm mấu chốt, anh ta đột nhiên đưa ra ý ly hôn. Tình trạng hôn nhân Lưu Nhất Lâm, Hạ Tưởng có biết một phần, chồng của cô ở nước ngoài, hàng năm không trở về, tình cảm vợ chồng bình thường nhưng còn có thể duy trì. Đột nhiên trong lúc Lưu Nhất Lâm sắp được đề bạt lại đề xuất ly hôn, dường như không chỉ là vấn đề tình cảm cá nhân, mà là phía sau ẩn chứa ý đồ chính trị mãnh liệt. Bây giờ cô tính thế nào? Hạ Tưởng trước tiên hỏi ý tưởng của Lưu Nhất Lâm. Tôi không đường để đi, có người muốn ở phía sau mà sửa đổi tôi quyết định, phải đi theo anh, chỉ cần anh giúp tôi qua cửa ải khó khăn, tôi sẽ trở thành một thành viên trong tổ chức thành viên chính trị của anh. Thành viên tổ chức chính trị của Hạ Tưởng, kỳ thật lớn hơn nhiều so với mọi người tưởng tượng. Lực lượng ở mặt ngoài dễ dàng bị điều tra rõ, ví dụ như Bành Vân Phong, Trần Thiên Vũ, cùng với những người Hạ Tưởng đề bạt, đều có thể dễ bị người ta điều tra rõ ràng. Nhưng lực lượng âm thầm tất nhiên không thể dễ dàng bị điều tra rõ, ví dụ như Lưu Nhất Cửu, Bành Dũng, như Lý Dật Phong. Bành Dũng lên chức, sau khi ra khỏi tỉnh Yến, cũng rất ít bị người khác chú ý, một là Bành Dũng vừa đến tỉnh Tương liền như đá chìm đáy biển, khiêm tốn đến độ khiến người ta quên đi sự tồn tại của y, hai là sau khi Hạ Tưởng rời khỏi tỉnh Tương, khiến cho không ít người đem ánh mắt đi theo bước chân của hắn, rời khỏi tỉnh Tương. Ngoại trừ Bành Dũng, còn có Lý Dật Phong. Lý Dật Phong tuy rằng là một người Hạ Tưởng mạnh mẽ đề bạt ở tỉnh Tương, nhưng Lý Dật Phong không phải đi theo Hạ Tưởng ngay từ đầu, y hiện tại kiên định theo sát bước chân Hạ Tưởng, càng không bị người khác chú ý bằng mấy người đi theo Hạ Tưởng từ đầu đến cuối. Như vậy cũng tốt, Hạ Tưởng ngoại trừ có thành viên tổ chức chính trị ở mặt ngoài, còn có bộ phận tổ chức thành viên chính trị tàng hình lặng yên trưởng thành lớn mạnh, như thế mới không bị đối phương hoàn toàn sờ ót. Trên thực tế, Bành Dũng, Lý Dật Phong còn chưa được tính là thành viên tổ chức chính trị tàng hình nhất của Hạ Tưởng, đám người Vương Đoan Kiệt và Võ Ái Chu mới là thành viên tàng hình nhất khổng lồ nhất trong tổ chức chính trị của Hạ Tưởng. Sản nghiệp kinh doanh vài thập niên của nhà họ Ngô, tới tay Ngô Tài Dương lại sinh sôi nảy nở, chỉ tính quan lớn cấp tỉnh đã có không ít. Những quan lớn cấp tỉnh mà ông cụ Ngô và Ngô Tài Dương đề bạt đương nhiên sẽ không trở thành thành viên tổ chức chính trị của Hạ Tưởng,
Hạ Tưởng còn chưa đủ tư cách dẫn dắt một đoàn quan lớn cấp tỉnh bộ, hơn nữa Ngô Tài Dương vừa mới đón nhận là thuộc thời kỳ của hắn. Nhưng nhà họ Ngô trải rộng quan lớn cấp giám đốc sở ở trong nước, đủ có thể đoán được tương lai, đều chính là người tùy tùng phía sau Hạ Tưởng. Tính toán chi li một tí, tài sản chính trị nhà họ Ngô cho dù chỉ bị Hạ Tưởng tiếp thu 1/3, cũng đủ để cho toàn thể thực lực của Hạ Tưởng leo lên thêm một bậc thang. Đồng thời chớ quên, đám bạn già tỉnh Yến vừa mới tụ hội, ai không có mấy người thân tín. Không hề nghi ngờ, chỉ cần là người tham gia cuộc họp, hoặc là người 100% tín nhiệm Hạ Tưởng, nguyện ý đem thân tín của chính mình giao vào tay Hạ Tưởng, để Hạ Tưởng tiếp tục dẫn dắt bọn họ. Hoặc là có quan hệ chặt chẽ với Tào Vĩnh Quốc, do Tào Vĩnh Quốc sắp xếp, cũng sẽ đem thân tín phó thác cho Hạ Tưởng. Thân tín của mấy người nói trên cũng chưa phải sức mạnh khổng lồ gì, nhưng nếu để Hạ Tưởng kinh doanh, theo thời gian, chắc chắn sẽ tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Theo kế lâu dài, thế lực phía sau Tống Chiêu Độ, Lý Đinh Sơn, cũng sẽ là thế lực của Hạ Tưởng. Lý Đinh Sơn thì không cần phải nói, ông ta làm quan nhiều năm, đề bạt thân tín không nhiều lắm, nhưng phần lớn đều là người cực kỳ trung thành. Ví như Tống Chiêu Độ đối nhân xử thế trầm ổn, làm việc đàng hoàng nghiêm chỉnh, mười mấy năm trong chốn quan trường, âm thầm đề bạt không dưới mười mấy cán bộ cấp sở. Dưới con mắt của ông ta, trong mười mấy cán bộ cấp sở ít nhất cũng có 2-3 người có thể tiến vào hàng ngũ cấp tỉnh bộ. Sau khi Tống Chiêu Độ đảm nhiệm ủy viên Bộ Chính trị một khóa, nếu không có gì đặc biệt, liền có khả năng lùi về tuyến 2. Trong thời gian 5 năm ông ta vào bộ, tất nhiên còn có thể tiếp tục bố cục, vừa đủ tư cách được chọn là nhân tài ưu tú của quốc gia, cũng là một phần tài sản chính trị giữ cho Hạ Tưởng. Ở vô số người quay xung quanh Hạ Tưởng, cuối cùng phía sau sẽ đứng một đội ngũ khổng lồ và kinh người như thế nào, đừng nói chính hắn, ai cũng không dám đưa ra kết luận. Chỉ có thể ở tình trạng khẩn cấp, ở thời điểm Hạ Tưởng cần nhất, khi hắn đăng cao hô to là lúc khiến thế nhân hoàn toàn thấy rõ cơ sở chính trị của hắn to đến kinh người cỡ nào. Càng lâu dài về sau, thành viên tổ chức chính trị nhà họ Mai, nhà họ Khâu và nhà họ Phó cho dù sẽ không chủ động và tự nguyện chuyển nhượng một bộ phận thế lực chính trị về phía Hạ Tưởng, nhưng vì ưu thế Hạ Tưởng thân là nhân vật trung tâm trong thế lực gia tộc, hơn nữa theo vị trí Hạ Tưởng lên cao, cơ hội thay mặt thế lực gia tộc càng ngày càng nhiều, sẽ làm càng nhiều thế lực gia tộc vô tình hướng hắn dựa dẫm. Liền lấy chính kiến cộng đồng cùng với dựa vào sức hấp dẫn cá nhân của Hạ Tưởng, cũng đủ để cho không ít dòng chính của ba nhà Mai, Khâu, Phó theo sát phía sau hắn. Một sự thật khiến thế lực bảo thủ cùng hệ bình dân không muốn nhìn đến cũng không muốn đối mặt hiện tại chính là, chẳng những thế lực quật khởi của Hạ Tưởng mạnh đến độ không thể chống đỡ. Hơn nữa thời đại của Hạ Tưởng, đã tiến đến trước mắt rồi. Lưu Nhất Lâm đầu hàng, khiến thời đại của Hạ Tưởng đã huy hoàng lại thêm một tia hào quang rực rỡ. Bối cảnh của Lưu Nhất Lâm rất phức tạp, vừa có mối quan hệ rất tốt với hệ bảo thủ, lại nhận được hệ bình dân coi trọng. Nhưng mọi việc của cô việc đều không thuận lợi bằng Hạ Tưởng, gặp phải thời khắc mấu chốt lên chức, bị người đâm một dao, hôn nhân của người trong quan trường là sự bảo hộ, mỹ mãn hay không không quan trọng, môn đăng hộ đối cũng không trọng yếu, quan trọng là chỉ cần cam đoan không ly hôn là được. Hôn nhân chính là sự bảo hộ của người trong quan trường, là một ký hiệu tượng trưng, đối với đàn ông thì như thế, đối với phụ nữ mà nói cũng là như thế. Một người phụ nữ độc thân không có hôn nhân bảo hộ sẽ bị coi là quan trường ngoại tộc, rất khó đi được lâu dài trong thế giới quan trường vốn là của đàn ông. Mai Hiểu Lâm là trường hợp đặc biệt, không thể lấy thường quy mà nói. Lưu Nhất Lâm hiển nhiên không có xuất thân như Mai Hiểu Lâm, liền lo lắng bị độc thân trong quan trường giống như Mai Hiểu Lâm, nếu cô ly hôn, chẳng những gặp phải vấn đề lên chức có khả năng bị tiêu tan, hơn nữa con đường quan trường của cô cũng có khả năng thành con đường gập ghềnh. Thậm chí chính là con đường cụt. Lưu Nhất Lâm ở trong ấn tượng của Hạ Tưởng, tao nhã, thong dong và thần bí, nhưng hiện tại, dung mạo cô tiều tụy, hoang mang lo sợ, hoàn toàn đem Hạ Tưởng trở thành rơm rạ cứu mạng. Rốt cuộc là ai ở sau lưng ra tay? Hạ Tưởng bình tĩnh phân tích thế cục một chút, hắn biết, hắn phải giúp Lưu Nhất Lâm. Giúp Lưu Nhất Lâm, có thể khiến cho Lưu Nhất Lâm hoàn toàn vì hắn sử dụng, trở thành một thành viên của tổ chức thành viên chính trị của hắn. Đối với năng lực của Lưu Nhất Lâm, Hạ Tưởng vẫn khá tin tưởng, hơn nữa, hắn muốn mượn sự tình Lưu Nhất Lâm, thể hiện ra thủ đoạn cứng rắn, mạnh mẽ của hắn. Tại một số thời điểm cần phải lộ ra răng nanh, mãi bị người ức hiếp, dường như hắn giống người thật sự dễ bắt nạt. Cuộc họp bên sông Hạ Mã sắp diễn ra,
đó cũng có nghĩa là hắn lần đầu tiên ngang nhiên hướng bộ chính trị trong nước phát ra tiếng nói của chính mình, hắn chính là muốn để thế lực bảo thủ vẫn luôn muốn chèn ép hắn thấy hắn hiện tại nắm tay đã cứng như thế nào. Là, Lưu Nhất Lâm nói ra tên một người. Hạ Tưởng trầm ngâm một lát, nói. Nhất Lâm, bây giờ cô đi thành phố Yến, đến tòa nhà đế vương quận Hạ Mã, trực tiếp tìm Bành Vân Phong, bảo anh ta sắp xếp cho cô một căn phòng, nghỉ ngơi một chút trước, sau đó thăm thú phong cảnh thanh tú xinh đẹp sông Hạ Mã, thưởng thức một vở tuồng lớn. Tôi tin rằng, cô sẽ gặp được cơ hội tốt mà may mắn của chính mình. Lưu Nhất Lâm nặng nề mà gật đầu. Vâng, tôi nghe lời anh. Nói xong, lại hướng về phía trước một bước, do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng ôm Hạ Tưởng một cái. Cảm ơn anh, Hạ Tưởng, ở thành phố Lang lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi biết rằng anh là một bằng hữu đáng tín cậy. Một người bạn tốt nhất. Hạ Tưởng không ôm lại Lưu Nhất Lâm, chỉ có điều vỗ nhẹ nhẹ sau lưng cô, không nói thêm gì, hắn hy vọng Lưu Nhất Lâm hiểu được, giữa hắn và cô, chỉ có hợp tác chính trị, không có gút mắc tình cảm riêng tư. Cũng không biết Lưu Nhất Lâm có hiểu được ám chỉ của Hạ Tưởng hay không, thân thể của cô hơi hơi đông cứng, sau đó cố gắng cười, xoay người bước đi. Hạ Tưởng đứng thẳng bất động, chăm chú nhìn Lưu Nhất Lâm bóng dáng thướt tha như cũ, trong lòng nghĩ tới không phải là Lưu Nhất Lâm, mà là sự kiện sắp dẫn phát từ Lưu Nhất Lâm. Buổi chiều, Hạ Tưởng cố ý thả ra tin tức, chính là muốn khiến người có lòng biết hắn ở Bắc Kinh, và hắn cố ý nhúng tay vào một sự việc. Sau đó, hắn liền đi tới nhà họ Ngô, ngồi chờ người có lòng chủ động liên hệ với hắn. Đến nhà họ Ngô là muốn thăm hỏi ông cụ Ngô, Ngô Tài Dương và Liên Nhược Hạm một chút, dù sao cũng sắp đón Tết rồi. Năm nay ăn Tết, phạm vi Hạ Tưởng đi lại rất rộng, từ Nam đến Bắc, từ Đan Thành đến thành phố Yến, lại từ thành phố Yến đến Bắc Kinh, chính là hình vẽ con đường nhân sinh của hắn. Đan Thành là thành phố hắn sống thời thơ ấu, thành phố Yến là lúc thanh niên, còn Bắc Kinh lại là nơi hắn sống lúc trung thanh niên và trung niên, nhưng một người luôn phải từ thanh niên đến trung niên rồi đến tuổi già. Thời gian Quốc Khánh Hạ Tưởng dừng lại ở Đan Thành 2 ngày, ở Bắc Kinh, hắn lúc đầu dự tính cũng là dừng lại 2 ngày, sau đó lại dành ra 2 ngày tại thành phố Yến mời dự họp đại hội. Nơi cất cánh đầu tiên, cũng có thể lại trở thành nơi cất cánh lần thứ 2 của hắn. Tới nhà họ Ngô, cũng là tiếng hoan hô nói cười, người đến người đi, là một lần cả nhà đại đoàn viên. Vốn Quốc Khánh năm nay, ông cụ Ngô không hy vọng đoàn viên, Liên Nhược Hạm chưa nói trở về, cảm xúc của ông không vui lắm, đột nhiên Liên Nhược Hạm liền từ trên trời rớt xuống, khiến ông cụ mừng rỡ, tinh thần tốt hẳn lên, lập tức chỉ bảo, yêu cầu nhà họ Ngô cử hành yến tiệc gia đình với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Quả thật là quy mô rất lớn, hiện tại người nhà Ngô gia thịnh vượng không ít, không đề cập tới Liên Nhược Hạm có một trai một gái, con của Ngô Tài Hà và Ngô Tài Giang cũng đều có hậu thế. Nhà họ Ngô hiện tại tứ đại đồng đường, ông cụ có thể an lòng rồi. Hạ Tưởng tới quả thật vừa dịp,